Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 126. A, hắn làm sao cải biến phương hướng rồi? Không ở nơi này đi vòng vo sao? Tử Dương Kinh Hồng hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Lại như thế nào, hắn cũng chạy không thoát, ta cũng đã khiến người khác đem mảnh này cổ lâm bao vây. Nguyệt Thiên Hạo cười lạnh nói, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Mấy canh giờ, Tiêu Phàm đều ở đây phiến sơn mạch trong rừng đi dạo, Nguyệt Thiên Hạo đã sớm có chỗ an bài, mấy trăm cổ thần cảnh cường giả, phong tỏa tứ phương. Nếu như Tiêu Phàm còn tại đỉnh phong, có lẽ có cơ hội đào tẩu. Nhưng là hiện tại, đoán chừng kinh mạch cũng đã bị cực băng lực lượng đông kết, liền thần lực đều thi triển không ra, nghĩ đào tẩu cơ hồ là không có khả năng. Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng không nói, bọn họ cũng không có cảm thấy sự tình thuận lợi như vậy, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có hoàn toàn tin tưởng Nguyệt Thiên Hạo đã thương nặng Tiêu Phàm. Dù sao, bọn họ đều cùng Tiêu Phàm giao thủ qua, biết rõ Tiêu Phàm thực lực, thần Nguyệt Cổ Kính có lẽ rất mạnh, nhưng là cũng không nhất định có thể giết chết bọn họ. Đồng dạng, thần Nguyệt Cổ Kính trọng thương Tiêu Phàm, nhưng muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, hiển nhiên là không có khả năng. Hô, cũng liền ở lúc này, một vệt sáng trùng thiên mà lên, lại là Tiêu Phàm chạy ra khỏi cổ lâm, tốc độ so trước đó không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Làm sao sẽ, Nguyệt Thiên Hạo trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, tại sao Tiêu Phàm tốc độ đột nhiên nhanh nhiều như vậy. Đây chính là người cái gọi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Dương Kinh Hồng khinh thường nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo nói. Mặc dù khinh thường Nguyệt Thiên Hạo, nhưng hắn trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm giờ phút này tốc độ, căn bản không phải bọn họ có thể bằng được. Kiếm Hồng Trần một mực ở mảnh này cổ lâm đi dạo, nhất định là đang kéo dài thời gian chữa thương, hiện tại khẳng định cũng đã khôi phục không ít. Thần Vô Tâm híp híp hai mắt, trong lòng của hắn có chút hối hận, vừa mới nên toàn lực ứng phó, đuổi theo giết chết Tiêu Phàm. Hừ, coi như hắn có thể ma diệt thần Nguyệt Cổ Kính bên trong cực băng lực lượng, thần lực cũng khẳng định còn thừa không có mấy, hắn chạy không thoát. Nguyệt Thiên Hạo cắn răng nói, hắn sắc mặt tái nhợt, có loại bị người trêu đùa cảm giác, trong lòng lại bổ sung một câu, ta Nguyệt Thiên Hạo muốn giết người, còn không có ai có thể trốn được. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thiên Hạo tốc độ cũng bỗng tăng tốc, hiển nhiên là thi triển một loại nào đó bí pháp, bỏ ra không nhỏ đại giới. Đuổi theo, Thần Vô Tâm cũng không muốn buông tha Tiêu Phàm, mấu chốt nhất là, hắn không muốn bỏ lỡ Tiêu Phàm trong tay Bách Sát Đế lệnh. Tử Dương Kinh Hồng trầm ngâm lúc này, cũng không có lập tức đuổi theo, mà là đang chờ đợi Tử Dương Cổ Vực đám người, thẳng đến Tử Dương Cổ Vực mấy chục người đến đông đủ, hắn mới tiếp tục đi lên phía trước. Hậu phương tất cả, toàn bộ đều in vào Tiêu Phàm trong mắt, nhìn thấy Tử Dương Kinh Hồng không đuổi kịp đến, trong lòng của hắn hơi hơi ngoài ý muốn. Cái này Tử Dương Kinh Hồng ngược lại là chú ý cẩn thận, muốn giết hắn đoán chừng có chút độ khó, cũng được, trước diệt Nguyệt Thiên Hạo cùng Huyền Nguyệt Cổ Vực người lại nói. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, nháy mắt có dự định. Giết chết Thần Vô Tâm, hắn cũng không phải không có thực lực này, nếu như muốn giết Thần Vô Tâm, Tiêu Phàm lần trước liền đã động thủ. Dù là đến hiện tại, Tiêu Phàm cũng không có giết Thần Vô Tâm ý niệm, bởi vì hắn nhất định sẽ tiến về Huyết U Cổ Vực. Nếu là Thần Vô Tâm bởi vì hắn mà chết, có thể sẽ đối với hắn về sau sự tình tạo thành một chút khó khăn. Chí ít, tại hắn tiến về Huyết U Cổ Vực Tu La tộc trước đó, Tiêu Phàm không nghĩ tới giết chết hắn. Đương nhiên, nếu như Thần Vô Tâm hung hăng càn quấy mà nói, Tiêu Phàm không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào phía trước sơn cốc bên trong nồng vụ tràn ngập, che khuất bầu trời, ẩn ẩn hai đạo hắc ảnh lấp lóe. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, không hề nghĩ ngợi, một đầu cắm xuống dưới. Mấy tức sau đó, Nguyệt Thiên Hạo cùng Thần Vô Tâm hai người mang theo mấy chục người đuổi theo, đứng ở ngoài sơn cốc một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm sơn cốc, còn người băng lãnh đến cực điểm. Cho ta đem sơn cốc bao vây lại, Nguyệt Thiên Hạo phất tay dương lên, điềm nhiên nói. Là, công tử, mấy chục người không chút do dự hướng về tứ phương bay đi. Nơi xa còn có không ít tu sĩ đạp không mà tới, người càng ngày càng nhiều, chốc lát sau đó, dĩ nhiên nhiều đến gần 200 người. Lần này, bản công tử nhìn ngươi chạy đi đâu? Nguyệt Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, các ngươi theo ta đi, thảm thức, một con ruồi đều bị cho bản công tử buông tha. Nguyệt Thiên Hạo, Thần Vô Tâm đột nhiên kêu lên, nhíu mày. Làm sao,
Nguyệt Thiên Hạo không giải nhìn xem Thần Vô Tâm nói. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện cái này sơn cốc bên trong nồng vụ có cổ quái sao? Thần Vô Tâm nhắc nhở, hắn vừa mới dùng linh hồn chi lực điều tra, có thể linh hồn chi lực căn bản thẩm thấu không đi vào. Hắn nguyên bản không muốn nhắc nhở Nguyệt Thiên Hạo, có thể nghĩ đến muốn giết chết Tiêu Phàm, còn phải mượn nhờ Nguyệt Thiên Hạo lực lượng, hắn vẫn là đem cái này nghi hoặc nói ra. Thần Vô Tâm, ngươi lá gan sẽ không như thế nhỏ a, chúng ta hơn 200 người. Chẳng lẽ liền một cái thụ thương người đều giết không chết sao? Nguyệt Thiên Hạo cực kỳ khinh thường nói. Nếu như chỉ là giết chết Tiêu Phàm, hắn sẽ không như thế bức thiết, có thể mấu chốt hắn mất đi thần Nguyệt cổ kính, nhất định phải lập tức tìm trở về. Nửa canh giờ phía trước, hắn liền đã mất đi cùng thần Nguyệt cổ kính liên hệ, không cần nghĩ cũng biết rõ, bản thân lưu ở thần Nguyệt cổ kính phía trên đạo kia ấn ký đã bị Tiêu Phàm cho ma diệt. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Hạo lại nhìn về phía chậm chạp chạy tới mà đến Tử Dương Kinh Hồng, hí ngược nói, Tử Dương Kinh Hồng, ngươi sẽ không cũng sợ a? Ngươi đều không sợ, ta sẽ sợ. Tử Dương Kinh Hồng khịt mũi coi thường, bất quá hắn lại không có tiến vào sơn cốc y tứ. Tiêu Phàm thủ đoạn bất phàm, cũng không phải dễ giết như vậy, coi như có thể giết chết Tiêu Phàm, có thể một phần vạn Tiêu Phàm liều mạng, bọn họ cũng có khả năng bàn giao ở chỗ này. Tất nhiên không sợ. Có gan cùng ta đi vào chung. Nếu không, qua một lúc nghĩ ở sau lưng âm ta, đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Thiên Hạo trầm giọng nói. Không đợi Tử Dương Kinh Hồng phản ứng, hắn dẫn đầu mang theo 20 người xông vào sơn cốc. Cùng lúc đó, chung quanh sơn cốc hơn 100 cổ thần cảnh cường giả cũng đồng thời hướng về sơn cốc tới gần, tiến hành thảm thức. Đi vào, Tử Dương Kinh Hồng ra lệnh một tiếng, hắn sau lưng 60-70 người. Cũng đi theo tiến nhập sơn cốc, bất quá chính hắn lại bất động mảy may. Tử Dương Kinh Hồng, người không đi vào, lại làm cho bản thân thuộc hạ đi vào, đây là có ý tứ gì? Thần Vô Tâm cổ quái nhìn xem Tử Dương Kinh Hồng nói. Ngươi lại tại sao không đi vào? Tử Dương Kinh Hồng cười nhạt một tiếng. Thần Vô Tâm trong lòng do dự, hắn luôn cảm giác cái này sơn cốc cho hắn một loại 10 phần bất an khí tức, trong lúc nhất thời không cách nào làm quyết định. Bách Sát Đế lệnh. Nhất định muốn lấy được, nếu như Nguyệt Thiên Hạo thật giết hắn, vậy coi như rơi vào Nguyệt Thiên Hạo trong tay. Thần Vô Tâm trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nháy mắt làm một cái quyết định. Ta tự nhiên sẽ đi vào. Thần Vô Tâm đại nghĩa lẫm nhiên nói, thân hình lóe lên, liền mang theo hắn 6 cái thuộc hạ biến mất ở nồng vụ. Tử Dương Kinh Hồng tiếu dung cứng đờ, hắn không nghĩ đến Thần Vô Tâm thật tiến vào, chẳng lẽ bản thân liền Thần Vô Tâm cùng Nguyệt Thiên Hạo đều không bằng sao? Ta chỉ là muốn giết Tiêu Phàm cho nhị đệ báo thù mà thôi, bọn họ tiến vào, Kiếm Hồng Trần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ít ta một cái cũng không ít. Tử Dương Kinh Hồng âm thầm suy nghĩ một chút nói, dưới chân đạp mạnh, nháy mắt cắm vào phía dưới sơn lâm, cũng không có tiến vào sơn cốc. Sơn cốc bên trong một khỏa cổ thụ, đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh. Kiếm huynh, bọn họ đều tiến vào. Thanh Minh trầm giọng nói, hắn báo thù sốt ruột. Hận không thể lập tức động thủ. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, tất cả mọi thứ đều đào thoát không được hắn pháp nhãn, nhìn thấy Tử Dương Kinh Hồng không có tiến đến, Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng. Tất nhiên cũng đã vào cuộc, Tiểu Bạch, bắt đầu đi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ngoan tuyệt. Ong ong, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, chung quanh sơn cốc đột nhiên từng đạo hà quang trùng thiên mà lên, dường như từng đầu thần liên. Xen lẫn ở sơn cốc không trung, sau đó hình thành một màn ánh sáng. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một cái màu sắc rực rỡ cái lồng, đem cả tòa sơn cốc móc ngược ở phía dưới. Cái này, Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy một màn này, con người hơi hơi co rụt lại. Hắn vừa định lớn tiếng kêu to, nhắc nhở Tử Dương cổ vực người, thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt trở về. Ta nếu là nhắc nhở bọn họ. Nguyệt Thiên Hạo cùng Thần Vô Tâm bọn họ khẳng định cũng sẽ nghe được. Phía dưới Tử Dương Kinh Hồng nhíu mày. Do dự chốc lát, hắn vẫn là không có lớn tiếng nhắc nhở tiến vào sơn cốc bên trong Tử Dương cổ vực người. Không thể không nói, Tử Dương Kinh Hồng không phải bình thường hung ác, vì để cho Nguyệt Thiên Hạo cùng Thần Vô Tâm cùng Tiêu Phàm tự tương tàn sát, tình nguyện nhường bản thân 10 mấy cái thuộc hạ đi mạo hiểm. Mấy tức sau đó, sơn cốc bên trong màu sắc rực rỡ màn sáng triệt để hòa làm một thể. Dù là Tử Dương Kinh Hồng giờ phút này nhắc nhở, bên trong người cũng đoán chừng cũng căn bản nghe không được. Chậm rãi, màu sắc rực rỡ màn sáng biến mất,
tựa như cùng hư không hòa làm một thể. Đồng thời, sơn cốc bên trong xương trắng cũng bỗng nhiên biến càng ngày càng nồng nặc lên, một mảnh trắng xóa, ngoại giới nhìn lại, căn bản nhìn không thấy bên trong mảy may. Bất quá, sơn cốc bên trong lại phát ra một loại nhiếp nhân tâm phách khí tức, dù là cách nhau rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ băng lãnh ý. Đây là cái gì trận pháp? Cảm nhận được sơn cốc bên trong cỗ kia khí tức, Tử Dương Kinh Hồng chỉ cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía, thật sự là quá đáng sợ. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong cảnh tượng cũng nháy mắt phát sinh biến hóa, Nguyệt Thiên Hạo đám người chỉ cảm giác chung quanh thế giới đột nhiên nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản xương trắng mênh mông sơn cốc, cái kia xương trắng cũng đang không ngừng biến mất, không gian cũng đang phát sinh vặn vẹo, một cỗ đáng sợ lực lượng trói buộc đám người, nhường đám người không thể động đậy. Cỗ này lực lượng, nhường đám người kinh hãi không thôi, bọn họ có thể đều là cổ thần cảnh A, lại bị một cỗ lực lượng trói buộc lại. Không tốt, có mai phục, Nguyệt Thiên Hạo kêu to, trước tiên là muốn mang theo người bên cạnh lui lại. Chỉ là, khi hắn nhìn về phía chung quanh lúc, sắc mặt biến dị thường đặc sắc, bởi vì hắn phát hiện, bên cạnh hắn hơn 20 thuộc hạ, dĩ nhiên không thấy. Hư không tiêu thất, làm sao có thể, hơn 20 cổ thần cảnh, liền xem như bình thường thần vương cảnh, cũng chưa hẳn có thể nháy mắt gạt bỏ bọn họ a. Có thể sự thật liền là như thế. Hơn 20 cổ thần cảnh, toàn bộ đều quỷ dị biến mất. Người đâu? Nguyệt Thiên Hạo trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt, sắc mặt cũng biến dị thường tái nhợt lên. Hắn hồi tưởng lên thần vô tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng do dự bất định bộ dáng, nháy mắt hiểu cái gì. Nguyên lai thần vô tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng hai người bọn họ đã sớm có chỗ phát hiện, cho nên một mực do dự, không dám tùy tiện bước vào sơn cốc. Đáng tiếc bản thân quá mức cuồng vọng. Tự cho là mang theo hơn 200 người, liền có thể quét ngang tất cả, lại không nghĩ đến đã sớm lọt vào Tiêu Phàm thiết lập cái bẫy. Cho dù có mai phục lại như thế nào, ta huyền thiên cổ vực hơn 200 người, cho dù đứng ở cái này khiến ngươi giết, ngươi cũng chưa hẳn giết được xong. Nghĩ đến bản thân mang theo hơn 200 người tiến đến, Nguyệt Thiên Hạo lại khôi phục tự tin bộ dáng. Có đúng không, lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở Nguyệt Thiên Hạo bên tai, ngay sau đó. Hoàn cảnh chung quanh cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vặn vẹo không gian, nháy mắt biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới, vô cùng vô tận hỏa diễm, giăng đầy mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyệt Thiên Hạo còn không có lấy lại tinh thần, liền cảm giác tự thân hoàn toàn dấn thân vào đối hỏa diễm, nóng rực nhiệt độ đau nhói hắn ra thịt. Kiếm Hồng Trần, người cho rằng nho nhỏ huyễn cảnh, liền có thể đối phó bản công tử sao? Nguyệt Thiên Hạo khinh thường nói. Đen kịt con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, đang tìm kiếm Tiêu Phàm bóng dáng. Có thể hay không đối phó ngươi, thử một lần chẳng phải biết. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Lời còn chưa dứt, cái kia cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy càng thêm hung mãnh lên, Nguyệt Thiên Hạo cả người hoàn toàn bị hỏa diễm phần luyện, thật giống như bị ngàn vạn kiến hôi gặm ăn một dạng. Nho nhỏ huyễn cảnh, phá cho ta. Nguyệt Thiên Hạo gầm thét một tiếng, cắn một cái ở đầu lưỡi, bức ra một giọt tinh huyết. Quanh thân cuồn cuộn hắc sắc phụ khí gào thét mãnh liệt, muốn đem mảnh này không gian công phá. Nhưng mà, nhường hắn mắt trợn tròn là, mảnh này hỏa diễm thế giới căn bản không động mảy may, căn bản không bị cái kia Minh Hà ảnh hưởng. Không có khả năng, đây không phải huyễn cảnh. Nguyệt Thiên Hạo thần sắc lần thứ nhất lộ ra bối rối, quanh thân phồng lên lấy hắc sắc phụ khí, ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Đáng tiếc, hỏa diễm không chỗ không ở, cho dù hắn phát ra hắc khí. Cũng hoàn toàn bị hỏa diễm đốt cháy không còn một mảnh. Giờ khắc này, Nguyệt Thiên Hạo có chút gấp gáp, đây không phải huyễn cảnh, vậy dĩ nhiên không thể dùng phá vỡ huyễn cảnh phương pháp biết, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đang lúc Nguyệt Thiên Hạo nhanh chóng trầm tư thời khắc, hắn quanh thân lại là đang không ngừng hiện ra hắc sắc phụ khí, thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy. Lúc này, ở cự ly Nguyệt Thiên Hạo chừng 10 trượng có hơn một khỏa cổ thụ, đứng đấy hai đạo ba đạo thân ảnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Nguyệt Thiên Hạo. Trong đó một người, nhìn thấy run rẩy Nguyệt Thiên Hạo, hai mắt đỏ tươi như máu, một cỗ lạnh lẽo sát ý bộc phát ra, người này không phải kẻ khác, chính là bị Nguyệt Thiên Hạo trà đạp Thanh Mộc Tuyền. Tuyền sư tỷ, một bên Thanh Dạ Vũ vội vàng kéo lại Thanh Mộc Tuyền cánh tay, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Kiếm công tử, ngài ân tình, Thanh Mộc Tuyền không thể báo đáp, chỉ có thể đem đầu này tiện mệnh giao cho ngươi. Thanh Mộc Tuyền ngăn chặn trong lòng sát khí, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm.
không cần như thế, ngươi là ta Tu La Điện người, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, một cỗ đại lực nâng lên Thanh Mộc Tuyền. Kiếm công tử, dễ dàng như vậy giết chết Nguyệt Thiên Hạo, quá tiện nghi hắn. Thanh Dạ Vũ giọng căm hận nói. Đó là tự nhiên, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Thanh Mộc Tuyền trên người, ngươi có muốn hay không tiếp tục đột phá thần vương cảnh. Thần vương cảnh, Thanh Mộc Tuyền cùng Thanh Dạ Vũ con người hơi hơi co rụt lại. Nếu như là người khác nói như vậy, các nàng khẳng định không tin, dù sao Tiêu Phàm đều chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ, hắn lại có cái gì thực lực trợ giúp người khác đột phá thần vương cảnh đây. Nhưng là lời này từ Tiêu Phàm trong miệng đi ra, hai nữ lại là không chút do dự lựa chọn tin tưởng, chỉ là trong lòng vẫn như cũ chấn kinh không hiểu. Tiêu Phàm gật gật đầu, giải thích nói, ngươi cũng hẳn là biết rõ, Nguyệt Thiên Hạo tu luyện cửu khúc minh âm công, loại này công pháp bá đạo cùng tà dị, có thể thải bổ nữ tử nguyên âm lực lượng đột phá. Nhưng là, đây cũng là hắn nhược điểm lớn nhất, kia chính là tu luyện cửu khúc minh âm công người, sẽ đem tự thân tu luyện giống như một lô đỉnh, ngươi chỉ cần tước đoạt trên người hắn âm minh chi khí, liền có thể chiếm lấy trên người hắn tất cả. Ta có thể chiếm lấy trên người hắn tất cả, Thanh Mộc Tuyền kinh ngạc nói. Nếu như là cái khác nữ nhân, tự nhiên là không được, nhưng là Nguyệt Thiên Hạo gieo họa ngươi, hắn tu luyện âm minh chi khí, cũng hàm chứa ngươi khí tức, cái kia âm minh chi khí, sẽ không phản kháng ngươi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là ta theo ngươi nói tạo hóa. Chỉ cần có thể nhường cái này xúc sinh chết không có chỗ chôn, ta cái gì đều nguyện ý. Thanh Mộc Tuyền trong mắt lóe qua một vòng ác liệt, lại hỏi, kiếm công tử, ta cần làm thế nào? Nói ra lời này thời khắc, Thanh Mộc Tuyền nội tâm vẫn có chút tâm thần bất định, bởi vì nàng sợ muốn cùng Nguyệt Thiên Hạo làm loại kia sự tình, mới có thể hấp thụ cái kia âm minh chi khí. Bất quá nghĩ đến chỉ cần có thể gặp Nguyệt Thiên Hạo chết, Thanh Mộc Tuyền cũng chỉ có thể nhịn được. Ta hiện tại dùng thập phương tuyệt sát trận khốn trụ hắn, trong thời gian ngắn, hắn không thể động đậy, ngươi chỉ cần đứng ở hắn bên cạnh, hấp thu hắn thể nội tiêu tán ra âm minh chi khí, luyện hóa nhập thể liền có thể. Tiêu Phàm nói ra, thế là xong à, Thanh Mộc Tuyền nội tâm kinh ngạc, sắc mặt đỏ bừng, xem ra là nàng nghĩ sai. Tiêu Phàm tựa như nhìn ra Thanh Mộc Tuyền nội tâm ý nghĩ, nói, bắt đầu đi, người thù, người tự tay báo lại. Thanh Dạ Vũ, người thay nàng hộ pháp. Tiêu Phàm thông báo một câu, liền nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, nguyên địa chỉ lưu lại Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền. Kiếm công tử, đa tạ. Thanh Mộc Tuyền hướng về phía Tiêu Phàm rời đi phương hướng, xá một cái thật sâu, sau đó băng lãnh con ngươi nhìn về phía Nguyệt Thiên Hạo. Tuyền sư tỷ, người đi đi. Ta thay ngươi hộ pháp. Thanh Dạ Vũ trịnh trọng gật gật đầu nói. Thanh Mộc Tuyền nhẹ gật đầu, lách mình xuất hiện ở bên người Nguyệt Thiên Hạo, nàng cưỡng ép nhìn xuống diệt sát Nguyệt Thiên Hạo cơ hội, bắt đầu điên cuồng rút ra Nguyệt Thiên Hạo thể nội tiêu tán ra âm minh chi khí. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở một phương hướng khác, nơi đó có mấy chục người, đang co rút dưới đất, không ngừng run rẩy. Ở bọn hắn chung quanh thân thể, tràn ngập từng tia băng hàn chi khí. Liền hư không đều kém chút đống kết một dạng. Bọn họ thân thể càng là xuất hiện một tầng hơi mỏng băng tinh, đem bọn họ toàn bộ đều băng phong ở bên trong. Cái này thập phương tuyệt sát trận, so tưởng tượng uy lực còn muốn lớn hơn. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, kiếm huynh, người đã đến, những người này xử lý như thế nào? Thanh Minh thân ảnh thoáng hiện, nhìn chằm chằm phía dưới mấy chục nhân đạo. Giết, Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một câu, phất tay. Từng đạo kiếm khí từ hắn đầu ngón tay nở rộ mà ra, nháy mắt chui vào cái kia 20-30 người mi tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh Minh nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ là muốn phong ấn bọn họ tu vi mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm sát phạt như thế quyết đoán. 20-30 cổ thần cảnh, dĩ nhiên nghĩ đều không nghĩ, liền trực tiếp làm thịt. Không biết tại sao, Thanh Minh trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên một đạo khác thân ảnh, kia chính là Tiêu Phàm, tại hắn nhận biết trẻ tuổi một đời tu sĩ, cũng chỉ có Tiêu Phàm như thế đáng sợ. Ngươi cảm thấy giết bọn hắn tàn nhẫn sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía kinh ngạc Thanh Minh nói. Thanh Minh trầm mặc không nói, nói đến cùng, hắn tâm tính vẫn có chút không đủ. Nếu như ngươi cùng bọn hắn đổi một góc độ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, lại hỏi, sẽ không,
Thanh Minh không chút do dự phun ra hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Thanh Minh liền lộ ra vẻ thoải mái. Đúng vậy a, nếu như nằm ở cái kia là bản thân, mà đứng lấy là huyền nguyệt cổ vực tu sĩ, bọn họ há lại sẽ nhường bản thân sống sót. Tiếp tục a, một cái đồ đừng buông tha. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, không có nói thêm cái gì, sau đó hướng về một phương hướng khác bay đi. Khi hắn chạy tới mặt khác mấy cái địa phương thời điểm, Kiếm Tử, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử, Lôi Viên Vương đều không nhường hắn thất vọng, đem tất cả khốn người ở, toàn bộ đều diệt sát hầu như không còn. Thanh Minh nhìn thấy từng cảnh tượng ấy, hắn lúc này mới minh bạch, mình cùng bọn họ những cái này chân chính thiên tài ở giữa chênh lệch. Chí ít, hắn nhìn thấy cái kia 20-30 người, là không xuống tay được, nhưng Kiếm Tử, Thi Hoàng Tử cùng Long Phi Vũ bọn họ, lại không có bất kỳ do dự nào. Ở nơi này mạnh được yếu thua, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác bách sát chiến trường, người không hung ác, kẻ khác so với người càng ác. Tiêu Phàm âm thầm cho Thanh Minh truyền âm nói. Luận thiên phú, Thanh Minh không kém gì chín phủ 13 tông thập đại thiên tài, có thể hắn nhãn giới không đủ, tâm tính không đủ. Bất quá Tiêu Phàm tin tưởng, Thanh Minh đã trải qua nhiều như vậy sự tình sau, nhất định sẽ chậm rãi trưởng thành. Chỉ là cho đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ không đem Vũ Nhu tiên tử chết nói cho hắn, tuy nhiên hắn biết rõ Thanh Minh có biết rõ quyền lợi cùng tư cách, nhưng là Tiêu Phàm không biết như thế nào mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, ở Thanh Minh trong lòng, Vũ Nhu tiên tử đã chết, vậy liền không tất yếu nhường hắn lại tiếp nhận một lần thống khổ. Về phần Nguyệt Thiên Hạo, dù sao Thanh Mộc Tuyền là sẽ không bỏ qua hắn, cũng xem như gián tiếp cho Vũ Nhu tiên tử bọn họ báo thù. Đa tạ kiếm huynh chỉ điểm, Thanh Minh gật gật đầu nói, cả người lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, đối với loại này tàn khốc, hắn hiển nhiên cũng coi nhẹ. Kiếm huynh, người cái này thập phương tuyệt sát trận thật đúng là đáng sợ, dĩ nhiên có thể cho người sinh ra huyễn cảnh, nhưng cũng không phải thuần túy huyễn cảnh, nếu như chuẩn bị sung túc, đoán chừng thần vương cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Long Phi Vũ đi đến Tiêu Phàm bên người, từ đáy lòng cảm thán nói. Thần vương cảnh, ngươi quá xem trọng lên bọn họ, trận này nếu là bố trí hoàn mỹ, bản đế dám cam đoan, dù là đại đế cũng phải đẫm máu. Bạch Ma không biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm sau lưng, khinh thường nói. Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, trận này có thể đối phó đại đế cường giả. Bạch Ma không còn giải thích, bất quá trong mắt lại là có một tia vẻ kiêu ngạo. Tiêu Phàm trực tiếp cho một cái bạo lật, đau Bạch Ma oa oa kêu to. Gầm thét không thôi, tiểu tử, ngươi làm cái gì, muốn chiến, bản đế bồi ngươi. Ngươi trước kia không phải nói không động trận pháp sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Ma, lãnh quang lấp lóe. Trong lòng của hắn thế nhưng là thầm mắng không thôi, Bạch Ma gia hỏa này, dĩ nhiên giấu được như vậy sâu. Cái này trận pháp mặc dù là hắn cung cấp vật liệu cùng trận đồ, có thể Bạch Ma bố trí vượt qua hắn tưởng tượng hoàn mỹ. Dựa theo Tiêu Phàm trước đó đoán trước, cái này đại trận. Là sẽ không đưa đến lớn như vậy hiệu quả, nhiều nhất cũng liền có thể vây khốn bọn họ nửa canh giờ. Nhưng bây giờ, cái này đại trận không chỉ khốn trụ bọn họ, càng là đả thương nặng tất cả xâm nhập trận bên trong người, miễn đi một trận tuyệt thế đại chiến. Ta đây không phải mới vừa học sao? Bạch Ma nhỏ giọng thì thầm. Tiêu Phàm cười không nói, ngươi nha, ngươi thật sự cho rằng ngươi là trận pháp thiên tài a, vừa học liền biết. Liền xem như hắn Tiêu Phàm. Cũng chưa hẳn có thể đem cái này thập phương tuyệt sát trận bố trí như thế hoàn mỹ. Chốc lát sau đó, Tần Sở, Tuyệt Ngân cũng đi tới, hiển nhiên, bọn họ cũng giải quyết bọn họ trấn thủ cái hướng kia đối thủ. Kiếm huynh, đây là giết chết bọn họ lấy được thần cách. Tần Sở lấy ra hơn 30 mai thần cách, giao cho Tiêu Phàm, một bên Tuyệt Ngân cố nhiên có chút không nỡ, nhưng là không dám nói cái gì. Ở Thiên Võ Thần Sơn hắn xem như thiên tài, nhưng đến bách sát chiến trường. Nói câu không dễ nghe, hắn chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Đây là các người bản thân thu hoạch, không cần cho ta, bản thân nhận lấy đi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, hiện tại, hắn Tiêu Phàm cũng đã không thiếu cổ thần cảnh thần cách. Tần Sở không có nói thêm cái gì, tiện tay đem thần cách một chia làm hai, cho Tuyệt Ngân một nửa, Tuyệt Ngân trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kích động. Tiểu tử, cho đến bây giờ... Ngoại trừ ngươi không cho ta giết tử thần vô tâm bọn họ 7 cái, chỉ còn lại cái kia Nguyệt Thiên Hạo không chết. Bạch Ma đột nhiên lại mở miệng nói, hắn trước người trưng bày một cái trận bàn, có thể rõ ràng nhìn thấy nguyên một đám điểm đỏ.
Đám người thần sắc cứng lại, Huyền Nguyệt cổ vực cùng Tử Dương cổ vực hơn 200 cái cổ thần cảnh, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, liền toàn bộ diệt sát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cổ thần cảnh há lại tốt như vậy giết. Nhưng bây giờ, bọn họ một chút cũng không hoài nghi, bởi vì bọn hắn mỗi người trên thân đều lây dính không ít cổ thần cảnh tu sĩ máu tươi. Công tử, thần vô tâm bọn họ 7 người không giết sao? Lôi Viên Vương nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, cái này cũng không giống như Tiêu Phàm làm người a. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm quyết định. Oanh, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang, đám người sắc mặt trầm xuống. Là tiểu muội cùng Thanh Mộc Tuyền vị trí phương hướng, Thanh Minh hoảng sợ nói. Tặc nhân, dám giết con ta, chết. Cũng liền ở lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, giống như kinh lôi quanh quẩn ở thiên địa, đáng sợ uy thế bao phủ sơn cốc. Đây là đại đế thần niệm, Bạch Ma kinh ngạc nói, trong mắt lộ ra không thể tin. Đi, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, mặt như băng xương, bỗng nhiên hướng về tiếng oanh minh vị trí phương hướng phóng đi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh đến cực điểm, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền vị trí, mấy hơi thở thời gian, hai đạo thân ảnh liền in vào mắt hắn màn. Hai người không phải kẻ khác, chính là Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền, bất quá giờ phút này hai người máu me khắp người nằm ở trong phế tích, cũng đã hấp hối. Ở hai nữ đối diện, Nguyệt Thiên Hạo toàn thân khí diễm trùng thiên, tựa như bao trùm lấy một tầng thần lực khải giáp, hung uy vô hạn. Hắn hai mắt đỏ bừng, tóc dài bay lên, dường như thần ma lâm thế, quanh thân hắc vụ quay cuồng, dường như một đầu hắc sắc minh hà vần quanh, từng bước một hướng về Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền đi đến. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy bọn họ thời khắc, Nguyệt Thiên Hạo cũng đồng thời thấy được Tiêu Phàm, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra tà tà tiếu dung, tựa như đang chờ đợi Tiêu Phàm đến một dạng. Bất quá cái kia tiếu dung rất nhanh biến mất, mà là biến vô cùng băng lạnh, cả người khí chất nháy mắt phát sinh biến hóa. Giờ phút này Nguyệt Thiên Hạo dường như một tôn cổ lão thần linh, phát ra một cỗ vô thượng uy nghiêm, cái này uy nghiêm, không phải cố ý biểu hiện ra ngoài, mà là từ trong xương tủy phát ra. Cho dù là một cái ánh mắt, liền để người có chút không ngẩng đầu lên được, không cho phép trả đạp. Đại đế thần niệm, Tiêu Phàm trong lòng run lên, sắc mặt cũng biến vô cùng ngưng trọng lên. Hiển nhiên, vấn đề này vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, nguyên bản Tiêu Phàm coi là Nguyệt Thiên Hạo thể nội nhiều nhất cũng chính là một bộ thần vương pháp thân mà thôi. Nếu như là thần vương pháp thân mà nói, thi triển thập phương tuyệt sát trận, Tiêu Phàm cũng có chín thành nắm chắc gạt bỏ hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Nguyệt Thiên Hạo trên người dĩ nhiên nắm giữ đại đế thần niệm. Đại đế a, cho dù chỉ là thần niệm, nhưng phát ra cỗ kia đại đế uy áp, liền đủ để gạt bỏ bình thường thần vương cảnh cường giả. Huống chi Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền hai người vẫn là cổ thần cảnh tu vi đây. Cho dù là hắn Tiêu Phàm, ở đại đế thần niệm trước mặt, cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo, cũng không có vội vã xuất thủ, hắn biết rõ, nếu như Nguyệt Thiên Hạo trên người đại đế thần niệm muốn gạt bỏ hai nữ, hắn là không thể nào cứu được. Ngươi nghĩ giết bản đế, ngươi nếu có thể ở trước mặt bản đế giơ lên trong tay ngươi kiếm, bản đế thả các nàng lại như thế nào? Nguyệt Thiên Hạo hai tay ôm ngực, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, quan sát Tiêu Phàm, dường như lại nhìn một cái run rế, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy hờ hững. Lời nói này, nếu là Nguyệt Thiên Hạo nói ra, Tiêu Phàm nhất định sẽ cực kỳ khinh thường, nhưng là hiện tại mở miệng nói chuyện là đại đế thần niệm, Tiêu Phàm không dám có bất luận cái gì khinh thường. Không đúng, đây không phải vừa mới thanh âm, Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Trước đó câu nói kia Tiêu Phàm nghe được rất rõ ràng, đó là một cái trung khí 10 phần nam tử trung niên, nhưng bây giờ thanh âm lại lộ ra một tia già nua, hơn nữa âm sắc cũng hoàn toàn khác biệt. Hai người thần niệm, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc, nháy mắt đoán được cái gì, kinh ngạc nói, người diệt Nguyệt Thiên Hạo phụ thân thần vương pháp thân. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Thiên Hạo ánh mắt cũng lóe lên một cái, híp hai mắt nói, trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ đến, ngược lại là vượt quá bản đế ngoài ý muốn, bất quá, bản đế câu nói mới vừa rồi kia, vẫn như cũ giữ lời. Skip in 5, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn trước đó dự đoán quả thật không tệ. Nguyệt Thiên Hạo trên người có thần vương cường giả pháp thân bảo hộ.
Hơn nữa, cái này thần vương pháp thân, vẫn là hắn phụ thân. Có thể Nguyệt Thiên Hạo cũng không có nghĩ đến, trên người hắn còn có một đạo đại đế thần niệm, trực tiếp giết hắn phụ thân thần vương pháp thân. Không đúng, không phải chỉ diệt Nguyệt Thiên Hạo phụ thân thần vương pháp thân, hơn nữa liền Nguyệt Thiên Hạo linh hồn đoán chừng cũng bị diệt. Vừa mới một câu kia, tặc nhân, dám giết con ta, chết cũng không phải đang trách mắng Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền, mà là đang trách mắng cái này đại đế thần niệm. Nghĩ minh bạch bên trong tất cả, Tiêu Phàm thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, trước mắt người, đã không phải là Nguyệt Thiên Hạo, chân chính Nguyệt Thiên Hạo đã chết. Ngươi là ai? Tiêu Phàm nhíu mày, thời khắc đề phòng đối diện Nguyệt Thiên Hạo. Lúc này, Bạch Ma, Lôi Viên Vương cùng Thanh Minh đám người toàn bộ đều chạy tới, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, cảnh giác nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo. Bọn họ mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là từ Tiêu Phàm lời nói, bọn họ nghe được một tia không giống bình thường. Ngươi không tư cách biết rõ. Nguyệt Thiên Hạo ngữ khí băng lãnh, duỗi ra ba ngón tay, nói cho ngươi ba hơi thời gian. Thoại âm rơi xuống, một cỗ cuồng bạo khí tức từ Nguyệt Thiên Hạo trên người bộc phát ra, toàn bộ hư không nháy mắt nổ tung, loạn lưu bắn ra bốn phía quang mang cũng nháy mắt biến mất không còn một mảnh, biến vô cùng đen kịt lên. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm một nhóm lâm vào vô tận hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón. Phốc, Tiêu Phàm bị cỗ kia cuồng bạo khí thế trùng kích, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hậu phương đám người, nhao nhao một gối quỳ rạp xuống đất, ngay cả đứng đều đứng không vững. Ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Ma có thể đứng thẳng, nhưng bọn hắn hai cái cũng toàn thân run rẩy, tùy thời đều khả năng quỳ sát xuống dưới, hai người nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Ngươi không phải phổ thông đế cảnh. Bạch Ma mắt lộ ra dữ tợn, nhe răng trợn mắt nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo, quanh thân hiện lên kinh khủng bạch quang, khó khăn lắm ngăn cản cỗ kia áp lực. Trường sinh thú, Nguyệt Thiên Hạo cũng hơi hơi ngoài ý muốn đánh giá Bạch Ma, sau đó đưa tay vung lên. Bạch Ma đột nhiên không nghe sai khiến đồng dạng, chậm rãi hướng về Nguyệt Thiên Hạo tới gần. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, người này dĩ nhiên có thể một mắt thấy ra Bạch Ma bản thể, cái này cũng không phải bình thường đáng sợ. Hắn rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên giết Nguyệt Thiên Hạo, đoạt xá nhục thân của hắn. Tiêu Phàm nghĩ không ra, hắn chỉ có thể kích động thể nội vô tận chiến huyết, đồng thời, Tiêu Phàm quanh thân tản mát ra một cỗ ngập trời sát khí. Gian nan nâng lên kiếm trong tay. Có thể ở cỗ kia to lớn đại đế uy áp phía dưới, Tiêu Phàm ngay cả đứng đều đứng không vững, lại như thế nào có thể đem tu la kiếm giơ lên. Tam, Nguyệt Thiên Hạo hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm, cũng đã bắt đầu dựng ngược lên. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, phủ đầy tơ máu, trên trán gân xanh càng là bạo khởi, giống như tiểu trùng ngọa nguậy lên. Có thể mặc cho hắn dùng lực như thế nào, vẫn như cũ nâng không nổi trong tay tu la kiếm, lại càng không cần phải nói xuất thủ. Đây chính là đại đế cường giả sao? Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, tràn ngập sự không cam lòng. Không, cỗ này khí thế cùng áp lực, so đại đế đều muốn kinh khủng, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là tự thể nghiệm qua đại đế cường giả uy áp. Khó trách Bạch Ma nói hắn không phải phổ thông đế cảnh cường giả. Hai, Nguyệt Thiên Hạo tiếp tục phun ra một chữ, trong mắt tràn đầy hờ hững. Ở hắn nhìn đến, đám này dám gây hấn hắn run rế, đều đáng chết. Liền Nguyệt Thiên Hạo phụ thân thần vương pháp thân hắn đều có thể giết chết, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm bọn họ đám này cổ thần tu sĩ. Dù sao, Nguyệt Thiên Hạo phụ thân cũng không phải phổ thông thần vương cảnh, hắn thần vương pháp thân cũng có khả năng là thần vương cảnh tu vi, diệt sát Tiêu Phàm bọn họ vậy liền càng thêm đơn giản. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ đến bản thân cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, tối trung cực có khả năng đem bản thân những người này đều hố chết ở nơi này. Bất quá giờ phút này không phải hối hận thời điểm, hắn nhất định phải giơ lên kiếm trong tay, mặc kệ đối phương có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, hắn đều nhất định phải làm được. Bởi vì chỉ có giơ lên kiếm trong tay, mới có thể xuất thủ, nếu là liền kiếm đều nâng không nổi, vậy căn bản liền xuất thủ tư cách đều không có. Nguyệt Thiên Hạo nhìn thấy. Cuối cùng một ngón tay, cũng bắt đầu cong, trên mặt hí ngược càng ngày càng nồng nặc lên. Giống, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét, tâm thần muốn câu thông lấy thể nội tu la ma ảnh, hiện tại hắn có thể ỷ vào, chỉ có tu la ma ảnh. Thế nhưng là, tu la ma ảnh vẫn như cũ ở vào trong giấc ngủ say, căn bản không để ý tới Tiêu Phàm. Làm sao bây giờ, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng,
trong đầu nháy mắt lóe qua vô số ý niệm, thể nội thần lực cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Nguyệt Thiên Hạo nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra tuyệt vọng, trên mặt tiếu dung càng ngày càng tà ác lên, hắn chậm rãi uốn lượn cuối cùng duỗi ra cây kia ngón tay, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Một đạo thanh âm rơi xuống, Nguyệt Thiên Hạo trên người khí thế lần nữa bạo tăng, xông thẳng Tiêu Phàm bọn họ mà đi. Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền ngăn khuất phía trước nhất, tự nhiên là đứng mũi chịu sào, hai nữ đồng thời bị tung bay, trong miệng phun máu không ngừng, nháy mắt ngất đi. Chạm, hai nữ đồng thời từ Tiêu Phàm trên người bay qua, bất quá Tiêu Phàm lại không có để ý tới, trong tay Tu La kiếm bỗng chán phóng kinh khủng tử huyết sắc quang mang. Một đạo mấy trăm trượng dài kiếm khí nở rộ, xông thẳng Cửu Tiêu, uy thế kinh khủng, liền hắc ám đều nháy mắt bị một kiếm này cho xé mở. A, Nguyệt Thiên Hạo nhẹ kêu một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, biến vô cùng âm trầm. Đi chết đi, Tiêu Phàm có thể không để ý tới Nguyệt Thiên Hạo biểu lộ biến hóa, cái kia tử huyết sắc kiếm khí chém thiên phá địa, tản mát ra hủy diệt tính khí tức, liền cái này phiến thiên địa đều tiếp nhận không được. Tiểu quỷ, trên người ngươi có cái gì đồ vật, làm sao có thể khắc chế bản đế? Nguyệt Thiên Hạo sắc mặt đại biến, đưa tay một trường hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà đi. Một thoáng thời gian, thiên địa đều bắt đầu sụp đổ lên, dị thường đáng sợ, hắn một kích này, cho dù không phải chân chính đại đế công kích, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Chỉ thấy một cái cực đại trưởng cương quét ngang mà ra, hóa thành một cái che trời đại thủ, hướng về Tiêu Phàm kiếm cương chộp tới. Mặc dù có khắc chế bản đế đồ vật lại như thế nào? Tất nhiên bản đế đáp ứng Nguyệt Thiên Hạo muốn giết ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Nguyệt Thiên Hạo trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm chú định lại là một cái người chết. Nếu như không phải vì xua tan Nguyệt Thiên Hạo thể nội cuối cùng một sợi chấp niệm, triệt để chiếm cứ Nguyệt Thiên Hạo nhục thân, hắn cũng sẽ không hứa hẹn Nguyệt Thiên Hạo. Không hứa hẹn Nguyệt Thiên Hạo, hắn có lẽ căn bản không biết quan tâm Tiêu Phàm bậc này run rế tính mệnh. Phàm là đều có nhân quả, nếu như đã hứa hẹn, hắn vô luận như thế nào đều sẽ diệt sát Tiêu Phàm, nếu không Nguyệt Thiên Hạo chấp niệm sẽ ảnh hưởng hắn chiếm cứ hắn nhục thân. Đây không phải hắn muốn. Vừa mới ngươi có lẽ có cơ hội, nhưng bây giờ, cho dù ngươi là đại đế lại như thế nào? Tiêu Phàm mặt lộ dữ tợn, quanh thân đột nhiên bộc phát ra hắc sắc quang mang xông thẳng chân trời, hư không bỗng dừng lại xuống tới. Nguyệt Thiên Hạo trưởng cương, cũng nháy mắt đứng ở hư không, tựa như mất đi lực khống chế một dạng. Cái gì? Nguyệt Thiên Hạo trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, thời gian tĩnh chỉ. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ thời gian năng lực? Nguyệt Thiên Hạo trong lòng tràn đầy kinh hãi, loại này năng lực, không phải hẳn là trong tay mình nắm sao? Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, kiếm quang vẫn như cũ, thiên địa biến sắc, thẳng tiến không lùi chém xuống. Oanh, Nguyệt Thiên Hạo trưởng cương bỗng nhiên nổ tung, hư không toàn bộ đều vỡ nát, thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh lên. Bá đạo khí tức điên cuồng khuếch tán. Nguyệt Thiên Hạo chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo, tử huyết sắc kiếm khí mãnh liệt, lôi xé hắn thân thể. Đạo kia lóa mắt kiếm quang, càng là từ Nguyệt Thiên Hạo đỉnh đầu rơi xuống, Nguyệt Thiên Hạo mặt lộ dữ tợn, toàn lực kích động thể nội thần lực, liên tục vung ra vài quyền. Có thể ở đạo kia kiếm quang trước mặt, lại căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phốc phốc một tiếng, Nguyệt Thiên Hạo thân thể bị Tiêu Phàm một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi bạo xái hư không. Nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập hư không. Lấy Nguyệt Thiên Hạo làm trung tâm, tất cả hóa thành kiếp cho, một đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng thiên tế, sâu không thấy đáy, hư không bụi bặm sôi trào, đáng sợ đến cực điểm. Hô, Tiêu Phàm thở phào khẩu khí, sắc mặt trắng bệch vô cùng, bước chân phù phiếm, thân thể lung la lung lay, tựa như tùy thời đều muốn ngã xuống một dạng. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lăn xuống. Phía sau lưng càng là sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Một kiếm này, cơ hồ hút hết hắn sở hữu thần lực, phải biết, Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ, có thể cho tới bây giờ không có như thế không còn chút sức lực nào qua. Hắn thần lực rộng lớn như biển, bình thường chiến đấu, căn bản không có khả năng nhường hắn tiêu hao như thế to lớn, có thể nghĩ một kiếm này kinh khủng. Sơn cốc bên ngoài, Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy đạo kia kiếm quang, chỉ cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cả người phát lạnh, kém chút dọa đến ngã ngồi ở mặt đất, còn người kịch liệt run rẩy. Thần vương, không, là đại đế uy thế. Tử Dương Kinh Hồng kinh hãi nói.
hắn cũng đã đoán được Nguyệt Thiên Hạo cùng Thần Vô Tâm bọn họ kết cục, nếu là một kiếm này là Tiêu Phàm bọn họ lấy ra động tĩnh, Nguyệt Thiên Hạo bọn họ tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết tại sao, Tử Dương Kinh Hồng giờ phút này trong lòng may mắn vô cùng, còn tốt hắn chú ý cẩn thận, không có một mạch xông vào sơn cốc. Nếu không mà nói, đoán chừng hiện tại cũng chưa hẳn có thể còn sống. Ở dưới một kiếm kia, Tử Dương Kinh Hồng cảm giác mình căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, giống hệt run rế một dạng. Kiếm Hồng Trần, Tử Dương Kinh Hồng khẽ cắn môi, con người nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, hắn muốn thấy rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Một ngọn núi khác đỉnh, một cái hồi bào lão giả ngắm nhìn nơi xa sơn cốc, vừa rồi một màn hiển nhiên cũng lạc ấn ở trong đầu hắn, mí mắt một trận cuồng loạn, thật lâu liên tục. Đây là đại đế cảnh uy thế. Không có khả năng, đại đế làm sao có thể tiến vào bách sát chiến trường. Hồi bào lão giả con người hơi co lại, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Không được, nơi đây sự tình, nhất định phải lập tức báo cáo hướng lão mới được. Hồi bào lão giả hít sâu một cái, dừng một chút lại nói, trước nhìn xem bên trong phát sinh cái gì. Nghĩ tới cái này, hồi bào lão giả lần nữa nhìn về phía sơn cốc, sợ bỏ qua cái gì. Sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, con người băng lãnh nhìn chằm chằm phía trước, mặc dù thể nội thần lực cơ hồ bị rút sạch, liền đứng thẳng đều khó khăn, nhưng là hắn vẫn như cũ kiên trì. Tiêu Phàm trong tay áo tay trái, đang nắm lấy một mai hắc sắc hạt châu, cái này hắc sắc hạt châu chính là Bạch Ma từ Nguyệt Thiên Hạo trong tay đoạt tới. Vừa mới mấu chốt nhất thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên cảm ứng được hắc sắc hạt châu động tĩnh, trực tiếp triệu hồi ra hắc sắc hạt châu. Hắn không nghĩ đến là làm hắc sắc hạt châu giữ ở trong tay thời khắc, hắn cảm giác cỗ kia áp bách lực lượng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, càng là có một cỗ vô thượng lực lượng tràn vào hắn thể nội. Cũng chính là cỗ này lực lượng, nhưng hắn thi triển ra vừa mới cái kia tuyệt thế một kiếm, trực tiếp chém giết bị đại đế thần niệm đoạt xá Nguyệt Thiên Hạo. Mặc dù giết Nguyệt Thiên Hạo, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ chột dạ không thôi, hắn không nghĩ đến khỏa này hắc sắc hạt châu cứu hắn một mạng. Hơn nữa còn có thể vừa lúc khắc chế cái kia đại đế thần niệm. Ong ong đột nhiên, hư không cái kia máu tươi nhanh chóng hội tụ, rất nhanh ngay ở hư không ngưng tụ thành một đạo huyết sắc thân ảnh, hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ mà thành. Mà Nguyệt Thiên Hạo thi thể, cũng đã biến thành hai nửa thây khô, hiển nhiên chết đến không thể lại chết. Hỗn chứng Nguyệt Thiên Hạo, người dĩ nhiên mất đi bản đế cho người thời không pháp tắc mảnh vỡ. Nhưng bản đế không cách nào ngưng tụ nhục thân. Cái kia huyết sắc thân ảnh gầm thét, tràn ngập sự không cam lòng. Huyết sắc thân ảnh nhanh chóng biến hóa, nhưng vô luận như thế nào đều không cách nào biến thành chân chính thực thể, giống như thiếu khuyết một chút cái gì. Thời không pháp tắc mảnh vỡ, Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Bạch Ma từ Nguyệt Thiên Hạo trong tay cướp đi cái kia 7 mảnh hắc sắc pháp tắc toái phiến, liền là thời không pháp tắc mảnh vỡ. Khó trách luyện hóa 6 mảnh hắc sắc pháp tắc toái phiến, có thể để cho ta thức tỉnh thần thông. Vạn Trượng Hồng Trần, Vạn Trượng Hồng Trần liền là cùng thời gian có quan hệ thần thông. Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu cái gì, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng có chút không hiểu kích động, đồng thời có chút may mắn Bạch Ma trộm đi Nguyệt Thiên Hạo càn khôn giới. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là, bản thân luyện hóa 6 mảnh thời không pháp tắc mảnh vỡ, tại sao chỉ cảm thấy tỉnh thời gian thần thông, lại không có không gian thần thông đây? Chẳng lẽ là bản thân còn không có hoàn toàn luyện hóa thời không pháp tắc mảnh vỡ duyên cớ? Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới trong tay mình có vẻ như còn có một mảnh thời không pháp tắc mảnh vỡ, nếu là luyện hóa cái kia cuối cùng một mảnh thời không pháp tắc mảnh vỡ, phải chăng có thể trưởng khống không gian có quan hệ thần thông đây? Trưởng khống không gian thần thông, Tiêu Phàm âm thầm lắc lắc đầu, hôm nay có thể sống sót cũng đã 10 phần không sai, không gian thần thông xem như một loại hy vọng xa vời. Hắn thu liếm tâm thần, lần nữa nhìn về phía đối diện huyết phụ thân ảnh, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy kiêng dè. Đối phương dù là mất đi nhục thân, Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm nhận được hắn bất phàm, chí ít không phải hắn có thể bằng được. Danh con, ngươi dám hủy bản đế lô đỉnh, bản đế định để ngươi sống không bằng chết. Huyết phụ thân ảnh sát khí nặng nề nói, hắn mới vừa chuẩn bị động thủ, nhưng mà nhường hắn phiền muộn là... Bản thân dĩ nhiên hoàn toàn phát huy không ra bản thân thực lực. Chuyện gì xảy ra, huyết sắc hư ảnh trong giọng nói lộ ra một tia hoảng sợ, ngưng tụ ra một đôi huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tiểu quỷ, ngươi đối bản đế làm cái gì? Đối ngươi làm cái gì?
Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao, hắn căn bản cái gì cũng không làm a. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện, trong tay hắn hắc sắc hạt châu dĩ nhiên phát huy ra một đạo như có như không khí tức, chính đang rút ra một cái nào đó loại lực lượng. Hắc sắc hạt châu, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn biết rõ hắc sắc hạt châu vật liệu, chính là cực kỳ hiếm thấy hắc tinh nguyên thạch, có thể coi như hắc tinh nguyên thạch, cũng không có như thế quỷ dị lực lượng a. A, đột nhiên, Tiêu Phàm tâm thần bao phủ hắc sắc hạt châu, lại là phát hiện một kiện kinh ngạc sự tình, hắn tựa như cùng hắc tinh nguyên thạch ở giữa sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Đồng thời, một bộ đường vân đồ rõ ràng lạc ấn ở hắn não hải, nhìn qua 10 phần huyền diệu. Đường vân đồ phía trên có núi có nước, hơn nữa còn có một chút riêng biệt tiêu ký. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, cái này đường vân đồ dĩ nhiên cùng phía trước thấy qua bách sát chiến trường địa đồ một cái nào đó chỗ 10 phần tương tự, thậm chí có thể hoàn toàn dung hợp thành một thể. Bản đồ địa hình, Tiêu Phàm nhíu mày, lập tức lại lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, không đúng, là tàng bảo đồ, phiến kia khu vực, liền là ngũ đại hung địa một trong đế huyết nhai. Tiêu Phàm trong lòng không hiểu rung động, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, từ Nguyệt Thiên Hạo trong tay cướp đoạt tới hắc sắc hạt châu, bên trong dĩ nhiên cất giấu một bộ tàng bảo đồ. Càng thêm cổ quái là, cái này hắc sắc hạt châu, không những có thể áp chế đối diện huyết phụ thân ảnh, còn có thể rút ra hắn lực lượng. Không phải ngươi, nhìn thấy Tiêu Phàm lắc lắc đầu, huyết sắc hư ảnh coi là Tiêu Phàm đang giễu cợt hắn, hắn hiển nhiên là hiểu lầm Tiêu Phàm. Tức khắc giận dữ hét, không phải ngươi còn có thể có người nào. Trên người ngươi có cỗ quen thuộc khí tức, có phải hay không ngươi trộm Nguyệt Thiên Hạo trong tay thời không pháp tắc mảnh vỡ? Trộm lại như thế nào? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Đối diện đại đế cường giả mất đi nhục thân, hơn nữa có hắc sắc hạt châu áp chế hắn, hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là một đầu hổ giấy, Tiêu Phàm há lại sẽ sợ hắn. Xấu bản đế 100 vạn năm kế hoạch, bản đế sẽ để ngươi chết rất thảm rất thảm. Huyết sắc hư ảnh phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể lập tức xông đi lên giết Tiêu Phàm. Nói với ta lời này quá nhiều người, nhưng ta còn sống hảo hảo. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Hắn không ngừng thao túng hắc sắc hạt châu rút ra lấy huyết phụ thân ảnh bên trong thần bí lực lượng, mặc dù không biết cỗ này lực lượng là cái gì, nhưng Tiêu Phàm cảm giác đối hắc sắc hạt châu khẳng định có chỗ tốt. Còn chưa cút, thật muốn để cho ta làm thịt ngươi sao? Nhìn thấy huyết phụ thân ảnh còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm căn bản không muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm, loại người này, hiện tại cũng đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Liền bằng ngươi, huyết phụ thân ảnh khịt mũi coi thường, ngưng tụ thành một trương dữ tợn khuôn mặt. Đột nhiên, huyết phụ thân ảnh kêu sợ hãi một tiếng, không đúng, bản đế lực lượng đang sói mòn, lại là ngươi ở dở trò quỷ. Thoại âm rơi xuống, huyết phụ thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã là ở vài ngàn trượng bên ngoài. Thật nhanh tốc độ, Tiêu Phàm trong lòng một trận giật mình, nếu như đối phương đối với hắn xuất thủ, hắn cũng không biết phải chăng có sức hoàn thủ. Tiểu vương bát đản, bản đế đường đường loạn cổ đại đế, lại bị ngươi một cái cổ thần cảnh hậu kỳ gây thương tích, bút chướng này, bản đế nhớ kỹ. Huyết phụ thân ảnh nhe răng trợn mắt nói, loạn cổ đại đế, Tiêu Phàm nghe được huyết phụ hư ảnh lời nói. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn một bên Bạch Ma một cái. Bạch Ma cũng lộ ra ý tứ vẻ kinh ngạc, loạn cổ, hai chữ, hai người trước đó thế nhưng là nghe nói qua, không đúng, nói cho đúng, là Bạch Ma nghe Nguyệt Thiên Hạo đề cập qua. Mặt khác, Nguyệt Thiên Hạo còn nhắc tới một cái truyền thừa, chẳng lẽ Nguyệt Thiên Hạo nói liền là loạn cổ đại đế truyền thừa. Hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, Tiêu Phàm trong lòng đều có loại không hiểu kích động. Nếu là có thể lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, bản thân thực lực tất nhiên sẽ lại tiến một bước. Nhất là cái kia thời không pháp tắc mảnh vỡ, đối với Tiêu Phàm tới nói, càng là rất có sức hấp dẫn. Hiện tại biết rõ sợ, đã chậm, huyết phụ hư ảnh hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, cái này huyết phụ hư ảnh tuyệt đối không phải loạn cổ đại đế như thế đơn giản, đường đường đại đế, không có khả năng nhiều như vậy nói nhảm, một chút uy nghiêm đều không có. Ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo lúc phát ra khí tức cùng uy áp, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy đó là hắn, mới là chân chính loạn cổ đại đế. Coi như huyết phụ hư ảnh là loạn cổ đại đế, cũng nhiều nhất chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, hơn nữa tùy thời có khả năng sụp đổ. Ta đếm ba tiếng, lại không lăn, chết.
Tiêu Phàm thật đúng là không biết sợ chết viết như thế nào, lạnh giọng nói, lập tức bắt đầu dựng ngược lên. Xương máu huyết ảnh nơi nào sẽ nghĩ đến, vừa mới hắn dùng để tra tấn Tiêu Phàm lời nói, liền nhanh như vậy bị y nguyên trả trở về. Nãi nãi, bản đế ngủ say 100 vạn năm, cái thế giới này người đều biến như thế khoa trương sao? Huyết phụ hư ảnh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, danh con, bản đế nhớ kỹ ngươi, ngươi gọi tên là gì? Làm sao, muốn tìm ta báo thù không thành? Tiêu Phàm khinh miệt nhìn xem huyết phụ hư ảnh, bản công tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta gọi Tử Dương Kinh Hồng. Lời này vừa nói ra, hậu phương co quắp mềm ở trên mặt đất thanh minh đám người, kém chút một ngụm lão huyết phun ra, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế đại nghĩa lẫm nhiên báo một cái tên giả. Đám người toàn bộ đều cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá thần sắc lại là chợt lóe lên, huyết phụ hư ảnh căn bản không có phát hiện. Trong đầu của bọn họ cũng đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như Tử Dương Kinh Hồng rơi ở trong tay người này lại là cái dạng gì hạ tràng. Tốt, bản đế nhớ kỹ ngươi, Tử Dương Kinh Hồng. Huyết phụ hư ảnh lửa giận xen lẫn, hắn như thế nào cảm thụ không đến Tiêu Phàm ý khinh miệt đây. Một phần vạn quên ta danh tự, vậy ngươi nhớ kỹ. Những cái này là ta bằng hữu Lục Vô Song, Nguyệt Thiên Huyền, Thần Vô Tâm cùng Vũ Văn Thiên. Tiêu Phàm lãnh ngạo giơ lên đầu, chỉ Bạch Ma, Thanh Minh, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử nói. Đám người thiếu chút nữa thì cười ra, có thể lại sợ bị huyết phụ thân ảnh phát hiện. Bọn họ trong lòng một trận may mắn bản thân không có đắc tội Tiêu Phàm, nếu không mà nói, đoán chừng tất cả đều sẽ bị Tiêu Phàm gài bẫy. Huyết phụ thân ảnh mặc dù không có thân thể, nhưng bọn hắn ai cũng không dám khinh thường một cái đại đế cường giả tàn niệm. Tử Dương Kinh Hồng, người yên tâm, đợi bản đế khôi phục tu vi, sẽ nguyên một đám giết các ngươi. Huyết phụ hư ảnh dữ tợn phun ra một câu, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Hắn chỉ là một đạo tàn niệm, mặc dù lấy đặc thù phương pháp có thể tạm thời tồn tại xuống tới, nhưng muốn thời gian dài sinh tồn, nhất định phải đoạt xá một cỗ khác nhục thân. Bây giờ tất nhiên giết không chết Tiêu Phàm bọn họ, hắn tự nhiên cũng không tất yếu ngừng lại ở chỗ này. Hô, nhìn thấy huyết phụ thân ảnh biến mất, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên cắm ở trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể, thiếu chút nữa thì ngã xuống trên mặt đất, trên mặt lại là hiện lên một nụ cười, tiểu tử, Tử Dương Kinh Hồng bọn họ đoán chừng sẽ bị ngươi chơi hỏng. Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói, đây không phải là càng tốt sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Đáy mắt bên trong có một tia chờ mong. Huyết phụ thân ảnh rời đi, Tiêu Phàm mấy người cũng toàn bộ đều thở dài một hơi, tất cả mọi người chỉ cảm giác thân thể mềm nhũn, toàn bộ đều ngã xuống đất mặt, miệng lớn thở phì phò. Vừa mới một sát na kia, bọn họ có thể đều là thân ở tuyệt vọng biên giới. Nếu như không phải Tiêu Phàm ở thời điểm then chốt xuất thủ, chạm ra tuyệt thế một kiếm, có lẽ bọn họ những người này toàn bộ đều muốn chôn xương ở nơi này. Tiêu Phàm nhìn tay trái một cái, đem trong tay trái hắc sắc hạt châu lần nữa thu vào. Bất quá lần này, Tiêu Phàm không có đem hắc sắc hạt châu đặt ở hồn điêu pháp bảo, mà là ném ở trong hắc sắc vòng xoáy. Trong lòng của hắn đối hắc sắc hạt châu cũng càng thêm tò mò, vật này rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên có thể khắc chế cái kia huyết phụ thân ảnh. Hơn nữa, cái kia huyết phụ thân ảnh tự xưng loạn cổ đại đế, chẳng lẽ hắn thực sự là cái kia cái gọi là loạn cổ đại đế sao? Không biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác cái kia huyết phụ thân ảnh không đơn giản, bất quá hắn nhưng như cũ không tin, cái kia huyết phụ thân ảnh là thật loạn cổ đại đế. Bởi vì trong tay hắn hắc sắc hạt châu cùng cái kia bảy mảnh hắc sắc pháp tắc toái phiến vốn liền là lại cùng một chỗ, hơn nữa khí tức đồng nguyên, cực có khả năng là cùng một người đồ vật. Nhưng hắn vừa mới thúc giục hắc sắc hạt châu, lại có thể áp chế cái kia huyết phụ thân ảnh, hơn nữa đối phương cũng không cảm ứng được hắc sắc hạt châu tồn tại. Duy nhất có thể chính là, huyết phụ thân ảnh đang nói láo, hắn có lẽ cùng loạn cổ đại đế có một chút quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải chân chính loạn cổ đại đế. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lấy ra từng khỏa đan dược, phân cho đám người nuốt vào, sau đó ngồi ở nguyên địa khôi phục thương thế. Tiểu tử, cái kia ra hỏa rời đi thập phương tuyệt sát trận. Bạch Ma đột nhiên thần sắc run lên nói, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Hắn tự tay bố trí thập phương tuyệt sát trận. Thậm chí trận này uy lực, người bình thường căn bản không có khả năng rời đi, có thể cái kia huyết phụ thân ảnh lại tùy tiện làm được, dung không được Bạch Ma không coi trọng. Rời đi cũng tốt,
Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Mặc dù trong thời gian ngắn cái kia huyết phụ thân ảnh không làm gì được hắn, có thể một phần vạn đây. Tiêu Phàm không dám đánh cược, hiện tại hắn người bị trọng thương, căn bản không có khả năng thời gian dài thôi động cái kia màu đen hạt châu, hắc sắc hạt châu đối linh hồn lực lượng tiêu hao quá lớn. Nếu như cái kia huyết phụ thân ảnh lưu lại, đến lúc đó chết vẫn là bọn họ. Bạch Ma, người tiếp tục điều khiển thập phương tuyệt sát trận, chờ chúng ta khôi phục thương thế. Tiêu Phàm lại trịnh trọng nói một câu, hiện tại bọn hắn người bị trọng thương, nếu có ngoại địch đột kích, vậy coi như phiền toái. Bạch Ma gật gật đầu, tiếp tục thúc giục thập phương tuyệt sát trận. Mà giờ khắc này, sơn cốc trên không, một đạo huyết phụ thân ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ta đường đường loạn cổ đại đế, chưa bao giờ thua ở cổ thần cảnh tu sĩ trên người, đợi bản đế trùng hoạch nhục thân, lấy được nên thuộc về bản đế tất cả, lại tới giết ngươi. Huyết phụ thân ảnh trong lòng lẩm bẩm, trên người tản mát ra đáng sợ lạnh ý. Tử Dương kinh hồng, bản đế giết định ngươi. Huyết phụ thân ảnh bỗng một tiếng quát như sấm, một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng hướng về chân trời lao đi, bất quá, hắn thanh âm lại không ngừng hướng về bốn phía truyền lại. Ở sơn cốc cách đó không xa, Tử Dương kinh hồng vừa mới từ đâu đáng sợ một kiếm bên trong lấy lại tinh thần, run giọng nói, một kiếm này, không phải là cái kia kiếm hồng trần thi triển ra đi à. Tử Dương kinh hồng, bản đế giết định ngươi. Tử Dương kinh hồng thoại âm vừa dứt, bỗng chân trời một tiếng tiếng sấm vang lên, nghe được thanh âm này, Tử Dương kinh hồng toàn thân run rẩy dữ dội, dọa đến một mông ngã ngồi ở mặt đất. Đại đế muốn giết ta. Tử Dương kinh hồng trợn to hai mắt, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Thanh âm kia, hàm chứa một loại đáng sợ uy áp, hơn nữa còn tự xưng bản đế, không phải đại đế lại là cái gì đâu. Lại hồi tưởng lên trước đó cái kia tuyệt thế một kiếm, tuyệt đối là đại đế cường giả mới có thể thi triển ra đến. Chớp mắt, Tử Dương kinh hồng sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch, thân thể đều kém chút hư thoát. Không thể không nói, Tử Dương kinh hồng đúng là thiên tài, tâm tính cũng xa không phải những người khác có thể so sánh, bỗng nhiên đứng dậy. Nhanh chóng hướng về cổ lâm chỗ sâu bỏ chạy. Hiện tại hắn có thể làm, liền chỉ có đào vong, về phần những cái khác, hắn đều căn bản không lo được nhiều như vậy. Tử Dương kinh hồng chạy trốn, nhưng nơi xa một tòa sơn cốc phía trên hôi bào lão giả lại là không trốn, hắn nghe được đạo kia thanh âm, vẻn vẹn nhíu mày mà thôi. Đột nhiên, hôi bào lão giả ánh mắt hơi sáng, tựa như thấy được nơi xa huyết phụ thân ảnh, kinh hỉ nói, đây là đại đế tàn hồn. Nếu là có thể lấy được, lão phu linh hồn chi lực, tất nhiên có thể lại tiến một bước. Nghĩ tới cái này, hồi bào lão giả thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, hiển nhiên là truy sát cái kia huyết phụ thân ảnh đi. Mấy tức sau đó, chân trời truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm, còn có một đạo phẫn nộ gào thét cùng tiếng gầm gừ, càng ngày càng xa. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Tử Dương kinh hồng cùng huyết phụ thân ảnh tao ngộ. Hắn đang toàn lực vận chuyển vô tận chiến điển chữa trị thương thế, thậm chí điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng. Hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân kinh mạch, ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Kém bất quá hai canh giờ sau, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, trong con người tóe bắn ra hai đạo thần quang, cả người tinh khí thần đi đến đỉnh phong. Sau đó hắn bắt đầu thay Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền hai người chữa thương, hai người này cự ly huyết phụ thân ảnh gần nhất. Ở cố kiệu uy áp phía dưới, còn có thể còn sống sót, cũng đã 10 phần khó được. Các nàng thương thế mặc dù rất nặng, nhưng ở Tiêu Phàm cứu quản lý, vẻn vẹn nửa canh giờ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại đối với những khác thụ thương hơi nhẹ người trị liệu, tiêu phí thời gian ngắn hơn. Đa tạ kiếm huynh, đám người từ đáy lòng cảm kích Tiêu Phàm nói, hôm nay có thể sống sót, hoàn toàn là Tiêu Phàm công lao. Đa tạ phó điện chủ. Đột nhiên, Thanh Mộc Tuyền phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước người, giờ phút này trên người nàng phát ra khí tức, dĩ nhiên đạt đến cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí cự ly bán bộ thần vương cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Ở trên người nàng, lượn lờ lấy từng đạo hắc sắc phụ khí, giống như từng đầu minh hà vần quanh, khí tức cực kỳ khiếp người. Thanh Mộc Tuyền bị hại không nhẹ, nhưng nàng bây giờ tu vi lại là tăng vụt lên, đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Đây là ngươi nên được, Tiêu Phàm gật gật đầu, một cỗ cường đại khí tức tản ra, đỡ dậy Thanh Mộc Tuyền. Thanh Mộc Tuyền mặc dù cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng ở cổ này lực lượng trước mặt,
lại căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiểu tử, ta triệt hồi thập phương tuyệt sát trận, bằng không thần vô tâm bọn họ khả năng liền rốt cuộc không tỉnh lại. Bạch ma đột nhiên nói tránh đi, rút lui a, chúng ta cũng nên về đế huyết thành. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn vẫn như cũ không nghĩ tới đối phó thần vô tâm, chỉ ít hiện tại tạm thời còn không phải thời điểm. Bạch ma gật đầu, trong tay trận bàn quang mang lóe lên, sơn cốc phía trên hà quang nháy mắt biến mất, sơn cốc bên trong xương trắng cũng chậm chậm tiêu tán, biến thanh minh. Đi, Tiêu Phàm phun ra một chữ, liền đạp không mà lên. Đám người nhìn nhau, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đi theo. Giờ phút này, sơn cốc bên trong một cái xó xỉnh bên trong, bảy đạo thân ảnh nằm một gốc cổ thụ phía dưới, theo lấy xương trắng biến mất, trong đó một cái bạch bào nam tử nháy mắt kinh tỉnh lại, không chút do dự hướng về bốn phía oanh ra mấy trường. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang truyền ra, cổ thụ nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn ở hư không phiêu đáng, khắp nơi im ắng, một mảnh tĩnh mịch. Vừa mới đó là huyễn tượng, bạch bào nam tử cái trán rịn ra mồ hôi lấm tấm, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, hắn không phải kẻ khác, chính là thần vô tâm. Một thoáng thời gian, thần vô tâm linh hồn chi lực phô thiên cái địa bao phủ ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ cả tòa sơn cốc, sau một khắc, hắn con ngươi kịch liệt thu hẹp, cả người hoàn toàn dừng lại ở cái kia. Ở hắn linh hồn lực lượng bắt phạm vi bên trong, đâu đâu cũng có thi thể, trừ cái đó ra, không có vật khác. Chết, toàn bộ đều chết, thật lâu, thần vô tâm toàn thân run một cái, nghĩ mà sợ đến cực điểm. Đế huyết thành, Nam Môn. Tiêu Phàm một nhóm xuất hiện, nháy mắt dẫn tới vô số người bạo động, trở thành toàn trường tiêu điểm. Kiếm Hồng Trần trở về, nhanh thông chi công tử. Công tử cũng đã đi truy sát bọn hắn, sớm đã không ở đế huyết thành, hiện tại làm sao bây giờ? Gia hỏa này khẳng định tránh thoát công tử truy sát, lặng lẽ quấn trở về đế huyết thành, nhanh thông chi công tử, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào đế huyết thành. Một chút tu sĩ phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chắn ở cửa thành, ngăn cản Tiêu Phàm bọn họ đường đi, chốc lát sau đó liền đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Mặc dù Huyền Nguyệt cổ vực có hơn 100 người đi theo Nguyệt Thiên Hạo đi truy sát Tiêu Phàm, vẫn như trước còn có rất nhiều người trấn thủ đế huyết thành, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Ngay sau đó, rất nhiều người thả ra tín hiệu, muốn triệu hồi Nguyệt Thiên Hạo cùng Tử Dương Kinh Hồng. Đáng tiếc, bọn họ không biết là, Nguyệt Thiên Hạo đã chết, vĩnh viễn không có khả năng lại trở lại đế huyết thành. Kiếm huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Bị vô số người vây quanh, Thanh Minh ánh mắt lạnh lùng, làm xong tùy thời xuất thủ dự định. Đợi thêm một hồi, Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, về phần cửa thành Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ, hắn liền con mắt đều không nhìn một chút. Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ không ngừng kêu gào, Thanh Minh chờ người đề phòng đến cực điểm, chỉ có Tiêu Phàm một mặt nhẹ nhõm. Hô hô, sau nửa ngày, một cỗ cường đại khí tức từ chân trời gào thét mà tới, hướng về đế huyết thành cuốn tới. Ha ha, công tử trở về, Kiếm Hồng Trần, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Lần này, các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Kiếm Hồng Trần bây giờ dĩ nhiên còn bật cười. Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ cảm nhận được cỗ kia khí thế, trên mặt lộ ra kích động thiếu dung, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt tựa như lại nhìn một cái người chết một dạng. Chẳng qua là làm bọn họ ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, lại là phát hiện, Tiêu Phàm cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất nhiều người cảm giác có chút không thích hợp, lần nữa hướng về chân trời nhìn lại. Giờ phút này, cái kia vô số chấm đen nhỏ cự ly bọn họ chỉ có vài ngàn trượng chi nhãn, khi thấy những người kia khuôn mặt thời khắc, Huyền Nguyệt cổ vực người, trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết. Bởi vì cái kia hơn trăm người, cũng không phải Nguyệt Thiên Hạo, cũng không nói Huyền Nguyệt cổ vực người. Đây không phải là Thiên Vũ vực người sao, trước đó bị chúng ta bắt sống, nhốt lại. Có người kinh kêu ra tiếng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Ta nhớ kỹ cái kia tay cụt nam tử, lúc trước còn bị ta quạt mấy bàn tay, chém hắn một tay, làm sao còn sống. Cái kia hắc y lão đầu, bị ta cắt một lỗ tai, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ chấn kinh, những cái này trước đó bị bọn họ bắt sống người, không phải là bị giam giữ ở đại điện nhà tù phòng A, làm sao hiện tại xuất hiện ở đế huyết thành bên ngoài. Phó điện chủ, may mắn không làm nhục mệnh, cầm đầu một người rơi ở trước mặt Tiêu Phàm, cung kính một xá nói.
Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Thanh Mộc Tuyền, nàng so Tiêu Phàm bọn họ đến chậm, bây giờ là đi đón Thiên Vũ Vực 100 tu sĩ. Gặp qua kiếm công tử, Thiên Vũ Vực tu sĩ cũng hơi hơi một xá nói, Tiêu Phàm cứu bọn hắn tính mệnh, bọn họ có thể đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Hơn nữa, Thanh Mộc Tuyền nói cho bọn hắn, cũng đã giết Nguyệt Thiên Hạo cùng hơn 100 huyền nguyệt cổ vực tu sĩ cho bọn hắn báo thù, cái này khiến bọn họ phát ra từ nội tâm kính sợ Tiêu Phàm. Trước đó bọn họ coi là Tiêu Phàm nói hủy diệt huyền nguyệt cổ vực chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch, Tiêu Phàm là nghiêm túc. Chỉ là đám người không nghĩ đến Tiêu Phàm liền nhanh như vậy bắt đầu động thủ, liền Nguyệt Thiên Hạo đều bị hắn giết. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, không nhìn thẳng bốn phía huyền thiên cổ vực tu sĩ, nhìn về phía đám người nói, Thiên Vũ Vực đám người, theo ta vào thành. Người nào ngăn ta, giết không tha. Cuối cùng 6 chữ. Tiêu Phàm vận chuyển một tia thần lực, giống như kinh lôi đồng dạng vang vọng bốn phía, trên người càng là chán phóng băng lãnh sát khí, bao phủ toàn trường. Người nào ngăn ta, giết không tha. Thiên Vũ Vực tu sĩ nghe vậy, cùng kêu lên hô to, đáng sợ khí thế từ trên người bọn họ tản ra, ngưng tụ thành một cỗ ngập trời khí tức xông thẳng cửu tiêu, chân trời đám mây bỗng nhiên nổ tung. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, chỉ cảm giác khí huyết sôi trào, dưới chân không tự giác hướng hậu phương thối lui. Cách nhau hơn 100 người khá gần những người kia, tức thì bị cỗ này khí thế chấn động đến không ngừng ho ra máu, trên mặt khó nén kinh hãi. Trái lại Thiên Vũ Vực đám người, lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm lẫm, hôm nay, bọn họ cảm giác là bản thân rất bật hơi nhướng mày một ngày. Thân làm Thiên Vũ Vực tu vi, ở đây mỗi người, ở cái khác đại vực cùng cổ vực trước mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tự ti, bình thường liền thở mạnh đều không dám thở một ngụm. Mà hôm nay, bọn họ lại ép tới huyền nguyệt cổ vực cùng cái khác đại vực tu sĩ không thở nổi, đây là đám người nằm mơ đều không nghĩ đến. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Thiên Vũ Vực cũng có thể áp đảo cái khác địa vực phía trên. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Thiên Vũ Vực tu sĩ cũng có trách mắng cái khác địa vực cường giả một ngày. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Thiên Vũ Vực cũng có thể nghênh ngang đi gần trăm giết chiến trường thành trì. Ở đây mỗi một cái Thiên Vũ Vực tu sĩ đều có loại xoay người làm chủ nhân cảm giác. Mà hết thảy, đều là một người cho bọn hắn mang đến, người kia tự nhiên liền là Tiêu Phàm, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt ngoại trừ kính sợ, lại không cái khác. Đám người minh bạch, hôm nay, chú định danh truyền thiên cổ, vĩnh viễn nhớ Thiên Vũ Vực sử sách. Cảm nhận được Thiên Vũ Vực tu sĩ trên người cỗ kia bá đạo mà lại cường đại khí thế, huyền nguyệt cổ vực người cứng rắn đột nhiên ngừng lại thân hình, không có một cái dám ngăn trở. Nhất là Tiêu Phàm một câu kia người nào ngăn ta, giết không tha, triệt để kinh hãi ở đây mỗi người. Huyền thiên cổ vực tu sĩ trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Nguyệt Thiên Hạo sớm ngày trở về, sẽ cùng bọn họ cùng nhau hủy diệt Thiên Vũ Vực tu sĩ, lần này, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc bọn họ không biết là, đem hy vọng gửi ở Nguyệt Thiên Hạo trên người, là vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Đám người trơ mắt nhìn xem Thiên Vũ Vực đám người đi vào Đế Huyết Thành. Hơn trăm người vạn chúng một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, dù là chỉnh thể thực lực không bằng ở đây huyền thiên cổ vực, nhưng cỗ kia khí thế, nhường ở đây tất cả mọi người đều một trận sợ hãi. Thiên Vũ Vực tu sĩ trong lòng không hiểu thư sướng, ngẩng đầu ưỡn ngực đến gần Đế Huyết Thành, bốn phía có thể nghe được huyền nguyệt cổ vực tu sĩ mài răng cùng nắm đấm răng rắc thanh âm. Chốc lát sau đó, Thiên Vũ Vực đám người toàn bộ đều đi vào Đế Huyết Thành, bất quá Tiêu Phàm lại là ở cửa thành ngừng lại. Đám người thần sắc cứng lại, không biết Tiêu Phàm là ý gì. Chỉ thấy Tiêu Phàm chậm rãi quay người, trên mặt mang theo một tia hí ngược, băng lãnh ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức tiếng truyền tứ phương nói, đều nghe kỹ cho ta chỉ nói một lần, từ giờ trở đi, Đế Huyết Thành Nam Môn, về ta Thiên Vũ Vực tất cả. Đế Huyết Thành Nam Môn, về ta Thiên Vũ Vực tất cả. Bá đạo, cường thế lời nói thật lâu quanh quẩn ở hư không, chấn nhiếp ở đây mỗi cái tu sĩ linh hồn. Làm Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua thời khắc, đoàn người rất nhiều người thậm chí ngay cả cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng dũng khí đều không có. Ngươi tính thứ gì, Thiên Vũ Vực chẳng qua là yếu nhất một vực mà thôi, có tư cách gì chiếm lấy Đế Huyết Thành Nam Môn. Cuối cùng hay là có người khó chịu Tiêu Phàm cách làm, bí mật truyền âm nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, một đạo kiếm quang hướng về đám người bên trong gào thét mà đi. Phốc, một tiếng vang giòn.
trong đó một cái trung niên nam tử bỗng trợn to hai mắt, hắn mi tâm có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, hắn nâng lên ngón tay phải lấy Tiêu Phàm, hoảng sợ nói, ngươi sao dám? Nói còn chưa dứt lời, hắn mi tâm đột nhiên tóe bắn ra một đạo huyết kiếm, cả người bỗng nhiên hướng về hậu phương ngã xuống, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Lúc trước Thiên Vũ vực là yếu nhất, nhưng là, từ giờ trở đi cũng không phải là. Tiêu Phàm vô cùng bá đạo nói ra. Tiêu Phàm bá đạo lời nói vang vọng hư không, chấn nhiếp ở đây mỗi người. Huyền Thiên cổ vực tu sĩ tràn đầy sợ hãi, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên một lời không hợp liền giết người, chẳng lẽ liền nói chuyện đều nên giết sao? Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, đã từng bọn họ giết người thời điểm, lại còn sẽ nói nhiều như vậy. Chỉ là đang bọn họ trong lòng, Thiên Vũ vực chẳng qua là yếu nhất một vực mà thôi, bình thường liền nhường bọn họ mắt nhìn thẳng đợi tư cách đều không có. Mà hiện tại, một cái Thiên Vũ vực tu sĩ lại có thể tùy tiện chúa tể tính mạng bọn họ, cái này khiến bọn họ nội tâm có chút khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là khó có thể tiếp nhận lại như thế nào, bọn họ lại có mấy cái dám phản kháng Tiêu Phàm. Thiên Vũ vực đám người lại là một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, đúng vậy a, Thiên Vũ vực đã từng yếu nhất, thế nhưng là có kiếm hồng trần ở, Thiên Vũ vực liền có thể tiếu ngạo chúng vực. Bọn họ tin tưởng, ở kiếm hồng trần dẫn đầu dưới, Thiên Vũ vực nhất định sẽ biến càng ngày càng cường đại, tương lai một ngày nào đó có thể hủy diệt Huyền Nguyệt cổ vực đều không nhất định. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ công tử giết ngươi cả nhà sao? Nguyên bản đám người coi là sự tình liền như vậy bỏ qua, nhưng đột nhiên lại có một người đứng dậy, trắng trợn căm tức nhìn Tiêu Phàm. Ồn ào, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, một vệt sáng từ bên cạnh hắn bắn ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ người trước người, một đạo trưởng cương bỗng nhiên đánh vào hắn trên đỉnh đầu, trực tiếp một mệnh ô hô. Những người khác tức giận không thôi, lại là dám giận không dám nói. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nhìn xem đạo kia lưu quang lui trở về, xuất thủ không phải kẻ khác. Chính là bên cạnh hắn Lôi Viên Vương. Giết một người không cách nào trấn nhiếp bọn họ, cái kia giết hai người đâu? Nếu là giết hai người không cách nào làm cho bọn họ im miệng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ giết ba người, thậm chí càng nhiều, thẳng đến bọn họ im miệng mới thôi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, các ngươi muốn đợi Nguyệt Thiên Hạo cùng những người kia trở về, cũng đừng ôm hy vọng. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn lướt qua, quay người liền hướng Đế Huyết Thành bên trong đi đến. Đoàn người nghe vậy, ngay từ đầu còn không có minh bạch Tiêu Phàm có ý tứ gì, chờ bọn hắn minh bạch thời điểm, tất cả mọi người bỗng nhiên lắc lắc đầu, toàn bộ đều lộ ra không thể tin. Không có khả năng, công tử nhất định sẽ trở về đến lúc đó sẽ thay chúng ta báo thù, đem Thiên Vũ vực tu sĩ chém giết hầu như không còn. Liền bằng các ngươi những người này, cũng muốn giết chết Tam công tử. Đơn giản liền là thiên đại cười nhạo, các ngươi chỉ bất quá tránh né Tam công tử truy sát mà thôi. Muốn gạt chúng ta, đó là ngươi không biết Tam công tử thực lực, phóng tầm mắt bách sát chiến trường ngoại vi, có thể giết chết Tam công tử người, tuyệt đối không tồn tại. Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ lần nữa bắt đầu la ầm lên, bọn họ căn bản không tin Nguyệt Thiên Hạo đã bị Tiêu Phàm bọn họ giết chết sự tình. Thậm chí, càng là phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí dâng lên. Tiêu Phàm lại là thần sắc không hề bận tâm, mới vừa đi ra mấy bước, lại quay đầu nhìn về phía hậu phương nói, đúng rồi, quên cùng các ngươi nói, cái khác thành thị môn ta không quản, nhưng Huyền Thiên cổ vực người, nếu là dám từ Nam môn tiến đến, ta thấy một cái, giết một cái. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền quay người hướng về Đế Huyết Thành bên trong đi đến, chỉ lưu lại toàn trường tu sĩ vô cùng ngạc nhiên. Thẳng đến Tiêu Phàm biến mất ở đám người trong tầm mắt. Đám người cái này mới lấy lại tinh thần. Thật lớn khẩu khí, gặp một cái giết một cái, ta Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ hàng ngàn hàng vạn, người giết tận sao? Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ tức giận không thôi, có mấy người càng là không tin tà, nâng lên bước chân hướng Đế Huyết Thành bên trong đi đến. Cái này Đế Huyết Thành Nam Môn, một mực đều là Huyền Nguyệt cổ vực địa bàn, lúc nào đến phiên một cái nho nhỏ Thiên Vũ vực tu sĩ làm chủ. Bọn họ thật đúng là không tin. Tiêu Phàm dám giết bọn họ. Chết, mấy người vừa mới bước vào cửa thành, đột nhiên một tiếng quát như sấm từ bên trong truyền đến, ngay sau đó đám người chỉ nhìn thấy một đạo to lớn trưởng cương từ trong cửa thành gào thét mà tới. Mấy cái kia chuẩn bị vào thành người sắc mặt đại biến, đáng tiếc bọn họ muốn đào tẩu đã không kịp.
Oanh, một tiếng nổ vang, mấy người thân thể ở cái kia to lớn trưởng cương phía dưới, bỗng nổ tung lên, hóa thành vô số xương máu tràn ngập hư không, hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Tê đám người bên trong hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, không ít người rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm thật dám giết người. Phải biết, nơi này thế nhưng là cửa thành A. Rất nhanh có rất nhiều người lấy lại tinh thần, có vẻ như đế huyết thành cửa thành giết người, cũng không thụ đế huyết thành bên trong quy tắc trói buộc. Huống chi, gia hỏa này có vẻ như trước đó ngay ở Tử Dương cổ vực trông coi cửa thành làm qua việc này, hơn nữa còn tự tay giết chết Tử Dương Kinh Vân. Giờ khắc này, không có người nào dám tiếp tục gây hấn Tiêu Phàm kiên nhẫn, dù sao tính mệnh chỉ có một đầu, người nào không trân quý đây. Không chỉ huyền nguyệt cổ vực người không dám nói chuyện, liền là Tử Dương cổ vực, huyết u cổ vực cùng thái võ cổ vực người, đều ngậm miệng không nói, không dám đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này. Đây là một người ép một thành sao? Có người âm thầm khẽ nói, lời nói đều là chấn động. Tiêu Phàm tương lai trước đó, đế huyết thành tứ đại thực lực thế lực ngang nhau. Có thể Tiêu Phàm đến, ngắn ngủi 2-3 ngày, liền đắc tội tam đại cổ vực, cũng đuổi đi huyền nguyệt cổ vực. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng giết Nguyệt Thiên Hạo, triệt để phá vỡ cân bằng. Chủ yếu nhất là, hắn một người liền ép tới đế huyết thành ở đây tất cả mọi người đều không thở nổi, đây không phải một người ép một thành lại là cái gì đâu. Dạng này thực lực, cho dù vạn la đế vực những cái kia thiên tài, cũng chưa hẳn có thể ở ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong làm được a. Bốn phía tu sĩ ảm đạm thối lui, huyền nguyệt cổ vực người, không có người nào dám tiếp tục gây hấn Tiêu Phàm kiên nhẫn. Nhanh đem việc này nói cho tiến về đế huyết nhai đại công tử, chờ đại công tử từ bách sát chiến trường chỗ sâu chạy về, nhất định phải hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhất định muốn nói cho đại công tử, tam công tử cũng đã vô cùng có khả năng bị kiếm hồng trần giết chết. Huyền nguyệt cổ vực người nắm đấm nắm chặt, nhao nhao rời đi nam môn, có không ít người càng là hướng về bách sát chiến trường chỗ sâu tiến đến, chỉ vì thông chi Nguyệt Thiên Huyền. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm là không biết. Coi như hắn biết rõ, cũng khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Hắn xuất lĩnh lấy thiên vũ vực hơn 100 người, chiếm cứ đế huyết thành cơ hồ 1/4 địa bàn, cùng Tử Dương cổ vực, huyết u cổ vực cùng thái võ cổ vực thế lực ngang nhau. Tiếp xuống mấy ngày, đế huyết thành một mảnh bình thản cảnh tượng, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục chạy tới bách sát chiến trường chỗ sâu, mà là trực tiếp bế quan. Mấy ngày sau đó, một cái hồi bào lão giả từ đế huyết thành bên ngoài chật vật chạy về. Chốc lát sau đó liền tiến nhập đế huyết thành thành chủ phủ. Lão Vu, người chuyện gì xảy ra? Thành chủ phủ, hướng lão nhìn thấy máu me khắp người hôi bào lão giả, thần sắc không khỏi biến vô cùng ngưng trọng lên. Hướng lão, ta, hôi bào lão giả hít khẩu khí, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem mấy ngày nay sự tình giảng thuật một lần. Hướng lão lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhíu mày một cái nói, người nói là, đại đế tàn hồn diệt Nguyệt Thiên Hạo hơn 200 người. Có thể lão hủ mấy ngày nay thu đến tin tức, là kiếm hồng trần giết Nguyệt Thiên Hạo bọn họ. Kiếm hồng trần bọn họ còn sống. Hồi bào lão giả kinh ngạc nói. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, đây chính là đại đế tàn hồn A, Tiêu Phàm bọn họ lại có thể từ trong tay hắn sống sót. Liền hắn cái này thần vương cảnh, đều ở cái kia đại đế tàn hồn trong tay bị thiệt lớn, thiếu chút nữa thì không trở về. Còn sống. Hướng lão khẳng định gật gật đầu. Đúng rồi, hướng lão, ta nhớ kỹ cái kia đại đế tàn hồn lúc ấy phẫn nộ vô cùng, nói một câu, Tử Dương Kinh Hồng, bản đế giết định ngươi, việc này sợ còn cùng Tử Dương Kinh Hồng có quan hệ. Hồi bào lão giả ngưng tiếng nói. Hướng lão lộ ra như nghĩ tới cái gì, thật lâu tựa như nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, ngươi nói cái kia đại đế tàn hồn có thể thi triển thời gian thần thông, còn chạy tới đế huyết nhai phương hướng. Là... Hồi bào lão giả khẳng định gật gật đầu, bỗng nhiên trong mắt tóe bắn ra một đạo tinh quang, kinh ngạc nói, hướng lão, người ý là. Loạn cổ đại đế, hướng lão hít sâu một cái, thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên. Nháy mắt trôi qua hơn 20 ngày thời gian, từ khi huyền thiên cổ vực người bị diệt sát không ít sau đó, đế huyết thành biến bình tĩnh rất nhiều. Bất quá mọi người đều biết rõ, cỗ này bình tĩnh sau đó. Ngay sau đó mà đến khả năng liền là một trận bão tố. Đừng nhìn thiên vũ vực người bây giờ cao cao tại thượng, cùng với những cái khác tam đại cổ vực bình khởi bình tỏa. Có thể một khi bão tố đánh tới, rất có thể nhường thiên vũ vực lại rơi vào coi thường,
thậm chí trực tiếp từ bách sát chiến trường bên trong gạt bỏ. Một ngày này, Đế Huyết Thành hoàn toàn như trước đây an tĩnh, Tiêu Phàm một tháng chưa từng ra ngoài, không có đi thu hoạch quân công trị, ngược lại một mực ở nghiên cứu cái viên kia hắc sắc hạt châu, cùng tu luyện vô trần bí điển. Bây giờ Tiêu Phàm ở thần điêu phía trên tạo nghệ, cũng đã không kém gì bất luận cái gì cao giai thần điêu sư, lại hướng phía trước phóng ra một bước, có thể liền là vương giai thần điêu sư. Hiện tại Tiêu Phàm cũng rốt cục có thể tùy tiện điều khiển lúc trước ở trong vô trần cung lấy được vô số thần điêu thú. Bất quá Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì cao hứng ý tứ, ngược lại cực kỳ phiền muộn, bởi vì một tháng xuống tới, hắn vẫn như cũ đối với cái kia mai hắc sắc hạt châu không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là một bộ tàng bảo đồ? Tiêu Phàm trong lòng phiền muộn không thôi. Tàng bảo đồ liền tàng bảo đồ a, có thể mấu chốt là cái này tàng bảo đồ ghi chép mới cũng cực kỳ không giống bình thường, chính là bách sát chiến trường ngũ đại hung địa một trong Đế Huyết Nhai, đây chính là cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh cường giả tuyệt địa a. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm căn bản là không có nghĩ tới tiến về Đế Huyết Nhai tìm kiếm tàng bảo đồ bên trong ghi chép bảo tàng. Được rồi, vật này có thể áp chế cái gì kia loạn cổ đại đế, nghĩ đến cũng cực kỳ bất phàm, có lẽ lấy ta hiện tại năng lực, còn không có tư cách đi nghiên cứu. Tiêu Phàm tự an ủi mình, hắn rốt cục từ bỏ nghiên cứu hắc sắc hạt châu ý nghĩ. Lúc trước hắn sở dĩ có thể áp chế cái kia đại đế tàn hồn, cũng không phải là chính hắn thao túng hắc sắc hạt châu, mà là hắc sắc hạt châu tự động phản kích. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói thời hạn một tháng cũng không sai biệt lắm, một tháng một lần đêm tối lại muốn tới a. Tiêu Phàm ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, quả nhiên như hắn sở liệu, nguyên bản u ám thiên không, giờ phút này biến càng ngày càng âm trầm. Tiêu Phàm trên người chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một vòng hưng phấn, nếu như cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Không sai, Tiêu Phàm hiện tại đúng là hưng phấn, hắn rất chờ mong lần nữa gặp gỡ Phệ Thiên Ma Nghĩ, hiện tại hắn, thế nhưng là nắm giữ quân công bài, chém giết dị ma là có thể thu hoạch quân công trị. Không giống lần trước, giết chết Phệ Thiên Ma Nghĩ, cuối cùng cái gì đều không lấy được, vậy liền lãng phí. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có tự mình hiểu lấy, cái này Đế Huyết Thành chung quanh mức độ nguy hiểm, có thể xa không phải Mặc Thạch Thành có thể so sánh, nơi này nếu là xuất hiện dị ma, thực lực khẳng định cũng càng thêm cường đại, tuyệt đối không phải dễ giết như vậy. Tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra, Bạch Ma đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà tới, ngữ khí có chút sốt ruột. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lôi Viên tiểu tử kia, thật vừa đúng lúc, hiện tại đột phá thần vương cảnh. Bạch Ma trầm giọng nói. Đây là chuyện tốt à, Tiêu Phàm nghĩ cũng không nghĩ nói ra, bất quá rất nhanh liền nhớ tới cái gì, lão Lôi không phải đã sớm đột phá thần vương cảnh sao? Hắn nhớ kỹ Lôi Viên Vương là có thể thi triển pháp tắc chi lực à, thi triển pháp tắc chi lực thế nhưng là thần vương cảnh chuyên môn. Hiển nhiên, Lôi Viên Vương đã sớm đột phá thần vương cảnh, làm sao hiện tại lại muốn đột phá đây? Bạch Ma nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, lắc lắc đầu nói, Lôi Viên xác thực có thể thi triển pháp tắc chi lực, nhưng hắn vẫn như cũ không phải chân chính thần vương cảnh, bởi vì hắn không có vượt qua thần vương cướp. Thần vương cướp, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên biết rõ thần vương cướp là thứ gì, thần sắc cũng biến ngưng trọng lên, người nói là... Lôi Viên hiện tại chuẩn bị độ thần vương cướp. Cho nên nói tiểu tử kia thật vừa đúng lúc, đừng cũng không cái gì, mấu chốt là đêm tối rất nhanh liền muốn lại tới, đến lúc đó hắn nếu một người ở rừng núi hoang vắng độ kiếp, coi như vượt qua trở thành chân chính thần vương, đoán chừng cũng cửu tử nhất sinh. Bạch Ma thở dài một hơi nói, không thể ở Đế Huyết Thành phía trên độ kiếp sao? Tiêu Phàm hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết rõ bản thân hỏi một cái 10 phần ngu xuẩn vấn đề. Thần vương cướp biết bao đáng sợ, một khi giáng lâm, đoán chừng Đế Huyết Thành hộ thành đại trận nháy mắt liền sẽ hủy đi, đến lúc đó không may khả năng liền không chỉ là Lôi Viên Vương, mà là tất cả Đế Huyết Thành tu sĩ. Coi như bọn họ không quan tâm những người khác chết sống, có thể Đế Huyết Thành quản sự người đâu, bọn họ khẳng định không có khả năng không quan tâm. Lão Lôi hiện tại ở đâu? Không đợi Bạch Ma mở miệng, Tiêu Phàm lại hỏi, hắn ở Đế Huyết Thành ngàn dặm bên ngoài một tòa trong dãy núi. Bạch Ma không có giấu giếm, sau đó nhìn một chút chân trời, tính toán thời gian, hẳn là còn muốn 5 canh giờ,
có thể đêm tối vô cùng có khả năng 4 canh giờ liền muốn đến. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cái này đúng là một kiện phiền phức sự tình. Bách sát chiến trường đêm tối biết bao đáng sợ, Tiêu Phàm thế nhưng là tự mình trải nghiệm, lần trước vận khí tốt, gặp gỡ là sợ hỏa phệ thiên ma nghĩ, hắn may mắn giết chết kiến vương. Có thể lần này, nếu là so với lần trước phệ thiên ma nghĩ càng khủng bố hơn đây. Độ kiếp thời điểm, lôi viên vương có thể không sợ tất cả, có thể sang qua cướp sau đó, thân thể sẽ có một thời kỳ suy yếu, kia chính là tai nạn tính nguy hiểm. Nếu là có người có thể trông nom hắn, nhưng hắn khôi phục thần lực, lấy hắn khi đó thần vương cảnh thực lực, có lẽ không có nguy hiểm. Có thể mấu chốt là, trông nom người khác, phải chờ lấy hắn độ kiếp A. Nếu là lôi viên vương độ kiếp thời điểm, những cái kia trong đêm tối tồn tại so sánh nhìn người khác động thủ, lại có thể né tránh đây. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cũng không biết như thế nào quyết định, dù sao, bách sát chiến trường đêm tối, tràn đầy bất ngờ. Tiểu Bạch, 4 canh giờ, người có hay không tự tin cùng ta bố trí một cái trận pháp? Trầm tư hồi lâu, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Bây giờ tính mạng hắn thế nhưng là quan hệ thiên vũ vực tất cả mọi người, cũng không thể tùy ý liền làm quyết định, đế huyết thành có hắn tọa trấn còn tốt, cái khác cổ vực người có lẽ còn có chút kiêng kỵ. Nếu là biết rõ hắn rời đi, âm thầm đối phó hắn vậy cũng không nhất định. Có chút miễn cưỡng, bất quá bố trí một cái phổ thông vương giai phòng ngự trận pháp, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Bạch Ma suy nghĩ một chút nói, vậy bây giờ liền đi, thời gian không nhiều lắm, ngươi đợi ta một lần, Tiêu Phàm nói ra, sau đó lần nữa chạy vào cung điện, khi hắn đi ra thời điểm, cũng đã biến thành một chương khác gương mặt. Nhìn thấy bốn phía không người, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai cái lặng lẽ rời đi nhỏ máu thành. Mà giờ khắc này, đế huyết thành tu sĩ toàn bộ đều bắt đầu công việc lu bù lên, mặc dù đế huyết thành so Mặc Thạch thành phải lớn, cũng đồng dạng muốn an toàn rất nhiều. Nhưng ai biết rõ trong đêm tối sẽ xuất hiện như thế nào tồn tại đây? Một phần vạn công phá đế huyết thành phòng ngự trận pháp, giết tới làm sao bây giờ? Vì thế, tất cả mọi người nhất định phải trước giờ làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chỉ vì vượt qua một buổi tối. Thiên vũ vực người cũng không ngoại lệ. Mọi người tại Thanh Minh, Long Phi Vũ cùng kiếm tử bọn họ dẫn đầu dưới, nhao nhao xuất hiện ở Nam Môn Tường Thành, ngắm nhìn qua chân trời, chờ đợi đêm tối đến. Thời gian chậm rãi xói mòn, 4 canh giờ, đối với đám người tới nói, cũng không phải rất dài, nhất là ở bận rộn, càng là lộ ra cực kỳ ngắn ngủi. Đến, đột nhiên, có người kêu sợ hãi một tiếng, chỉ chân trời, ngữ khí ngưng trọng nói. Đám người nhìn lại thời khắc. Lại là phát hiện cuối chân trời bỗng tối sầm lại, một cỗ hủy diệt tính khí tức bắt đầu bao phủ toàn bộ bách sát chiến trường. Đế huyết thành ngàn dặm bên ngoài cổ lâm, cổ mộc cứng cáp, cành lá rậm rạp, tráng kiện thân cây duỗi hướng lên trời vũ, bốn phía 10 phần yên ắng cùng u tĩnh. Lúc này, loại này yên ắng cùng u tĩnh bị mấy đạo tất tất tốt tốt thanh âm cắt ngang. Cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện, cổ lâm bên trong có hai người chính đang bận rộn cái gì. Hai người không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm cùng Bạch Ma. Tiểu tử, 4 canh giờ bố trí cái này vạn tượng bàn long trận vẫn là quá mức thô giáp, nhiều nhất có thể tiếp nhận thần vương tiền kỳ 3 kích. Bạch Ma thần sắc có chút ngưng trọng nói, 3 kích hẳn là đầy đủ, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, huống chi, coi như chúng ta nghĩ bố trí càng cường đại trận pháp, cũng không có đầy đủ vật liệu. Ngươi không phải có thể khắc lục trận bàn sao, có trận bàn ở. Những vật khác tương đối mà nói liền yêu cầu không lớn. Bạch Ma lại nói, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, nói, ngươi cho rằng khắc lục một cái vương giai trận pháp trận bàn như thế đơn giản sao? Không có 7 ngày thời gian toàn thân tâm quán chú, cơ bản không có khả năng làm được. Nói đến đây, Tiêu Phàm cũng hít khẩu khí, thật sự là hắn tu vi quá thấp, dù là hắn hiện tại cũng đã chạm tới vương giai trận pháp tầng thứ. Nhưng hắn linh hồn lực lượng vẫn như cũ không đủ để thời gian ngắn khắc lục một cái vương giai trận bàn. Lần trước cái kia thập phương tuyệt sát trận bàn, liền xài Tiêu Phàm không ít tâm tư, hơn nữa còn là ở tiến vào bách sát chiến trường lúc, ở trong hư vô chạy đi thời điểm khắc lục. Muốn trách thì trách lôi viên tiểu tử kia không đề cập tới sớm nói cho một tiếng, bằng không cũng sẽ không như thế nơm nớp lo sợ. Bạch Ma nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật đối trận pháp nhất đạo 10 phần hiểu rõ. Chỉ là trước đó 10 phần khó chịu Tiêu Phàm, cho nên vẫn không có bại lộ hắn ở trận pháp phía trên năng lực mà thôi.
Ong ong vừa dứt lời, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lông mày trâu trở thành chữ xuyên. Nên đến chả là muốn đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhanh chóng biến mất ở nguyên chỗ, chỉ lưu lại một câu, Bạch Ma, nhanh lên một chút, thời gian không nhiều lắm. Tốt, Bạch Ma khó được không có bác bỏ Tiêu Phàm mệnh lệnh, cái này bách sát chiến trường đêm tối, nhưng hắn đều có loại nồng đậm bất an. Hắn hiện tại chỉ là bán bộ thần vương cảnh, cự ly thần vương cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng là liền là cách xa một bước này, nếu là chính diện gặp gỡ thần vương chân chính cường giả, hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Mắt thấy bóng tối kia sắp đánh tới, hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn, 4 canh giờ thời gian, bố trí ra một cái vương giai trận pháp, đối với hai người tới nói, cũng đã 10 phần không dễ dàng. Tiêu Phàm trong lòng cũng đã bắt đầu đếm thầm lên, không sai biệt lắm 10 cái vài hô hấp sau, Tiêu Phàm đột nhiên bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, ngay sau đó, từng đạo hà mang từ Tiêu Phàm bọn họ ở trong sơn cốc trùng thiên mà lên. Sơn cốc không lớn, cũng chính là 100 trượng chu vi tả hữu, nhưng ở trận pháp chiếu xuống, bốn phía cũng bỗng nhiên biến sáng rực lên. Hô, cũng liền ở lúc này, bóng đêm vô tận từ sơn cốc trên không lướt qua, toàn bộ không gian, chỉ có Tiêu Phàm bọn họ vị trí sơn cốc sáng như ban ngày. Bất quá mấy tức sau đó, cái kia hà quang minh mông biến mất, sơn cốc lần nữa biến hắc ám vô cùng, chỉ là chung quanh sơn cốc, vẫn như cũ còn có một đạo thần văn ba động, ngăn trở ngoài sơn cốc tất cả. Tiêu Phàm trên trán rịn ra không ít mồ hôi, trên mặt lại là lộ ra an ủi tiếu dung. May mắn không làm nhục mệnh, Bạch Ma cũng nới lỏng khẩu khí, cái này 4 canh giờ đối với hắn tới nói, cũng là một loại dày vò. Lão lôi đây, Tiêu Phàm nhìn về phía Bạch Ma nói, cũng không có như thả gánh nặng cảm giác, bởi vì hiện tại mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trọng yếu nhất là, lôi viên vương còn phải độ thần vương kiếp, tại trong bóng tối này độ kiếp, cũng không phải tốt như vậy độ. Hắn đang làm cuối cùng chuẩn bị, còn có một canh giờ, thần vương cướp liền sẽ giáng lâm, có thể hay không vượt qua, phải xem hắn vận khí. Bạch Ma chỉ phía trước sơn lâm nói, chúng ta cũng khôi phục một cái thể lực, ta luôn cảm giác, cái này đêm tối cũng không phải tốt như vậy qua. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, một tháng trước đêm tối, hắn đụng phải đông đảo phệ thiên ma nghĩ, thật vất vả mới đem phệ thiên ma nghĩ đuổi đi, mà lần này, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm không yên, luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Hắn thể nội thí thần, cũng 10 phần bất an, tùy thời đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Bạch Ma nhẹ gật đầu, không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn cũng biết rõ dị ma đáng sợ, cho dù là thần vương, cũng không dám ở trước mặt dị ma phách lối. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vận chuyển tự thân tu luyện công pháp, nhanh chóng khôi phục thần lực và tâm thần. Một canh giờ, cho bọn hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm, bọn họ nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất đối mặt tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, nhưng lôi viên vương vượt qua thần vương cảnh, nếu không đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Oanh, sau nửa ngày, một đạo tiếng sấm tiếng đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy cái kia bóng đêm vô tận, tự nhiên hội tụ cuồn cuộn lôi vân. Lôi vân lờ mờ lóe ra bạch sắc lôi quang, giống như vô tận lôi thú ở trong đó du tẩu, lao nhanh, thanh thế cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm. Thần vương cướp trước thời hạn, Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía phương xa. Cái kia bị vô tận đêm tối xâm nhiễm hư không, đứng đấy một đầu to lớn viên hầu, đạt đến 10 trượng, cả người hiện lên xích huyết sắc, toàn thân càng là đan xen vô số lôi điện. Viên hầu hiển nhiên liền là lôi viên vương. Hắn cũng đã hóa thành bản thể, cầm trong tay một cây hắc thiết bổng nhìn hằm hằm thương khung, trên người phát ra đáng sợ khí thế, liền hư không đều đang không ngừng rung động. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong đầu không khỏi phù nhớ tới kiếp trước hiểu rõ Tôn Ngộ Không, cầm trong tay thiết côn, dám cùng thiên đấu. Giờ phút này lôi viên vương thực sự quá giống, hắn ngạo nhiên mà đứng, dương mắt lạnh lẽo không trung lôi vân, đang đợi lôi vân giáng lâm. Ầm ầm. Không trung lôi vân bên trong truyền đến từng tiếng gầm thét, giống như từng tôn cổ lão thần linh đang nổi giận, nó đang xúc thế, chuẩn bị dành cho độ kiếp giả hủy diệt tính oanh sát. Hắc sắc lôi vân bên trong lôi điện cũng chậm chậm biến hừng hực lên, chiếu sáng một phương thiên địa. Thông qua cái kia quang mang, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tức khắc thấy rõ bốn phía trong bóng tối tất cả, hai người nhìn nhau, trên người không khỏi hiện nổi da gà lên.
Phệ Thiên Ma nghĩ, Bạch Ma hoảng sợ nói, thân làm đại đế hắn, rất ít như thế kinh ngạc, nhưng đối mặt Phệ Thiên Ma nghĩ, hắn nội tâm cũng 10 phần không bình tĩnh. Không chỉ Phệ Thiên Ma nghĩ, còn có một chút khác dị ma. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối. Vừa mới nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy từng đầu hắc sắc quái vật, đồng thời mọc ra cương châm lông tóc, phát ra lạnh lẽo u mang, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời căn bản không thấy rõ cái kia quái vật rốt cuộc là cái gì. Hắn và Bạch Ma biết rõ bách sát chiến trường đêm tối rất khủng bố, nhưng bây giờ mới phát hiện, nơi này đêm tối so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, càng đi bách sát chiến trường chỗ sâu, gặp gỡ dị ma cũng càng cường hoành. Tiểu tử, ta cảm giác cái này trận pháp có chút không đáng tin cậy. Bạch Ma hít sâu một cái nói, bóng tối kia, ẩn ẩn có một cỗ đáng sợ khí tức, có thể uy hiếp đến tính mạng hắn, loại cảm giác này, Bạch Ma cũng đã thật lâu chưa từng cảm thụ qua. Tiểu Bạch, những cái này dị ma, rốt cuộc là đến từ đâu, mảnh này bách sát chiến trường, trước kia thuộc về cái nào thế giới? Tiêu Phàm không nhịn được nhìn về phía Bạch Ma hỏi, không thuộc về cái này kỷ nguyên, bọn họ đến từ hắc ám loạn cổ niên đại. Bạch Ma có chừng có mực nói ra. Tiêu Phàm biết rõ, Bạch Ma biết rõ một chút bí mật, chỉ là không muốn nói cho hắn mà thôi. Oanh, Tiêu Phàm chuẩn bị lại hỏi thăm một chút sự tình, đột nhiên, chân trời lôi vân bắt đầu quay cuồng lên, từng đạo mấy trượng lớn nhỏ bạch sắc lôi điện từ cửu tiêu phía trên đáp xuống. Một thoáng thời gian, một cỗ hủy diệt tính khí tức, bao phủ toàn trường. Nơi xa thiên khung, nháy mắt bị lôi điện bao phủ, kinh khủng năng lượng ba động bao phủ giữa thiên địa. Đây chính là thần vương kiếp, Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái. Thần vương kiếp, cùng mỗi người thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh, thần vương kiếp càng mạnh, người nếu là đột phá thần vương cảnh, thần vương kiếp đoán chừng muốn cường đại gấp mấy lần. Bạch Ma ở một bên giải thích nói, gấp mấy lần sao, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Kỳ thật, hắn ý tứ cũng không phải lại nói cái này thần vương kiếp cường đại, mà là hắn cảm giác quá yếu. Không cần lôi viên vương. Liền là hắn Tiêu Phàm, cổ thần cảnh hậu kỳ, cũng cảm giác có thể tùy tiện vượt qua kiếp nạn này. Thậm chí Tiêu Phàm nội tâm đều có chút hoài nghi, cái này căn bản không phải chân chính thần vương cảnh. Tiêu Phàm trong đầu, không khỏi hồi tưởng bản thân lúc trước độ vô lượng thần lôi kiếp, nếu luận mỗi về uy thế mà nói, căn bản không cần cái này kém bao nhiêu. Đương nhiên, uy lực chân chính tự nhiên không phải cái này thần vương kiếp có thể so sánh. Dù sao lúc trước Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là đột phá chiến thần cảnh mà thôi. Nghĩ đến bản thân chính là thiên đố chi nhân, Tiêu Phàm biết rõ, bản thân tương lai nếu là vượt qua thần vương kiếp, khẳng định không chỉ cường đại gấp mấy lần như thế đơn giản. Lần trước là hắn vận khí tốt, chiếm được 4 loại huyền hoàng chi khí, nếu không mà nói, hắn đột phá cổ thần cảnh liền khả năng dẫn tới thần lôi kiếp. Chỉ là tương lai muốn đột phá thần vương cảnh, cái này thần lôi kiếp đoán chừng là không cách nào miễn trừ. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy cái kia lôi điện triệt để đem lôi viên vương bao phủ, xuyên thấu qua lôi kiếp, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, lôi viên vương cầm trong tay hắc thiết côn, một côn đánh phía cái kia đầy trời lôi điện. Hư không nổ vang liên tục, mảnh này vững chắc không gian đều tiếp nhận không được áp lực này, bắt đầu vỡ nát. Vỡ nát hư không năng lực, đây là thần vương cường giả mới có thể làm được, bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong. Bán bộ thần vương cảnh, nhiều nhất cũng liền vỡ nát từng đạo hư không liệt phùng mà thôi. Thần vương kiếp lôi điện cùng sở hữu 9 đạo, cái này đạo thứ nhất chỉ là món ăn khai vị mà thôi, phía sau 3 đạo mới là đáng sợ nhất, hy vọng lôi viên tiểu tử này có thể yên ổn vượt qua. Bạch Ma thần sắc coi như bình tĩnh, bậc này thần vương kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng còn không đặt ở hắn Bạch Ma trong mắt, dù sao hắn thế nhưng là vượt qua đại đế cướp người. Bất luận cái gì tu sĩ, từ đột phá thần vương cảnh bắt đầu, mỗi vượt qua một cái đại cảnh giới, liền sẽ hạ xuống thần vương cảnh, muốn vượt qua một đạo môn này hạm, cũng không phải như thế đơn giản. 8-9 phần 10 người, đều sẽ chết ở cái này thần vương kiếp phía dưới, đây cũng là thần vương cảnh cường giả 10 phần thưa thất nguyên nhân một trong. Đương nhiên, những cái kia cổ vực cùng đế vực, thần vương cảnh ngược lại là không ít, đại vực nội tình tự nhiên không phải phổ thông địa vực có thể so sánh. Nắm giữ tài nguyên đều không biết so phổ thông địa vực cường đại gấp bao nhiêu lần. Hy vọng hắn có thể thành công. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lôi viên vương nếu là có thể đột phá thần vương cảnh, bên cạnh hắn khả năng liền nhiều to lớn tay chân.
ngươi sẽ không sợ hắn đột phá thần vương cảnh, thoát ly ngươi trưởng khống. Thậm chí, giết ngươi. Bạch ma ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, điểm này hắn không phải là không có nghĩ tới, thậm chí hắn cũng đã nghĩ tới cùng nhau ứng đối sách. Nếu quả thật đến một bước nào, ta cũng không để ý giết hắn. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Bạch ma nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, trong lòng của hắn nghi hoặc, Tiêu Phàm chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài, có thể diệt sát thần vương cảnh hay sao? Tiêu Phàm không còn để ý tới Bạch ma, mà là lẳng lặng nhìn chăm chú lên nơi xa Lôi Viên Vương. Lúc này, Đế Huyết Thành vị trí, cả tòa thành trì hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, đoàn người xúc đứng ở tường thành, ngắm nhìn phương xa, đám người nội tâm mười phần không bình tĩnh. Nơi đó làm sao sẽ có nhiều như vậy lôi điện? Chẳng lẽ là có ai đang độ kiếp sao? Ở bách sát chiến trường đêm tối độ thần vương kiếp, người kia không phải tìm chết sao? Coi như hắn có thể vượt qua thần vương kiếp, đoán chừng cũng sẽ bị hắc ám sinh linh diệt giết. Không kiêng nể gì như thế ở trong bóng tối độ kiếp, nhất định là có chỗ ỷ vào, chỉ là không biết cái kia độ kiếp giả là ai. Liền nhanh như vậy đột phá thần vương cảnh, chẳng lẽ là chiếm được trong truyền thuyết pháp tắc toái phiến? Không có khả năng. Nơi này chỉ là bách sát chiến trường ngoại vi mà thôi, cho dù có cơ duyên, từ lâu bị những người khác cướp đi, theo ta thấy, 8-9 phần 10 là một cái nào đó đại thế lực thế hệ trước cường giả, cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đột phá đến thần vương cảnh. Đế Huyết Thành tu sĩ toàn bộ đều kinh ngạc nhìn xem chân trời, nghị luận ầm ĩ, đám người thần sắc không giống nhau, có người lộ ra kinh ngạc, có người một mặt hờ hững, cũng có người một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Giờ phút này Đế Huyết Thành cũng đã mở ra hộ thành đại trận, bọn họ tự nhiên là không kiêng nể gì cả, chỉ cần đợi ở trong Đế Huyết Thành, đồng dạng liền không có nguy hiểm tính mạng. Mà ở lúc này, Đế Huyết Thành Tây Thành, một tòa cổ phác thở mạnh cung điện, lại là tụ tập không ít thân ảnh, đại điện trung ương, ngồi một cái bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên không phải kẻ khác, chính là Thần Vô Tâm, mà ở đại điện trung ương, cầm đầu một người lại là Tử Dương Kinh Hồng. Thần Vô Tâm, người cần phải hiểu rõ, đây chính là chém giết kiếm hồng trần tốt đẹp cơ hội, hắc ám đột kích, thiên vũ vực người, cho dù muốn chạy trốn, đều không có khả năng. Tử Dương Kinh Hồng trầm giọng nói, Thần Vô Tâm trầm mặc không nói, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, hiển nhiên là đang cân nhắc trong đó lợi và hại. Giết Tiêu Phàm, hắn cũng muốn, nếu là trước đó, hắn thậm chí sẽ không chút do dự xuất thủ, chỉ vì lấy được bách sát đế lệnh. Nhưng là đoạn thời gian trước đã trải qua sơn cốc sự tình, Thần Vô Tâm do dự, ngoại giới truyền ngôn, Tiêu Phàm thế nhưng là giết Nguyệt Thiên Hạo, càng là diệt Huyền Thiên Cổ Vực hơn 100 cổ thần cảnh tu sĩ. Nếu như Tiêu Phàm thật có thực lực này, hắn Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng liên thủ, cũng chưa hẳn có thể giết chết được Tiêu Phàm. Ngươi chẳng lẽ thực sự tin tưởng kiếm hồng trần giết Huyền Thiên Cổ Vực cùng ta Tử Dương Cổ Vực hơn 200 người sao? Nhìn thấy Thần Vô Tâm do dự, Tử Dương Kinh Hồng lại nói ra. Chẳng lẽ không phải sao? Thần Vô Tâm hơi nhíu mày. Đương nhiên không phải, Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu nói, trong mắt lóe qua một tia vẻ khinh thường, lúc ấy ta chuẩn bị tiến vào sơn cốc, đột nhiên hà quang vạn trượng, hiển nhiên là có người kích phát một cái nào đó trận pháp, những người kia chết, là bởi vì trận pháp duyên cớ. Chẳng lẽ cái kia trận pháp không có khả năng là kiếm hồng trần bố trí sao? Thần Vô Tâm ngưng tiếng nói. Hắn lúc ấy lâm vào một loại huyễn cảnh, căn bản không biết về sau đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là, làm bọn họ tỉnh lại thời điểm, Tử Dương Cổ Vực cùng Huyền Nguyệt Cổ Vực hơn 200 cổ thần cảnh cường giả toàn bộ đều biến thành thi thể. Kiếm Hồng Trần, Tử Dương Kinh Hồng khịt mũi coi thường, nói, đừng nói ta xem thường hắn, hắn thực lực cố nhiên không tồi, nhưng ở trận pháp một đường, khẳng định không có bao nhiêu thành tích, dù sao tuổi của hắn bày ở đó. Một phần vạn đây. Thần Vô Tâm lại nói, từ tu luyện tới hiện tại, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ đã từng sợ hãi qua Tiêu Phàm bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ kiêng kỵ như vậy một người. Không có vạn nhất, Tử Dương Kinh Hồng ngữ khí mười phần khẳng định, nói, hắn nếu thật có thể bố trí trận pháp, tại sao chỉ giết Huyền Thiên Cổ Vực cùng Tử Dương Cổ Vực người, mà không có giết ngươi và ngươi thuộc hạ? Đừng nói cho ta, ngươi và Kiếm Hồng Trần liên hợp lại hãm hại chúng ta. Ngươi khi vu hãm bản thần tử sao? Thần Vô Tâm lên cơn giận dữ, ta không phải vu hãm ngươi, mà là lại nói một cái sự thật. Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy Thần Vô Tâm có chút ý động,
rèn sắt khi còn nóng nói, người cũng hẳn là biết rõ, có đại đế cường giả xuất hiện sự tình. Theo ta thấy, là hai cái kia trăm người kích phát một cái nào đó cổ trận, thả ra một cái nào đó bị nhốt lão bất tử, cái kia lão bất tử giết tất cả mọi người, có lẽ là kiêng kỵ ngươi thân phận, cho nên mới không có đối các ngươi ra tay. Mặt khác, Kiếm Hồng Trần hiện tại đều không xuất hiện, 89/10 ở bế tử quan, chúng ta hiện tại đi lên diệt thiên vũ vực tất cả mọi người, đến lúc đó giết hắn một người, chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Tử Dương Kinh Hồng nói như vậy, quả thật có không nhỏ sức hấp dẫn, chỉ có đế huyết thành bên trong không cho phép chiến đấu quy củ, ở bọn họ nhìn đến, hoàn toàn là không tồn tại. Bất quá thần vô tâm vẫn như cũ không có hoàn toàn tin tưởng, hắn luôn cảm giác sự tình không phải chuyện như thế. Thần vô tâm, đừng nói cho ta, người không có gan. Nhìn thấy thần vô tâm thờ ơ, Tử Dương Kinh Hồng tức khắc cười lạnh một tiếng, khích tướng nói. Hừ, người đều dám đối với hắn động thủ, bản thần tử lại có làm sao không dám. Thần vô tâm phẫn nộ đứng dậy, khịt mũi coi thường nói. Đế huyết thành Nam Thành, Thanh Minh bọn họ đứng sừng sững tường thành, ngắm nhìn phương xa, bọn họ không có chú ý trong bóng tối sinh linh, ngược lại nhìn chăm chú lên chân trời vô tận lôi điện. Đúng rồi, Kiếm huynh, Bạch tiền bối cùng Lôi tiền bối đây. Thanh Minh liếc nhìn lấy toàn trường, đột nhiên nhớ tới cái gì. Kiếm huynh có vẻ như một mực đang bế quan, không có đi ra. Kiếm tử đáp lại nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, coi như Tiêu Phàm bế quan, vậy cũng không nên không gặp được Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương a. Nhưng bây giờ, bọn họ ba người lại tựa như đồng thời biến mất đồng dạng, dung không được đám người không nghi hoặc. Khó trách Kiếm huynh thực lực như thế kinh người, lúc này còn có tâm tư bế quan. Long Phi Vũ đắng chát cười nói. Có hộ thành đại trận ở, trong bóng tối sinh linh uy hiếp không được chúng ta, ta cũng bế quan đi, qua mấy ngày lại đi săn giết dị ma, kiếm lấy quân công trị. Kiếm tử khẽ cười một tiếng nói, lấy ra một cái tử hồ lô, lại đi trong miệng rót một ngụm. Cũng liền tại hắn quay người một sát na kia, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, từng tiếng gầm thét truyền đến. Các ngươi là người nào, dám xông ta Nam Thành khu vực? Phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở chân trời, thiên vũ vực đám người nháy mắt quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy nơi xa lít nha lít nhít điểm đen hướng về bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Không tốt, có người đối với chúng ta xuất thủ. Thanh Minh quát lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, tiếp tục hướng về trung ương khu vực bay đi, những người khác nhìn thấy, cũng không chút do dự đi theo. Mấy hơi thở thời gian, Thanh Minh một nhóm liền xuất hiện ở Nam Thành trung ương khu vực, lạnh lùng nhìn xem đối diện người tới, ở dưới bọn họ mới, lại là một tòa cung điện. Người tới nhìn xem phía dưới yên tĩnh cung điện, toàn bộ đều lộ ra một tia vẻ cười lạnh. Tử Dương Kinh Hồng, thần vô tâm, các ngươi muốn làm cái gì? Thanh Minh nhìn hằm hằm người tới nói. Đối diện cầm đầu hai người chính là Tử Dương Kinh Hồng cùng thần vô tâm hai người. Thần vô tâm cuối cùng vẫn là bị Tử Dương Kinh Hồng thuyết phục, hai đại thế lực lựa chọn liên thủ đối phó thiên vũ vực. Làm cái gì, tự nhiên là giết các ngươi. Tử Dương Kinh Hồng cười lạnh nói, hắn Tử Dương cổ vực mạc danh kỳ diệu chết 70-80 người, khẩu khí này hắn có thể nuốt không xuống đi. Bây giờ Tiêu Phàm đang bế tử quan, ngoại giới lại bị hắc ám xâm nhập, thiên vũ vực người cho dù muốn chạy trốn đều không có khả năng, dạng này cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là có thể giết diệt thiên võ vực tu sĩ, sau đó lại vây giết Tiêu Phàm một người, có thể liền muốn dễ dàng nhiều. Đế huyết thành không cho phép giết người, chẳng lẽ người còn muốn vi phạm quy củ hay sao? Long Phi Vũ híp hai mắt, lạnh lùng nhìn xem Tử Dương Kinh Hồng. À, ta nói sai, ta không phải tới giết các ngươi, mà là đến phế các ngươi. Tử Dương Kinh Hồng tà tà cười nói. Đế huyết thành quy củ, hắn mặc dù không thế nào để ở trong mắt, nhưng vẫn là không dám công nhiên không nhìn. Bất quá, quy củ bên trong cũng không có nói không thể phế người tu vi, nói đến cùng, hay là nơi này quy củ không hoàn thiện, thậm chí có thể nói là đến bảo hộ cường giả, mà không phải bảo hộ kẻ yếu. Tu vô luận ở nơi nào, quy tắc đều là cường giả chế định, kẻ yếu chỉ có tuân thủ phần. Thiên vũ vực đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến, giờ phút này Tiêu Phàm không ở. Bọn họ những người này cũng không phải Tử Dương cổ vực cùng huyết u cổ vực đối thủ. Nếu là động thủ, bọn họ những người này 89/10 đều phải chết ở nơi này. Chẳng lẽ các ngươi liền kiếm huynh đều không để vào mắt sao?
Lúc này, Thanh Minh đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem đối diện Tử Dương Kinh Hồng nói. Kiếm Hồng Trần, Tử Dương Kinh Hồng trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, khinh thường nhìn xem dưới chân cung điện, nói, hắn bây giờ đang ở bế tử quan, giết các ngươi, hắn cũng chưa hẳn sẽ biết sao. Huống hồ, các ngươi nếu là toàn bộ đều phế đi, đến lúc đó có thể không ai có thể giúp hắn, chúng ta muốn giết hắn một cái đang bế quan người, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Nói đến đây, Tử Dương Kinh Hồng cũng đã chậm rãi giơ lên tay phải, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn sau lưng hơn 200 người, tất nhiên sẽ bao vây mà lên, đem Thiên Vũ vực tất cả mọi người đều phế đi. Thiên Vũ vực đám người trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, Tử Dương Kinh Hồng nói không sai, bọn họ những người này nếu chết rồi, Tiêu Phàm một người có thể liền phiền toái. Có đúng không? Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang vọng hư không. Nghe được thanh âm này, Thiên Vũ vực tu sĩ toàn bộ đều cùng đánh gà máu tươi, vừa mới sợ hãi đều biến mất hết không gặp, chiếm lấy là một loại cường thế. Bởi vì cái kia chủ nhân thanh âm chính là Tiêu Phàm, như có Tiêu Phàm ở, bọn họ những người này liền không sợ tất cả. Tử Dương Kinh Hồng thần sắc lấp lóe không yên, đối Tiêu Phàm thanh âm, hắn là lại cực kỳ quen thuộc. Cái kia lời nói, liền tựa như một bàn tay, hung hăng rút ở trên mặt hắn đồng dạng, hắn vừa mới còn nói Tiêu Phàm bế tử quan, có thể trong nháy mắt, liền nghe được Tiêu Phàm thanh âm. Giết một cái Nguyệt Thiên Hạo còn chưa đủ à? Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói hiện ra sát ý lạnh như băng. Cô kia hàn ý, nháy mắt bao phủ toàn trường, rất nhiều người không khỏi sợ run cả người, cảm giác bị băng xương bao trùm đồng dạng, loại cảm giác này mười phần khó chịu. Công tử, vừa mới có người truyền tin cho ta, Kiếm Hồng Trần trước đó rời đi Đế Huyết Thành, trong này Kiếm Hồng Trần 89 phần 10 là giả. Coi như Tử Dương Kinh Hồng do dự thời điểm, hắn người sau lưng trong đám, đột nhiên có người cho hắn truyền âm nói. Giả, Tử Dương Kinh Hồng trợn to hai mắt, lập tức trên mặt chất đầy xương lạnh, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, bản thân dĩ nhiên kém chút bị Kiếm Hồng Trần thanh âm dọa cho lui. Vô luận như thế nào? Thiên Vũ vực người hôm nay đều phải diệt. Tử Dương Kinh Hồng trong lòng giận dữ hét, giết không chết Tiêu Phàm, diệt Thiên Vũ vực đám người cũng là chuyện tốt. Huống hồ hiện tại Tiêu Phàm còn không ở, Tử Dương Kinh Hồng là không thể nào bỏ lỡ cái này cơ hội. Nghĩ tới cái này, Tử Dương Kinh Hồng trên mặt hiện ra băng lãnh tiếu dung, lạnh giọng nói, Kiếm Hồng Trần, có gan lăn đi ra. Cũng đừng nói cho ta, nhưng người nào ở bên trong giả mạo ngươi. Tử Dương Kinh Hồng một bộ ta xem thấu người bộ dáng, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tử Dương Kinh Hồng, người mắt mù à, Kiếm Công Tử liền ở trong đại điện bế quan, qua một lúc Kiếm Công Tử đi ra, người cũng đừng chạy. Thanh Dạ Vũ khẽ kêu nói. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên cả người khoác chiến giáp tu sĩ ở Thanh Minh bọn họ bên tai nói nhỏ mấy tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Thanh Minh, Kiếm Tử bọn họ sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo. Thanh Minh càng là kém chút kinh kêu đi ra, cho Kiếm Tử bọn họ truyền âm nói Kiếm huynh thật rời đi Đế Huyết Thành. Giữ cửa những người kia không tất yếu lừa gạt chúng ta, chỉ là Tử Dương Kinh Hồng lại là như thế nào phát hiện, nghe cái kia thủ vệ nói, Kiếm huynh đi bí ẩn. Kiếm Tử hít sâu một cái, lần này sự tình, sợ là có chút khó giải quyết. Thì Hoàng Tử híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu phát ra như có như không sát ý. Muốn chiến liền chiến, sợ hắn làm gì? Long Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng, trên người chiến ý chợt ẩn chợt hiện. Chờ đợi chốc lát, Tử Dương Kinh Hồng vẫn như cũ không nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, trên mặt hắn tiếu dung càng tăng lên, lập tức cười lạnh nhìn xem Thanh Minh bọn họ nói, Kiếm Hồng Trần quả nhiên cũng đã rời đi Đế Huyết Thành, đáng tiếc các ngươi còn bị mơ mơ màng màng, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, hôm nay, các ngươi từng cái, đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Thiên Vũ vực người sắc mặt đại biến. Toàn bộ đều lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần Vô Tâm, lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lá gan lại lớn sao? Lúc này, đại điện bên trong lại truyền tới Tiêu Phàm thanh âm. Thần Vô Tâm thần sắc cứng lại, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Bất quá, Tử Dương Kinh Hồng lại là không chút nào đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, nhìn chằm chằm phía dưới đại điện nói, ha ha, Kiếm Hồng Trần, có gan ngươi đi ra. Nhìn ta không diệt. Ngươi động một cái thử xem. Lời còn chưa dứt, Tử Dương Kinh Hồng lời nói xinh xinh kẹt. Cùng này đồng thời, đại điện cánh cửa bang một tiếng bỗng nhiên mở ra,
một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Một thoáng thời gian, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở đại điện cửa ra vào vị trí, toàn trường bỗng nghiêm một chút, đám người thần sắc không giống nhau. Cửa ra vào vị trí, một đạo hắc bào thân ảnh nhạt nhưng mà đứng, hơi hơi ngẩng đầu, con người hơi có vẻ băng lãnh nhìn xem đối diện Tử Dương cổ vực cùng Huyết U cổ vực người. Mấy tức sau đó, cặp kia đen kịt con người cuối cùng rơi vào Tử Dương Kinh Hồng trên người, nhìn Tử Dương Kinh Hồng tê cả da đầu. Giả, nhất định là giả. Tử Dương cổ vực một cái trung niên tu sĩ kinh ngạc nói, đôi mắt bên trong đều là không tin tưởng sắc. Tử Dương Kinh Hồng thiếu chút nữa thì nhìn không được một cái tát chết hắn, ngươi nha, nhiều như vậy con mắt nhìn xem đây, làm sao có thể là giả. Giờ phút này, hắn sắc mặt cũng biến vô cùng tái nhợt lên, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm bế quan, bản thân liền có thể không kiêng nể gì cả đối phó Thiên Vũ vực tu sĩ. Mà khi hắn nghe được Tiêu Phàm rời đi Đế Huyết Thành sự tình sau đó, Tử Dương Kinh Hồng nội tâm càng là cuồng hỉ lên. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này. Tử Dương Kinh Hồng bản thân đều không biết, hắn nội tâm cũng đã bắt đầu kiêng kỵ Tiêu Phàm. Ta để ngươi thử xem, không nghe được sao? Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên, một đôi sắc bén con ngươi nhìn thẳng Tử Dương Kinh Hồng, sát khí lấp lóe. Tử Dương Kinh Hồng nắm đấm nắm chặt. Tuy nhiên hắn không biết trước đó thời gian ở cái kia sơn cốc bên trong phát sinh cái gì, nhưng Tiêu Phàm có thể sống sót, liền đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm cường đại. Thử xem, nếu là Tiêu Phàm thật như vậy cường đại, những người này chết cũng liền bình thường, nhưng một phần vạn hắn thất bại a. Thậm chí đem bản thân lưu lại nơi này đây, Tử Dương Kinh Hồng không dám đánh cược, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm đứng ở hư không. Tử Dương Kinh Hồng, ngươi không phải nói ngươi không sợ kiếm hồng trần a? Hiện tại hắn ngay ở ngươi trước mặt, chính là động thủ cơ hội tốt. Thần Vô Tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn liền không nghĩ đến tìm Tiêu Phàm phiền phức, chỉ là bị Tử Dương Kinh Hồng thuyết phục mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm ngay ở trước mắt, hắn cũng đã từ bỏ cái này tâm tư, càng là không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng mười phần khó chịu, người Tử Dương Kinh Hồng không phải nói không sợ a? Hiện tại kiếm hồng trần xuất hiện, ngươi liền bắt đầu làm thứ hèn nhát. Còn muốn lửa phỉnh ta đi chịu chết. Chúng ta đi, Tử Dương Kinh Hồng khẽ cắn môi, đưa tay vung lên, sau đó đưa tay vung lên, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Lúc này, Tiêu Phàm lạnh lùng thanh âm vang lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối phó Tử Dương Kinh Hồng, có thể Tử Dương Kinh Hồng 1 đến 2, 2 đến 3 tìm hắn phiền phức, thật đúng là đem hắn xem như quả hồng mềm. Nếu như không phải hắn có truyền tống khay ngọc, có thể kịp thời từ Đế Huyết Thành bên ngoài chạy về, Tử Dương Kinh Hồng lại làm sao có thể buông tha Thiên Vũ vực đám người đây? Làm sao, người còn muốn lưu lại ta không thành? Tử Dương Kinh Hồng mười phần khinh thường, cho dù hắn không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hắn nếu muốn đi, ai cũng ngăn không được. Không thử xem, làm sao biết rõ đây? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện. Đã là ở Tử Dương Kinh Hồng trước người, từng đạo hồng chỉ từ trên người hắn nở rộ mà ra, nháy mắt bao phủ chu vi vạn trượng. Giờ khắc này, vạn trượng phạm vi bên trong tốc độ thời gian trôi qua tức khắc trở nên chậm rất nhiều, đồng thời, Tiêu Phàm không chút do dự duỗi ra một cái ngón tay. Tu thần chỉ, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, căn kia ngón tay nhẹ nhàng nhô ra, từng đạo kim sắc quang mang nở rộ, giống như một vòng sáng chói thái dương. Cho người không dám nhìn thẳng. Lờ mờ có thể nhìn thấy, cái kia kim sắc quang mang bỗng hóa thành từng đạo kim sắc quang thúc, quỷ dị là, kim sắc quang thúc dĩ nhiên biến vô cùng nhu hòa, không còn là một đầu trực tuyến. Trong lúc hô hấp, cái kia đầy trời kim sắc quang thúc nộ khiếu mà ra, hướng về Tử Dương cổ vực đám người bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lui, Tử Dương Kinh Hồng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên nói ra tay liền ra tay, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, đầy trời kim sắc quang tuyến cũng đã hướng về hắn quấn quanh mà đến. Tuy nhiên hắn không biết cái này kim sắc quang tuyến là thứ gì, nhưng lại cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Không thể không nói, Tử Dương Kinh Hồng xem như số một số hai thiên tài, hắn phản ứng tốc độ cũng không chậm, làm kim sắc quang tuyến sắp tới gần thời khắc, chân hắn dẫm huyền diệu bộ pháp, nháy mắt lui về phía sau mấy trăm trượng. Nhưng là, những người khác cũng không có hắn vận tốt như vậy. Nháy mắt bị cái kia kim sắc quang thúc cuốn lấy, nhưng đám người kinh hãi là,
cái kia đầy trời kim sắc quang tuyến dĩ nhiên xuyên thủng bọn họ thân thể, trói buộc lại bọn họ thần lực và linh hồn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bị kim sắc quang tuyến cuốn lấy đám người liền mất đi lực lượng, cảm giác thần lực bị rút lấy không còn, mà linh hồn lại bị trói lại, rốt cuộc không thể động đậy. Có chút thực lực khá mạnh, cùng cự ly Tiêu Phàm khá xa Tử Dương cổ vực tu sĩ may mắn trốn khỏi vạn trượng hồng trần phạm vi. Nhưng cũng có 50-60 người bị Tiêu Phàm cái kia kim sắc quang tuyến cuốn lấy, nháy mắt trở thành tù nhân. Thần Vô Tâm cùng hắn 6 cái thuộc hạ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là 50-60 người, dĩ nhiên nháy mắt bị Tiêu Phàm chế trụ. Nếu là đổi lại bọn họ, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới đám người chấn kinh, tay phải kéo một cái kia 50-60 người bỗng bay tới. Tu thần chỉ, chính là thiên giai thần thông, từ lúc Tiêu Phàm tiến về Thiên Võ Thần Sơn thời điểm liền bắt đầu tu luyện, đoạn thời gian trước mới đại thành. Chỉ là Tiêu Phàm một mực không sao cả thi triển, bởi vì cái này thần thông đối thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa không thể giết người, chỉ có thể thù người ở. Lần trước bị Huyền Nguyệt cổ vực người truy sát, Tiêu Phàm liền nghĩ qua thi triển một chiêu này thần thông, đáng tiếc Huyền Thiên cổ vực truy sát hắn người phân tán quá mở, cho nên Tiêu Phàm mới không có thi triển. Mà hiện tại, những người này đều tụ tập ở đại điện phía trên, Tiêu Phàm thi triển vạn trượng hồng trần điều kiện tiên quyết, nháy mắt khốn trụ 1/3 người cũng không khó. Bất quá, Tiêu Phàm cũng bị tù thần chỉ uy năng chấn kinh, cái kia kim sắc quang tuyến, dĩ nhiên có thể phong ấn nhân thần lực cùng thần hồn, không hổ là tù thần chỉ. Công tử, cứu chúng ta! Công tử, cứu ta! 50-60 người bị Tiêu Phàm lôi kéo tới, tức khắc kêu rên khắp nơi. Bọn họ rất rõ ràng rơi vào kiếm hồng trần cái này ma quỷ trong tay sẽ có như thế nào hạ tràng. Đây chính là liền Tử Dương Kinh Vân đều dám giết quái vật a, bọn họ những người này, chỉ là phổ thông Tử Dương cổ vực tu sĩ, đối phương lại làm sao có thể thủ hạ lưu tình đây. Tử Dương Kinh Hồng phẫn nộ đến cực điểm, sắc mặt chướng đỏ bừng, Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Hiện tại, coi như hắn muốn ra tay cũng chưa hẳn có thể giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bắt 50-60 người, luận nhân số, Tử Dương cổ vực cũng đã không thể so với Thiên Vũ vực nhiều. Mấu chốt nhất là, Thần Vô Tâm căn bản không có xuất thủ ý tứ, thậm chí còn khả năng từ phía sau chọc hắn đao. Kiếm hồng trần, thả bọn họ, hôm nay sau đó, người ta nước giếng không phạm nước sông. Tử Dương Kinh Hồng trầm tư hồi lâu, thật sâu phun ra một câu. Nhưng mà, Tiêu Phàm liền con mắt đều không liếc hắn một cái. Mà là nhìn về phía sau lưng đám người nói, đem những người này phong ấn sau đó giam lại. Là, Thiên Vũ vực đám người đần độn gật gật đầu, bọn họ cũng bị Tiêu Phàm chiêu này cho khiếp sợ đến. Tất cả mọi người đều chưa bao giờ nghĩ tới, trước kia nhường bọn họ nghe tin đã sợ mất mật cổ vực tu sĩ, bây giờ dĩ nhiên cũng trở thành bọn họ xâm lược đối tượng, tất cả những thứ này, đều là Tiêu Phàm mang đến. Kiếm hồng trần, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bọn hắn hay sao? Nơi này thế nhưng là đế huyết thành, Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy Tiêu Phàm không lọt vào mắt bản thân, giận dữ nói. Ngươi cũng biết rõ nơi này là đế huyết thành, vừa mới các ngươi xuất thủ đối phó ta Thiên Vũ vực người lại tính cái gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói. Hắn rất rõ ràng, vô luận ở nơi nào, kẻ yếu đều không có quyền nói chuyện lực, trò chơi quy tắc, đều chỉ có cường giả mới có tư cách chế định. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ngươi yên tâm. Ta không phải giống như người phá hư quy củ. Nghe được lời này, Tử Dương cổ vực tu sĩ lộ ra vẻ mừng rỡ, kể từ đó, bị Tiêu Phàm bắt sống 50-60 người cũng không cần dùng chết. Chẳng qua là làm bọn họ nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống lời nói lúc, thiếu dung ngưng kết, chiếm lấy là tuyệt vọng. Chờ hôm nay hừng đông, ta sẽ đem bọn họ mang ra đế huyết thành, từng cái chậm rãi giết. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Dương Kinh Hồng nói. Chờ hôm nay hừng đông, ta sẽ đem bọn họ mang ra đế huyết thành, từng cái chậm rãi giết. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói thật lâu quanh quẩn ở hư không, tựa như kinh lôi đồng dạng đánh vào ở đây mỗi người tu sĩ trong lòng. Đám người coi là Tiêu Phàm không dám ở đế huyết thành giết người, chỉ là đuổi bắt những người này tra tấn một cái, sau đó nhất định sẽ thả Tử Dương cổ vực người. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên căn bản không có buông tha bọn họ ý tứ. Tất nhiên đế huyết thành không cho giết người, vậy ta đi đế huyết thành bên ngoài giết. Kể từ đó, chẳng phải không cùng đế huyết thành quy củ đối nghịch sao?
Đoàn người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, không khỏi dùng mình một cái, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như thế sát tính người, đây quả thực liền là sát thần. Tiêu Phàm cũng không phải nói đùa chơi, những người này thế nhưng là thiên vũ vực địch nhân, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng buông tha bọn họ. Mặt khác, Tử Dương Kinh Hồng ở sau lưng chọc đao, người nào biết rõ về sau hắn còn có thể hay không làm dạng này sự tình, Tiêu Phàm cũng không muốn thường xuyên bị người nhớ thương. Muốn giết người, tự nhiên muốn bỏ ra đầy đủ đại giới, trên đời này chỗ nào chỉ có giết người, mà không có bị người sát đạo lý. Càng chủ yếu là, Tiêu Phàm giờ phút này đang quan tâm Lôi Viên Vương độ kiếp sự tình, những người này nếu là làm rối loạn hắn kế hoạch, vô cùng có khả năng hại chết Lôi Viên Vương. Mặc kệ Lôi Viên Vương vượt qua thần vương kiếp sau đó sẽ như thế nào, chí ít hiện tại, Tiêu Phàm đem Lôi Viên Vương trở thành chính mình người, liền không thể để cho hắn chết. Hắn vừa mới đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, những người này liền đến tìm phiền phức, Tiêu Phàm có thể buông tha bọn họ mới là lạ. Làm sao, còn chưa cút, chẳng lẽ đều muốn lưu lại sao? Tiêu Phàm băng lãnh con người quét về phía không trung, ánh mắt kia, mười phần bá đạo, giống như nhìn một chút run rế. Tử Dương cổ vực người không khỏi dùng mình một cái, rất nhiều người thậm chí cảm giác toàn thân phát lạnh. Thiên vũ vực tu sĩ lại tựa như đánh gà máu tươi. Hưng phấn vô cùng, bọn họ không nghĩ tới, bản thân thiên vũ vực tu sĩ, cũng có nhìn xuống người khác một ngày. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm khâm phục lên, giờ phút này Tiêu Phàm, nói là một người ép một vực cũng không phải là quá. Dạng này khí phách, dạng này đảm lượng, phóng tầm mắt thiên vũ vực, từ cổ chí kim, lại có mấy người. Chúng ta đi, trước hết nhất lấy lại tinh thần tới là thần vô tâm, hắn dứt khoát mang theo bản thân 6 cái thủ hạ rời đi. Hắn tâm lý lại là càng thêm hồ nghi, Tiêu Phàm rốt cuộc là người nào? Đối phương biết hắn, mà hắn lại không quen biết đối phương, trong đầu hắn nghĩ tới vô số thân ảnh, nhưng liền là không nghĩ tới trước mắt người, liền là bản thân đại địch Tiêu Phàm. Công tử, chúng ta đi trước đi, quay đầu lại nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Tử Dương Kinh Hồng bên người một cái tu sĩ thấp giọng mở miệng nói. Tử Dương Kinh Hồng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng hắn lại rõ ràng kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực. Cuối cùng, hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, mang theo Tử Dương cổ vực còn lại 100 người tới rời đi. Rời đi thời khắc, hắn sắc mặt chướng đỏ bừng, trên trán gân xanh càng là bạo khởi, tựa như muốn nổ tung một dạng. Từ nhỏ đến lớn, hắn Tử Dương Kinh Hồng còn chưa bao giờ nhận qua dạng này khí, nhưng mà, lại gặp gỡ Tiêu Phàm sau đó, cái này đã là lần thứ 3, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Giống như Tiêu Phàm bất tử, hắn tâm tính nhất định sẽ bị ngăn trở, đời này có lẽ lại cũng vô pháp bước vào thần vương cảnh. Nhìn thấy Tử Dương Kinh Hồng rời đi, thiên vũ vực tu sĩ cũng thở dài một hơi. Nếu quả thật khai chiến, Tiêu Phàm có lẽ không sợ bọn họ, nhưng bọn hắn những người này, có thể chưa chắc là Tử Dương cổ vực đối thủ. Thanh Mộc Tuyền, ngươi mang một số người, đem bọn họ thoạt nhìn, một cái đồ đừng chạy cho ta. Nếu không vì ngươi là hỏi. Tiêu Phàm nhìn về phía không trung Thanh Mộc Tuyền nói, người ở đây, nói đến cùng, cũng chỉ có Thanh Mộc Tuyền xem như Tu La Điện người, hắn cũng đành phải mệnh lệnh Thanh Mộc Tuyền. Là, Phó Điện Chủ, Thanh Mộc Tuyền gật gật đầu, trong lòng không hiểu kích động. Nàng đến hiện tại đều không biết, Tu La Điện rốt cuộc là như thế nào thế lực, nhưng điểm này đều không trở ngại nàng đối Tiêu Phàm tôn kính, thậm chí nội tâm vì gia nhập Tu La Điện cảm thấy 10 phần tâm hỉ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó dậm chân tiến nhập đại điện bên trong, đại điện cánh cửa đồng thời đóng. Rất nhiều người thật lâu mới lấy lại tinh thần, nắm đấm nắm chặt, bọn họ đang nghĩ, có lẽ, thiên vũ vực cũng rốt cuộc phải quật khởi. Đế huyết thành ngàn dặm bên ngoài giữa rừng núi, một đạo thân ảnh lóe qua, Bạch Ma tức khắc tiến lên đón. Sự tình làm xong, Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt có chút suy yếu, lo lắng nói. Một chút không có mắt đồ vật, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía nơi xa Lôi Điện Hải nói, đây là thứ mấy nói Lôi Điện. Đạo thứ 5, Bạch Ma trầm giọng nói, ngươi hiện tại khôi phục một cái trạng thái, ta nhìn chằm chằm điểm, qua một lúc khả năng tránh không được một trận đại chiến. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức xếp bằng ở nguyên địa, nhanh chóng khôi phục thần lực. Tu thần chỉ quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thiên giai thần thông, đáng tiếc, đối tự thân tiêu hao quá lớn. Nếu như có thể đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, thì triển ra liền dễ dàng rất nhiều.
Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Thời gian chậm rãi xói mòn, lóa mắt liền qua một nén nhang thời gian, Lôi Viên Vương Thần Vương Kiếp đã đến đạo thứ 8. Lôi Điện Hải phía dưới, Lôi Viên Vương quanh thân da chóc thịt bong, trên người chiến giáp đều sớm đã nổ tung, toàn thân nhuốm máu, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm. Đột phá thần vương cảnh, kinh lịch thần vương kiếp là nhất định phải một cái quá trình, không có người nào có thể giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lúc này, Tiêu Phàm cũng mở ra hai mắt, đứng ở bên người Bạch Ma, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phương xa. Tiểu tử, có chút không thích hợp a, lấy Lôi Viên tiểu tử này thực lực, hẳn là có thể tùy tiện khiêng đến đạo thứ 8, có thể vừa mới cái kia đạo thứ 7 lôi điện liền trọng thương hắn. Bạch Ma nhíu mày một cái nói, đoán chừng là chúng ta khinh thường hắn, hắn thần vương kiếp so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Tiêu Phàm nói ra, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, Bạch Ma nói qua, mỗi người thực lực không giống nhau, thần vương kiếp cùng khác biệt, Lôi Viên Vương thần vương kiếp cường đại cũng hợp tình hợp lý. Không đúng, thần vương kiếp từ vừa mới bắt đầu, độ khó liền đã cố định, mặc dù sẽ một đạo so một đạo mạnh, nhưng là sẽ không giống hắn dạng này, tăng cường nhiều lắm. Bạch Ma lắc lắc đầu, luôn cảm giác sự tình không phải như thế đơn giản. Vậy ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hỏi. Hắn nội tâm hay là hy vọng Lôi Viên Vương có thể độ kiếp thành công, nếu là Lôi Viên Vương đột phá thần vương cảnh sau đó, không phản loạn bản thân, Tu La Điện thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Khẳng định có bị Thượng Thiên Đố Kỵ đồ vật ở phụ cận, cho nên Lôi Viên thần vương kiếp mới có thể biến hóa lớn như vậy. Bạch Ma 10 phần khẳng định nói. Con người cũng ở bốn phía tìm kiếm lên. Bị Thượng Thiên Đố Kỵ đồ vật, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bản thân hình như là Thiên Đố chi nhân a, có phải hay không liền là Bạch Ma trong miệng bị Thượng Thiên Đố Kỵ đồ đâu? Nếu quả thật là dạng này, cái kia chẳng phải là bản thân hại Lôi Viên Vương. Kia trách ta rồi, Tiêu Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Bạch Ma không nghe được Tiêu Phàm lời nói, hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ trên người ngươi có bị Thượng Thiên Đố Kỵ pháp bảo, hoặc là... Nhìn ta làm gì, Tiêu Phàm sững sờ, chẳng lẽ Bạch Ma nhìn ra mình là Thiên Đố chi nhân? Bạch Ma thoại âm rơi xuống, nháy mắt hiểu cái gì, hít sâu một cái nói, ta ngược lại là quên, trên người ngươi cái kia cấm kỵ, chính là trời ghét đồ vật, lần này Lôi Viên có thể hay không vượt qua thần vương kiếp, đoán chừng có chút treo. Cấm kỵ, Tiêu Phàm nghe vậy, nới lỏng một ngụm. Nguyên lai Bạch Ma nói là Tu La Ma Ảnh, xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều, lập tức lại hỏi, thần vương kiếp, ngoại nhân thật không thể nhúng tay sao? Người có thể đi thử xem, ta dám cam đoan, Lôi Viên chỉ có thể chết càng nhanh. Bạch Ma tức giận nhìn Tiêu Phàm một cái, Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị rời đi trận pháp, đi lên trợ giúp Lôi Viên, lại bị Bạch Ma câu nói này dọa đến vội vàng thu chân về. Tiêu Phàm không dám tùy tiện đi thử nghiệm. Dù sao hắn thế nhưng là Thiên Đố chi nhân, một phần vạn bản thân tới gần Lôi Viên Vương, đưa tới càng lớn thần vương cảnh, Lôi Viên Vương có thể liền phiền toái. Lôi Viên Vương mà chết, đối với Tu La Điện tới nói, thế nhưng là một tổn thất lớn. Tiểu tử, người chính là không cần lo lắng người khác, tốt nhất lo lắng mình một chút ha, người thực lực đồng giai hiếm có người địch, lại có cái kia cấm kỵ đồ vật ở, người thần vương kiếp sợ không phải tốt như vậy độ. Bạch Ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chính hắn lại như thế nào không biết đây. Năm đó độ chiến thần cảnh thần lôi kiếp, liền ra không lượng thần lôi kiếp, người nào biết rõ thần vương cảnh thời điểm, sẽ xuất hiện cái gì cướp. Nhưng hắn có thể khẳng định một chút là được, hắn thần vương kiếp, tuyệt đối so Lôi Viên Vương còn kinh khủng. Lúc này, đạo thứ 8 lôi điện cũng đã rơi xuống, bạch sắc lôi điện bên trong ẩn ẩn xen lẫn một tia kim sắc quang mang, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy thế. Quang hoa lóa mắt, thanh thế kinh người, Tiêu Phàm hơi hơi nắm chặt đầu, thay Lôi Viên Vương bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch, nếu không ta về trước đế huyết thành, hắn nếu là vượt qua, ngươi lại gọi ta tới. Tiêu Phàm vội vàng nói ra, hắn sợ bản thân ở chỗ này, ảnh hưởng cái này lôi kiếp. Không cần thiết, đạo thứ 9 thần vương kiếp cũng đã vận sức chờ phát động, từ vừa mới bắt đầu, ngươi muốn là không xuất hiện có lẽ còn khá một chút. Hiện tại chỉ có thể nhìn Lôi Viên tiểu tử kia tạo hóa. Bạch Ma lắc lắc đầu, Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, bản thân nhưng không có hại chết Lôi Viên Vương ý tứ, hắn căn bản là không có nghĩ tới, bản thân hôm nay ghen người, còn sẽ ảnh hưởng người khác thần vương kiếp. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng âm thầm nhắc nhở bản thân,
về sau nếu là chính mình người độ kiếp, nhất định muốn đi xa xa. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn, thần vương kiếp càng mạnh, hắn đối pháp tắc cảm ngộ cũng sẽ càng sâu, cơ sở cũng sẽ càng vững chắc. Bạch Ma biết rõ Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu, lại an ủi một câu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có hảo hảo bảo hộ độ kiếp sau đó lôi viên. Huống hồ, người nếu là rời đi, trở về trễ, ta một người cũng không bảo vệ được hắn. Bạch Ma lại bổ sung. Giống gầm lên giận dữ vang vọng hư không, lôi viên vương toàn thân đắm chìm ở trong lôi điện, toàn thân máu tươi nổ bắn ra. Hắn cầm trong tay một cây hắc thiết côn gắt gao chống đỡ thân thể, không cho bản thân rơi xuống. Gầm thét chỉ là vì phát tiết trên người đau đớn, giờ phút này lôi viên cũng phiền muộn đến cực điểm, nguyên bản hắn cho rằng bản thân vượt qua thần vương kiếp là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, thần vương kiếp so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn 2 lần. Mấy tức sau đó, đạo thứ 8 lôi điện rốt cục biến mất, lôi viên vương quỳ một chân xuống đất. Trong miệng lớn phun máu, đạo thứ 8 lôi kiếp, cơ hồ phá hủy hắn toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Cho dù linh hồn cũng có chút uể oải suy sụp, nếu như không phải hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì, có lẽ cũng đã ngã xuống. Không thể không nói, lôi viên vương nội tình vẫn là cực kỳ vững chắc, nếu không mà nói, dựa theo bạch ma thuyết pháp, hắn căn bản khiêng bất quá đạo thứ 7 lôi kiếp. Lôi viên vương quỳ một chân dưới đất mặt mũi. Một cái tay khác run rẩy lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy khỏa đan dược nhét vào miệng, đây là Tiêu Phàm vì hắn chuẩn bị. Người bình thường muốn dựa vào sức một mình vượt qua thần vương kiếp, cơ hồ là không có khả năng, đây cũng là bình thường địa vực hiếm có thần vương cường giả nguyên nhân. Mà những cái kia cổ vực cùng đế vực, lại nắm giữ rộng lượng pháp bảo cùng đan dược, bọn họ có thể nương tựa theo pháp bảo cùng đan dược độ kiếp, thành công tỷ lệ tự nhiên sẽ lớn rất nhiều. Nuốt vào một bình đan dược, lôi viên vương trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, hắn khí thế cũng lần nữa tăng cường, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón đạo thứ 9 lôi kiếp. Đạo thứ 9 lôi kiếp chính là cuối cùng một đạo, chỉ cần có thể vượt qua, hắn về sau liền là danh phó kỳ thật thần vương cảnh cường giả. Thế nhưng là, đạo thứ 9 lôi kiếp có dễ dàng như vậy vượt qua sao? Không trung lôi vân hải, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, khí thế không ngừng kéo lên. Tựa như muốn hủy diệt mảnh này hư không đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Cố kiệu uy thế, so phía trước 8 đạo lôi kiếp cộng lại đều muốn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy lôi viên vương giờ phút này trạng thái, Tiêu Phàm trong lòng cũng lo lắng vô cùng, bỗng nhiên, hắn tựa như nhớ tới cái gì, đưa tay vung lên, một tôn hắc sắc tiểu đỉnh nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Tiểu tử, người muốn làm cái gì? Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, vội vàng quát lớn. Cái này định hư đỉnh, là pháp bảo, cho hắn độ kiếp, có lẽ có thể gia tăng vượt qua tỷ lệ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, cái này định hư đỉnh là hắn từ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người đoạt tới, hơn nữa đã sớm bị hắn xóa đi ấn ký. Ngươi muốn hại chết hắn sao? Cái này định hư đỉnh bị ngươi luyện hóa a, hoặc nhiều hoặc ít lây dính cái kia cấm kỵ khí tức, ngươi nếu đem đỉnh này cho hắn, đạo thứ 9 lôi kiếp uy lực 89 phần 10 sẽ tăng gấp bội. Bạch Ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm không khỏi run run một cái, lôi kiếp uy lực tăng gấp bội, đây không phải là đưa lôi viên vương vào chỗ chết sao? Quả nhiên là lòng tốt làm chuyện xấu a. Tiêu Phàm lắc lắc đầu thở dài, vội vàng đem định hư đỉnh thu vào, hắn cũng không muốn hại chết lôi viên vương. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía không trung. Hắn và Bạch Ma không biết là, ở cự ly bọn họ ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi, Cổ Lâm đứng đấy một đạo thân ảnh. Lạnh lùng ngắm nhìn phương xa. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy người này, khẳng định có thể nhận ra, bởi vì người này không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Trần. Quỷ dị là, Lục Vô Trần chung quanh hư không một trận vặn vẹo, dù là bốn phía có không ít dị ma đi ngang qua, cũng căn bản không có cảm ứng được hắn tồn tại, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Thần vương độ kiếp, không sai không sai, độ kiếp sau đó, thân thể sẽ cực kỳ suy yếu, đây chính là bản đế tốt đẹp cơ hội a. Bản đế nếu là có thể lấy được cỗ kia nhục thân, khôi phục đỉnh phong ở trong tầm tay. Lục Vô Trần âm thầm âm hiểm cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, chỉ là cái này thanh âm có chút già nua. Tiền bối, ta thay ngươi tranh đoạt đến cỗ kia nhục thân, ngươi liền muốn thả ta rời đi. Lục Vô Trần thể nội lại một nói thanh âm vang lên, nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ phát hiện, lúc này mới chân chính Lục Vô Trần thanh âm.
bản đế nói lời giữ lời. Lục Vô Trần lại tự nhủ, hiện tại đi qua. Ầm ầm, lúc này, chân trời lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, kim quang lấp lóe, nối thành một mảnh, đâu đâu cũng có lôi bạo, mỗi một tấc hư không đều là gai mắt quang mang, đủ để hủy diệt tất cả. Cái này đã không chỉ là duy nhất lôi điện, mà là một mảnh vô thượng lôi hải, toàn bộ từ Thương Vũ sao bầu trời vũ trụ ép xuống, không khí đều bị rút ra không còn, cho người ngạt thở. Đến tốt, Lôi Viên Vương lấy dũng khí gầm thét một tiếng, hắn đây là đang cho mình động viên, đây là cuối cùng một đạo lôi điện, chỉ cần vượt qua, hắn liền là chân chính thần vương cường giả. Oanh một tiếng, lôi điện hải ép xuống, Lôi Viên Vương bị oanh vào trong lòng đất, lấy hắn dưới chân làm trung tâm, lít nha lít nhít liệt phùng tràn ngập mà đến. Bốn phía đất đá bay vụt, bụi bặm đầy trời, ngàn vạn lôi điện xen lẫn, bò đầy chung quanh mấy chục dặm chu vi, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma trợn to hai mắt, trong lòng chỉ có thể thay Lôi Viên Vương cầu nguyện, bọn họ lại cái gì cũng làm không được. Xuyên thấu qua cái kia ngàn vạn lôi điện, bọn họ lờ mờ nhìn thấy, Lôi Viên Vương nhục thân nhao nhao nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, cả người cứng ngắc tại đó, hoàn toàn không thể động đậy. Thần vương cảnh nhục thân 10 phần cường hãn, có thể không ngừng trọng sinh, nhưng là ở cái này lôi điện phía dưới, lại liên trọng sinh cơ sẽ đều không có, cái kia hủy diệt chi lực, xa xa lớn hơn trọng sinh chi lực. Ở Tiêu Phàm cùng Bạch Ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lôi Viên Vương thân thể chậm rãi ngã xuống, giống như một tòa núi nhỏ đập ở trên mặt đất. Thất bại sao? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chốc lát sau đó, cái kia đầy trời lôi điện chậm rãi biến mất, bốn phía khôi phục bình tĩnh, chỉ có bụi bặm đầy trời, nhìn không rõ mảy may. Đi, Tiêu Phàm nhìn thấy, không có bất kỳ do dự nào, vội vàng đạp không mà lên. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Lôi Viên Vương độ kiếp cách đó không xa, nhưng mà lúc này, một đạo hắc ảnh càng nhanh, vọt thẳng vào phiến kia phế tích. Lục Vô Trần, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Phàm nhìn thấy, quát lớn một tiếng, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm bỗng nhiên hướng về đạo kia hắc ảnh chém đi. Trước đó không có nhìn thấy Lục Vô Trần thân ảnh, nguyên bản hắn coi là Lục Vô Trần bị Thanh Minh bọn họ giết, nhưng hắn không nghĩ đến, Lục Vô Trần dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên, Lục Vô Trần là hướng về phía Lôi Viên Vương mà đi. Tiêu Phàm cũng mặc kệ Lôi Viên Vương có hay không thành công độ kiếp, cho dù Lôi Viên Vương chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Lục Vô Trần trà đạp Lôi Viên Vương nhục thân. Ha ha, lại là ngươi cái này danh con, lần này, bản đế lấy được cỗ này thần vương thân thể, nhất định phải để ngươi lột da chóc thịt. Một đạo cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không, chỉ thấy đạo kia thân ảnh, đột nhiên bay vụt ra một đạo huyết phụ thân ảnh, một đầu cắm vào phế tích kia. Loạn cổ đại đế, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nguyên bản coi là chỉ là Lục Vô Trần mà thôi. Căn bản không đem cái này bại tướng dưới tay để ở trong mắt. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến, lại là cái kia tự xưng loạn cổ đại đế huyết sương mù thân ảnh chiếm cứ Lục Vô Trần nhục thân. Nhìn thấy loạn cổ đại đế xông thẳng Lôi Viên Vương nhục thân mà đi, Tiêu Phàm mũi kiếm nhất chuyển, xông thẳng loạn cổ đại đế đánh tới. Kiếm hồng trần, cùng này đồng thời, một đạo khác thanh âm vang lên, lại là Lục Vô Trần thu được khống chế thân thể quyền. Khi thấy Tiêu Phàm kiếm quang chém tới thời khắc, Lục Vô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhấc chân chạy, hắn không phải cho rằng mình là kiếm hồng trần đối thủ. Chẳng qua là làm Tiêu Phàm mũi kiếm chém về phía loạn cổ đại đế thời khắc, Lục Vô Trần cũng thở dài một hơi, căn bản không có bất kỳ do dự nào, xoay người bỏ chạy. Tiểu Bạch, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy trốn. Tiêu Phàm cho Bạch Ma truyền âm nói, kiếm cương lại là xông thẳng cái kia huyết phụ thân ảnh mà đi. Vô dụng, liền bằng ngươi cái này kiếm quang cũng muốn tổn thương bản đế, đơn giản liền là người si nói mộng, trừ phi trên người ngươi vật kia còn không sai biệt lắm. Huyết phụ thân ảnh khinh thường nói, Tiêu Phàm ngược lại cũng là nghĩ dùng hắc sắc hạt châu đối phó hắn, nhưng hắn căn bản là chủ động điều khiển không khỏa này hạt châu, lần trước cũng là cơ duyên xảo hợp, huyết phụ hư ảnh khí tức xúc động hắc sắc hạt châu. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Kiếm quang trực tiếp từ huyết phụ thân ảnh phía trên xuyên thấu mà qua, nhưng mà căn bản không có thương tổn được hắn mảy may, tựa như huyết phụ thân ảnh vốn liền không tồn tại một dạng. Ha ha, bản đế nói vô dụng, tiểu tử, qua một lúc liền là ngươi tử kỳ.
Huyết phụ thân ảnh cười giận dữ một tiếng, một đầu cắm vào Lôi Viên Vương trong đầu, chỉ có cái kia cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở Lôi Viên Vương cách đó không xa, con người băng lãnh đến cực điểm, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Huyết phụ thân ảnh kiêng kỵ trên người hắn hắc sắc hạt châu, cho nên mới không dám cùng hắn giao phong, có thể nếu là Lôi Viên Vương bị huyết phụ thân ảnh đoạt xá, có lẽ liền sẽ không kiêng kỵ. Tiêu Phàm không phải cho rằng bản thân thật có thể cùng vượt qua thần vương kiếp thần vương cường giả một trận chiến, sở dĩ có thể áp chế Lôi Viên Vương, cũng là ở Lôi Viên Vương không cách nào sử dụng pháp tắc chi lực điều kiện tiên quyết. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, cái này nhiệt xúc dĩ nhiên độ kiếp thất bại, linh hồn cũng đã hủy. Như thế, bản đế cũng liền không cần đoạt xá, trực tiếp nhập chủ là được. Huyết phụ thân ảnh thanh âm vang lên lần nữa. Bỗng nhiên, cái kia tàn phá không chịu nổi, máu me đầm đìa Lôi Viên Vương nhục thân bắt đầu động, hắn nhanh chóng cùng Lôi Viên Vương nhục thân dung hợp làm một thể. Tê ngay sau đó, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, hắn gian nan đứng dậy, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Lôi Viên Vương nhục thân bị lôi điện cơ hồ hủy diệt hầu như không còn, giờ phút này nhập chủ Lôi Viên Vương nhục thân, loại kia cảm giác đau đớn di chuyển tức thời đến trên người hắn. Tiểu tử, nhanh giết hắn, Lôi Viên tiểu tử kia độ kiếp thất bại, nhục thân là suy yếu nhất thời điểm. Bạch ma thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn chính đang truy sát Lục Vô Trần. Hỗn trướng, huyết phụ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang lên, vừa mới hắn quá mức kích động, lại là quên những chuyện này. Giờ phút này hắn, đừng nói là cổ thần cảnh Tiêu Phàm, liền là thiên thần cảnh đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cỗ này nhục thân, hoàn toàn có thể đợi Tiêu Phàm bọn họ đem cái này nhục thân chôn sau đó lại vào chủ. Coi như ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cái này nhục thân. Hắn cũng không nên nói cho Tiêu Phàm Lôi Viên Vương linh hồn cũng đã diệt. Nếu là cỗ này nhục thân linh hồn còn sống, hắn hoàn toàn có thể dùng nơi này uy hiếp Tiêu Phàm. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Lôi Viên Vương thân thể nói, Lôi Viên độ kiếp mặc dù thất bại, nhưng hắn nếu như đã thần phục ta, ngươi liền không thể khinh nhờn nhục thân của hắn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà ra. Căn bản tận hết sức lực. Dừng tay, huyết phụ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang vọng hư không, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Tiêu Phàm xuất thủ, cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Vội vàng thời khắc, Lôi Viên Vương gian nan di chuyển thân thể, hướng về một bên tránh đi. Phốc phốc một tiếng, một cột máu bắn về phía hư không, lại là Lôi Viên Vương một cánh tay bỗng bị một kiếm chém xuống, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Trốn! Ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lại là một kiếm chạm ra. Cho bản đế dừng tay. Huyết phụ thân ảnh điên cuồng, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Hắn phiền muộn đến cực điểm, làm sao tới chỗ này đều gặp gỡ cái này tiểu tử. Chẳng lẽ tiểu tử này là bản thân mệnh kiếp hay sao? Ý nghĩ này từ trong đầu hắn chợt lóe lên, hiện tại hắn nhưng không có đầy đủ thời gian đến nghĩ mệnh kiếp sự tình. Hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể sống sót. Bỏ qua cỗ này thân thể, hắn ngược lại là muốn, nhưng mấu chốt là, bản thân đã cùng cỗ này thân thể dung hợp một nửa, một khi từ bỏ, tự thân linh hồn cũng sẽ thụ sáng tạo. Không bỏ qua, bản thân thật vất vả chờ đến cái này cơ hội, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, lần tiếp theo muốn đụng tới thần vương cường giả nhục thân, có thể liền không biết năm nào tháng nào. Mặc dù cỗ này nhục thân nát một chút, nhưng hắn có tự tin, rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong. Phốc, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lôi Viên Vương một cánh tay khác cũng bị một kiện chém xuống, hắn thân thể không khỏi co quắp đến mấy lần. Danh con, bản đế không tha ngươi. Huyết phụ hư ảnh gầm thét không thôi, loại thống khổ này, tăng thêm toàn thân da chóc thịt bong đau đớn, nhường hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ còn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm lại chạm ra hai kiếm. Gãy mất Lôi Viên Vương hai chân. Tiểu vương bát đản, người không phải nói không cho bản đế khinh nhờn hắn thân thể a, người bản thân làm cái gì? Huyết phụ hư ảnh tê hống. Hiện tại, ta chỉ muốn giết chết ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Lôi Viên Vương nhục thân, mặc dù bị hắn chém đứt tứ chi, nhưng hắn có là năng lực đem cái này tứ chi tiếp cùng một chỗ. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết cái kia cái gọi là loạn cổ đại đế. Người giết không chết bản đế.
bản đế tuyên cổ trường tồn, bản đế chính là đường đường loạn cổ đại đế. Huyết phụ thân ảnh thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá thanh âm cũng đã suy yếu rất nhiều. Trong lòng của hắn phiền muộn đến cực điểm, thầm mắng không thôi, bản đế làm sao xui xẻo như vậy, tới chỗ nào đều gặp gỡ tên sát tinh này. Công tử, cũng liền ở lúc này, đột nhiên cách đó không xa phế tích bên trong truyền đến một đạo suy yếu thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt cỗ kia băng lãnh nháy mắt biến mất, chiếm lấy là kinh hỉ. Ở Lôi Viên Vương nhục thân cách đó không xa phế tích bên trong, một đạo huyết sắc quang mang thiểm thước, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng người, chung quanh ẩn ẩn còn có lôi điện lấp lóe. Lão Lôi, ngươi không chết, Tiêu Phàm thốt ra, vô cùng kinh hỉ nói. Cái kia huyết sắc quang mang dĩ nhiên thực sự là Lôi Viên Vương, chỉ bất quá chỉ là linh hồn mà thôi, nhìn qua cực kỳ suy yếu, tùy thời đều khả năng tiêu tán. Ta không chết, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, ta nhục thân toàn bộ chịu đựng lấy, lại đem ta linh hồn dung ra nhục thân. Lôi Viên Vương suy yếu hồi đáp, ha ha, tốt, 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 Tiêu Phàm nói liên tục ba chữ tốt, đủ để nói rõ hắn nội tâm kích động. Chỉ cần Lôi Viên Vương còn sống, đây đối với Tiêu Phàm tới nói liền đầy đủ. Công tử, ta nhục thân, Lôi Viên Vương lại là lộ ra vẻ khổ sở, bản thân linh hồn bị dung ra nhục thân, đây là không may sự tình được a. Nếu như linh hồn không ly thể, nhục thân của hắn cũng không có khả năng tùy tiện bị người chiếm cứ. Hiện tại hắn muốn trở về nhục thân của hắn, đoán chừng đều không có khả năng, trừ phi đuổi đi nhục thân của hắn bên trong cái gì kia loạn cổ đại đế. Có thể đối phương tất nhiên tự xưng là loạn cổ đại đế, nghĩ đến đã từng là đại đế cấp bậc cường giả, coi như chỉ là một sợi tàn hồn, vậy cũng không phải hắn hiện tại linh hồn trạng thái có thể đuổi đi. Hắn nếu tiến vào bản thân nhục thân, duy nhất có thể liền là bị loạn cổ đại đế tàn hồn thôn phệ. Ngươi linh hồn nếu không phải bị trấn ra nhục thân, đoán chừng hiện tại đã chết. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, vội vàng an ủi. Đây đối với kẻ khác tới nói là chuyện xấu, nhưng là đối với Lôi Viên Vương tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt, chí ít hắn hiện tại còn sống. Nói cũng đúng, Lôi Viên Vương đắng chát gật gật đầu, trong lòng của hắn thầm nói, bản thân có lẽ là xui xẻo nhất thần vương cảnh a. Vừa mới đột phá thần vương cảnh, liền bị người đoạt xá nhục thân, từ cổ chí kim, có lẽ cũng chỉ có hắn một cái. Ngươi yên tâm, ta định giết hắn, trả lại ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Tiêu Phàm mười phần trịnh trọng nói, đưa tay vung lên, Lôi Viên Vương linh hồn tức khắc tung bay mà lên. Tiêu Phàm lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem Lôi Viên Vương linh hồn bảo vệ, lập tức hắn sắc bén con ngươi lần nữa rơi vào Lôi Viên Vương nhục thân phía trên. Tiểu vương bát đản, có gan ngươi hủy cỗ này nhục thân, bản đế lại tìm một bộ là được. Loạn cổ đại đế phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở hư không, bất quá, người thuộc hạ, khả năng liền chưa hẳn có thể sống sót. Oanh, vừa dứt lời, nơi xa một vệt sáng gào thét mà tới, làm tới gần thời khắc, lưu quang một chia làm hai, trong đó một đạo áo đen thân ảnh trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất. Tiểu tử này ngược lại là trượt chuồn mất hung ác, lần trước nhường hắn chạy trốn, lần này còn muốn chạy. Bạch Ma khinh thường nhìn xem phía dưới hư không, nói tiểu tử, ngươi làm sao còn không giết hắn? Lão Lôi không chết, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Không chết, Bạch Ma kinh hô lên tiếng, hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Lôi Viên Vương nhục thân cũng đã không có linh hồn chi lực a, cho dù sinh cơ đều nhanh muốn trôi qua không còn một mảnh. Tiêu Phàm không có giải thích, mà là nhìn về phía cách đó không xa phế tích, lúc này, máu me khắp người Lục Vô Trần từ phế tích bên trong bỏ ra, đầy miệng bụi đất. Ngươi nhìn, đây không phải có thân thể sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Lôi Viên Vương nhục thân một cái, hí ngược nói. Loạn cổ đại đế tức khắc không lên tiếng, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, tiểu tử này đoán chừng là muốn diệt bản thân, sau đó trực tiếp nhường Lôi Viên Vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân. Kiếm Hồng Trần, ngươi nếu giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vô Trần nửa quỳ ở phế tích bên trong, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, khó nén trong mắt ý sợ hãi. Giờ phút này Lục Vô Trần, chỗ nào còn có thiên tài bộ dáng, hoàn toàn liền tựa như một cái bị khi dễ tiểu hài, không có phản kháng lực lượng sau, liền chỉ có thể tìm ra trường. Giết ngươi, ngươi còn không xứng, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, liền con mắt đều không nhìn Lục Vô Trần một cái. Giết Lục Vô Trần,
Tiêu Phàm cũng không phải không có nghĩ qua, nếu là lần trước giết, đây cũng là giết. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, dễ dàng như vậy liền giết hắn, vậy thì thật là quá lãng phí. Lần này bách sát chiến trường kết thúc sau, Tiêu Phàm khẳng định vẫn là sẽ về Thiên Vũ Vực, không thể thiếu cùng Thiên Võ Thần Sơn là địch, ngược lại là đụng tới Lục Gia, cái này Lục Vô Trần ngược lại là to lớn thẻ đánh bạc. Bạch Ma, ngươi nhưng có phương pháp, đem Lục Vô Trần phong ấn mang ở trên người. Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Bây giờ hắn không có tiểu thiên địa, cũng không thể tùy tâm sở dục mang theo vật sống, hơn nữa càn khôn giới cũng vô pháp trang vật sống. Giao cho ta, Bạch Ma nhẹ gật đầu, há miệng hút vào, nháy mắt đem Lục Vô Trần nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không có thật muốn cho Lôi Viên Vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân, khó được bên người có một cái thần vương cảnh tay chân, Tiêu Phàm cũng sẽ không xa xỉ như vậy liền hủy đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Lôi Viên Vương trên đỉnh đầu, cười lạnh nói, mặc dù trước đó đối phó ngươi có chút phiền phức, nhưng là hiện tại, lại buông lỏng rất nhiều. Tù thần chỉ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong nháy mắt một chút, một đạo kim sắc quang mang từ đầu ngón tay nở rộ mà ra, chỉ thấy từng đầu kim sắc quang tuyến nháy mắt chui vào Lôi Viên Vương thể nội, cả người rốt cuộc không thể động đậy. Danh con, ngươi đối bản đế làm cái gì? Loạn cổ đại đế tàn hồn gầm thét, nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, hắn ẩn ẩn có loại nguy hiểm cảm giác. Qua một lúc ngươi liền sẽ biết, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên, một cái hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, chỉ bất quá cái này vòng xoáy là thuận thời châm. Ầm ầm, kinh khủng lực lượng phun trào, nhanh chóng từ Lôi Viên Vương thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, xông vào hắc sắc vòng xoáy, thần thông ngự không phải vẻn vẹn dùng để giết người. Hơn nữa còn có thể rút ra đối phương thần lực và linh hồn lực lượng. Đây là cái gì thần thông? Loạn cổ đại đế tàn hồn kêu sợ hãi, cảm nhận được thể nội thần lực và linh hồn chi lực, chính đang không ngừng sói mòn, hắn triệt để sợ hãi. Giống cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh, mở ra bồn máu miệng lớn, ngửa mặt lên trời giống giận. Thí thần tổ thú, Bạch Ma nhìn thấy đạo kia hắc ảnh, toàn thân hiện nổi da gà lên. Bỗng nhiên hướng về sau lưng thối lui, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Trong đầu hắn lóe qua cái thứ nhất ý niệm, liền là thí thần tổ thú làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, phải biết, đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 thần thú A. Nếu là bị những cường giả khác biết rõ, nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt, chiếm thành của mình. Bỗng nhiên, Bạch Ma nháy mắt kịp phản ứng, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói, Tiêu Phàm tiểu tử này dĩ nhiên liền là thí thần tổ thú. Không đúng, đây chỉ là hắn một cái khác linh hồn. Nguyên lai là nó, lần trước là nó thôn vệ trường sinh lão quỷ linh hồn, sau đó tước đoạt trường sinh lão quỷ cấp độ lực lượng, tấn cấp trở thành mới thứ 16 thần thú. Bạch Ma không hổ là sống 100 vạn tuổi già quái vật, người già mà thành tinh, nháy mắt hiểu tới. Thí thần tổ thú, làm sao có thể? Loạn cổ đại đế tàn hồn cũng sợ hãi, trên đời này, rất ít có thể làm cho đại đế cường giả sợ hãi. Nhưng trước mắt thí thần thú liền là một trong số đó. Ngươi muốn thôn vệ hắn linh hồn lực lượng, vậy liền cho ngươi, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh nói, thí thần không chủ động xuất hiện mà nói, hắn còn không có nhớ tới thí thần năng lực đến. Đối với hắn tới nói, linh hồn lực lượng không có quá nhiều giá trị, chỉ có pháp tắc toái phiến mới có thể để cho hắn càng tiến một bước, còn không bằng nhường thí thần thôn vệ đột phá. A-ô thí thần vui vẻ gật gật đầu. Sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, trực tiếp một ngụm đem cực đại Lôi Viên Vương nhục thân cho nuốt xuống. Thí thần, nhưng chớ đem lão lôi thần cách luyện hóa. Tiêu Phàm vội vàng nhắc nhở, trong mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Thí thần thôn vệ cái này loạn cổ đại đế tàn hồn, lại có hay không có thể đột phá thần vương cảnh đây? Tiêu Phàm không dám tùy tiện đi thử nghiệm, dù sao hắn thế nhưng là thiên đố chi nhân, một phần vạn bản thân tới gần Lôi Viên Vương. Đưa tới càng lớn thần vương cảnh, Lôi Viên Vương có thể liền phiền toái. Lôi Viên Vương mà chết, đối với Tu La Điện tới nói, thế nhưng là một tổn thất lớn. Tiểu tử, người chính là không cần lo lắng người khác, tốt nhất lo lắng mình một chút ha, người thực lực đồng giai hiếm có người địch, lại có cái kia cấm kỵ đồ vật ở, người thần vương kiếp sợ không phải tốt như vậy độ. Bạch Ma trầm giọng nói, Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chính hắn lại như thế nào không biết đây. Năm đó độ chiến thần cảnh thần lôi kiếp, liền ra không lượng thần lôi kiếp,
người nào biết rõ thần vương cảnh thời điểm, sẽ xuất hiện cái gì cướp. Nhưng hắn có thể khẳng định một chút là được, hắn thần vương kiếp, tuyệt đối so Lôi Viên Vương còn kinh khủng. Lúc này, đạo thứ 8 lôi điện cũng đã rơi xuống, bạch sắc lôi điện bên trong ẩn ẩn xen lẫn một tia kim sắc quang mang, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy thế. Quang hoa lóa mắt, thanh thế kinh người, Tiêu Phàm hơi hơi nắm chặt đầu, thay Lôi Viên Vương bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch, nếu không ta về trước Đế Huyết Thành, hắn nếu là vượt qua, ngươi lại gọi ta tới. Tiêu Phàm vội vàng nói ra, hắn sợ bản thân ở chỗ này, ảnh hưởng cái này lôi kiếp. Không cần thiết, đạo thứ 9 thần vương kiếp cũng đã vận sức chờ phát động, từ vừa mới bắt đầu, ngươi muốn là không xuất hiện có lẽ còn khá một chút, hiện tại chỉ có thể nhìn Lôi Viên tiểu tử kia tạo hóa. Bạch Ma lắc lắc đầu, Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, bản thân nhưng không có hại chết Lôi Viên Vương ý tứ, hắn căn bản là không có nghĩ tới, bản thân hôm nay ghen người, còn sẽ ảnh hưởng người khác thần vương kiếp. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau nếu là chính mình người độ kiếp, nhất định muốn đi xa xa. Người cũng không cần lo lắng hắn, thần vương kiếp càng mạnh, hắn đối pháp tắc cảm ngộ cũng sẽ càng sâu, cơ sở cũng sẽ càng vững chắc. Bạch Ma biết rõ Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu, lại an ủi một câu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có hảo hảo bảo hộ độ kiếp sau đó Lôi Viên. Huống hồ, người nếu là rời đi, trở về trễ, ta một người cũng không bảo vệ được hắn. Bạch Ma lại bổ sung. Giống gầm lên giận dữ vang vọng hư không, Lôi Viên Vương toàn thân đắm chìm ở trong lôi điện, toàn thân máu tươi nổ bắn ra, hắn cầm trong tay một cây hắc thiết côn gắt gao chống đỡ thân thể, không cho bản thân rơi xuống. Gầm thét chỉ là vì phát tiết trên người đau đớn, giờ phút này Lôi Viên cũng phiền muộn đến cực điểm, nguyên bản hắn cho rằng bản thân vượt qua thần vương kiếp là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, thần vương kiếp so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn 2 lần. Mấy tức sau đó, đạo thứ 8 lôi điện rốt cục biến mất, Lôi Viên Vương quỳ một chân xuống đất, trong miệng lớn phun máu, đạo thứ 8 lôi kiếp, cơ hồ phá hủy hắn toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Cho dù linh hồn cũng có chút uể oải suy sụp, nếu như không phải hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì, có lẽ cũng đã ngã xuống. Không thể không nói. Lôi Viên Vương nội tình vẫn là cực kỳ vững chắc, nếu không mà nói, dựa theo Bạch Ma thuyết pháp, hắn căn bản khiêng bất quá đạo thứ 7 lôi kiếp. Lôi Viên Vương quỳ một chân dưới đất mặt mũi, một cái tay khác run rẩy lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy khỏa đan dược nhét vào miệng, đây là Tiêu Phàm vì hắn chuẩn bị. Người bình thường muốn dựa vào sức một mình vượt qua thần vương kiếp, cơ hồ là không có khả năng, đây cũng là bình thường địa vực hiếm có thần vương cường giả nguyên nhân. Mà những cái kia cổ vực cùng đế vực, lại nắm giữ rộng lượng pháp bảo cùng đan dược, bọn họ có thể nương tựa theo pháp bảo cùng đan dược độ kiếp, thành công tỷ lệ tự nhiên sẽ lớn rất nhiều. Nuốt vào một bình đan dược, Lôi Viên Vương trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, hắn khí thế cũng lần nữa tăng cường, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón đạo thứ 9 lôi kiếp. Đạo thứ 9 lôi kiếp chính là cuối cùng một đạo, chỉ cần có thể vượt qua, hắn về sau liền là danh phó kỳ thật thần vương cảnh cường giả. Thế nhưng là, đạo thứ 9 lôi kiếp có dễ dàng như vậy vượt qua sao? Không trung Lôi Vân Hải, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, khí thế không ngừng kéo lên, tựa như muốn hủy diệt mảnh này hư không đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Cỗ kia uy thế, so phía trước 8 đạo lôi kiếp cộng lại đều muốn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Lôi Viên Vương giờ phút này trạng thái, Tiêu Phàm trong lòng cũng lo lắng vô cùng, bỗng nhiên, hắn tựa như nhớ tới cái gì, đưa tay vung lên. Một tôn hắc sắc tiểu đỉnh nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, vội vàng quát lớn. Cái này đỉnh hư đỉnh, là pháp bảo, cho hắn độ kiếp, có lẽ có thể gia tăng vượt qua tỷ lệ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, cái này đỉnh hư đỉnh là hắn từ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người đoạt tới, hơn nữa đã sớm bị hắn xóa đi ấn ký. Ngươi muốn hại chết hắn sao? Cái này đỉnh hư đỉnh bị ngươi luyện hóa a? Hoặc nhiều hoặc ít lây dính cái kia cấm kỵ khí tức, người nếu đem đỉnh này cho hắn, đạo thứ 9 lôi kiếp uy lực 8/9 sẽ tăng gấp bội. Bạch Ma trầm giọng nói, Tiêu Phàm không khỏi run run một cái, lôi kiếp uy lực tăng gấp bội, đây không phải là đưa Lôi Viên Vương vào chỗ chết sao? Quả nhiên là lòng tốt làm chuyện xấu a. Tiêu Phàm lắc lắc đầu thở dài, vội vàng đem đỉnh hư đỉnh thu vào, hắn cũng không muốn hại chết Lôi Viên Vương. Hít sâu một cái.
Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía không trung. Hắn và Bạch Ma không biết là, ở cự ly bọn họ ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi, Cổ Lâm đứng đấy một đạo thân ảnh, lạnh lùng ngắm nhìn phương xa. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy người này, khẳng định có thể nhận ra, bởi vì người này không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Trần. Quỷ dị là, Lục Vô Trần chung quanh hư không một trận vặn vẹo, dù là bốn phía có không ít dị ma đi ngang qua, cũng căn bản không có cảm ứng được hắn tồn tại, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Thần vương độ kiếp, không sai không sai, độ kiếp sau đó, thân thể sẽ cực kỳ suy yếu, đây chính là bản đế tốt đẹp cơ hội a. Bản đế nếu là có thể lấy được cỗ kia nhục thân, khôi phục đỉnh phong ở trong tầm tay. Lục Vô Trần âm thầm âm hiểm cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, chỉ là cái này thanh âm có chút già nua. Tiền bối, ta thay ngươi tranh đoạt đến cỗ kia nhục thân, ngươi liền muốn thả ta rời đi. Lục Vô Trần thể nội lại một nói thanh âm vang lên, nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ phát hiện, lúc này mới chân chính Lục Vô Trần thanh âm. Bản đế nói lời giữ lời. Lục Vô Trần lại tự nhủ, hiện tại đi qua, ầm ầm, lúc này, chân trời lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, kim quang lấp lóe, núi thành một mảnh, đâu đâu cũng có lôi bạo, mỗi một tấc hư không đều là gai mắt quang mang, đủ để hủy diệt tất cả. Cái này đã không chỉ là duy nhất lôi điện, mà là một mảnh vô thượng lôi hải, toàn bộ từ thương vũ sao bầu trời vũ trụ ép xuống, không khí đều bị rút ra không còn, cho người ngạt thở. Đến tốt, Lôi Viên Vương lấy dũng khí gầm thét một tiếng, hắn đây là đang cho mình động viên, đây là cuối cùng một đạo lôi điện, chỉ cần vượt qua, hắn liền là chân chính thần vương cường giả. Oanh một tiếng, lôi điện hải ép xuống, Lôi Viên Vương bị oanh vào trong lòng đất, lấy hắn dưới chân làm trung tâm, lít nha lít nhít liệt phùng tràn ngập mà đến. Bốn phía đất đá bay vụt, bụi bặm đầy trời, ngàn vạn lôi điện xen lẫn, bò đầy chung quanh mấy chục dặm chu vi, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma trợn to hai mắt, trong lòng chỉ có thể thay Lôi Viên Vương cầu nguyện, bọn họ lại cái gì cũng làm không được. Xuyên thấu qua cái kia ngàn vạn lôi điện, bọn họ lờ mờ nhìn thấy, Lôi Viên Vương nhục thân nhao nhao nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, cả người cứng ngắc tại đó, hoàn toàn không thể động đậy. Thần vương cảnh nhục thân 10 phần cường hãn, có thể không ngừng trọng sinh, nhưng là ở cái này lôi điện phía dưới, lại liên trọng sinh cơ sẽ đều không có, cái kia hủy diệt chi lực xa xa lớn hơn trọng sinh chi lực. Ở Tiêu Phàm cùng Bạch Ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lôi Viên Vương thân thể chậm rãi ngã xuống, giống như một tòa núi nhỏ đập ở trên mặt đất. Thất bại sao? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chốc lát sau đó, cái kia đầy trời lôi điện chậm rãi biến mất, bốn phía khôi phục bình tĩnh, chỉ có bụi bặm đầy trời, nhìn không rõ mảy may. Đi, Tiêu Phàm nhìn thấy, không có bất kỳ do dự nào, vội vàng đạp không mà lên. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Lôi Viên Vương độ kiếp cách đó không xa, nhưng mà lúc này, một đạo hắc ảnh càng nhanh, vọt thẳng vào phiến kia phế tích. Lục Vô Trần, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Phàm nhìn thấy, quát lớn một tiếng, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm bỗng nhiên hướng về đạo kia hắc ảnh chém đi. Trước đó không có nhìn thấy Lục Vô Trần thân ảnh. Nguyên bản hắn coi là Lục Vô Trần bị Thanh Minh bọn họ giết, nhưng hắn không nghĩ đến, Lục Vô Trần dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên, Lục Vô Trần là hướng về phía Lôi Viên Vương mà đi. Tiêu Phàm cũng mặc kệ Lôi Viên Vương có hay không thành công độ kiếp, cho dù Lôi Viên Vương chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Lục Vô Trần trà đạp Lôi Viên Vương nhục thân. Ha ha, lại là ngươi cái này danh con, lần này... Bản đế lấy được cỗ này thần vương thân thể, nhất định phải để ngươi lột ra chóc thịt. Một đạo cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không, chỉ thấy đạo kia thân ảnh, đột nhiên bay vụt ra một đạo huyết phụ thân ảnh, một đầu cắm vào phế tích kia. Loạn cổ đại đế, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nguyên bản coi là chỉ là Lục Vô Trần mà thôi, căn bản không đem cái này bại tướng dưới tay để ở trong mắt. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Lại là cái kia tự xưng loạn cổ đại đế huyết sương mù thân ảnh chiếm cứ Lục Vô Trần nhục thân. Nhìn thấy loạn cổ đại đế xông thẳng Lôi Viên Vương nhục thân mà đi, Tiêu Phàm mũi kiếm nhất chuyển, xông thẳng loạn cổ đại đế đánh tới. Kiếm hồng trần, cùng này đồng thời, một đạo khác thanh âm vang lên, lại là Lục Vô Trần thu được khống chế thân thể quyền. Khi thấy Tiêu Phàm kiếm quang chém tới thời khắc, Lục Vô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhấc chân chạy.
hắn không phải cho rằng mình là kiếm hồng trần đối thủ. Chẳng qua là làm Tiêu Phàm mũi kiếm chém về phía Loạn Cổ Đại Đế thời khắc, Lục Vô Trần cũng thở dài một hơi, căn bản không có bất kỳ do dự nào, xoay người bỏ chạy. Tiểu Bạch, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy trốn. Tiêu Phàm cho Bạch Ma truyền âm nói, kiếm cương lại là xông thẳng cái kia huyết phụ thân ảnh mà đi. Vô dụng, liền bằng ngươi cái này kiếm quang cũng muốn tổn thương bản đế, đơn giản liền là người si nói mộng, trừ phi trên người ngươi vật kia còn không sai biệt lắm. Huyết phụ thân ảnh khinh thường nói, Tiêu Phàm ngược lại cũng là nghĩ dùng hắc sắc hạt châu đối phó hắn, nhưng hắn căn bản là chủ động điều khiển không khỏa này hạt châu, lần trước cũng là cơ duyên xảo hợp, huyết phụ hư ảnh khí tức xúc động hắc sắc hạt châu. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang trực tiếp từ huyết phụ thân ảnh phía trên xuyên thấu mà qua, nhưng mà căn bản không có thương tổn được hắn mảy may, tựa như huyết phụ thân ảnh vốn liền không tồn tại một dạng. Ha ha, bản đế nói vô dụng, tiểu tử, qua một lúc liền là ngươi tử kỳ. Huyết phụ thân ảnh cười giận dữ một tiếng, một đầu cắm vào Lôi Viên Vương trong đầu, chỉ có cái kia cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở Lôi Viên Vương cách đó không xa, con người băng lãnh đến cực điểm, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Huyết phụ thân ảnh kiêng kỵ trên người hắn hắc sắc hạt châu, cho nên mới không dám cùng hắn giao phong, có thể nếu là Lôi Viên Vương bị huyết phụ thân ảnh đoạt xá, có lẽ liền sẽ không kiêng kỵ. Tiêu Phàm không phải cho rằng bản thân thật có thể cùng vượt qua thần vương kiếp thần vương cường giả một trận chiến, sở dĩ có thể áp chế Lôi Viên Vương, cũng là ở Lôi Viên Vương không cách nào sử dụng pháp tắc chi lực điều kiện tiên quyết. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, cái này nhiệt xúc dĩ nhiên độ kiếp thất bại, linh hồn cũng đã hủy. Như thế, bản đế cũng liền không cần đoạt xá, trực tiếp nhập chủ là được. Huyết phụ thân ảnh thanh âm vang lên lần nữa. Bỗng nhiên, cái kia tàn phá không chịu nổi, máu me đầm đìa Lôi Viên Vương nhục thân bắt đầu động, hắn nhanh chóng cùng Lôi Viên Vương nhục thân dung hợp làm một thể. Tê ngay sau đó, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, hắn gian nan đứng dậy, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Lôi Viên Vương nhục thân bị lôi điện cơ hồ hủy diệt hầu như không còn, giờ phút này nhập chủ Lôi Viên Vương nhục thân, loại kia cảm giác đau đớn di chuyển tức thời đến trên người hắn. Tiểu tử, nhanh giết hắn, Lôi Viên tiểu tử kia độ kiếp thất bại, nhục thân là suy yếu nhất thời điểm. Bạch Ma thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn chính đang truy sát Lục Vô Trần. Hỗn trướng, huyết phụ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang lên, vừa mới hắn quá mức kích động, lại là quên những chuyện này. Giờ phút này hắn, đừng nói là cổ thần cảnh Tiêu Phàm, liền là thiên thần cảnh đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cỗ này nhục thân, hoàn toàn có thể đợi Tiêu Phàm bọn họ đem cái này nhục thân chôn sau đó lại vào chủ. Coi như ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cái này nhục thân, hắn cũng không nên nói cho Tiêu Phàm Lôi Viên Vương linh hồn cũng đã diệt. Nếu là cỗ này nhục thân linh hồn còn sống, hắn hoàn toàn có thể dùng nơi này uy hiếp Tiêu Phàm. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Lôi Viên Vương thân thể nói, Lôi Viên độ kiếp mặc dù thất bại, nhưng hắn nếu như đã thần phục ta, ngươi liền không thể khinh nhờn nhục thân của hắn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà ra, căn bản tận hết sức lực. Dừng tay, huyết phụ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang vọng hư không, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Tiêu Phàm xuất thủ, cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Vội vàng thời khắc, Lôi Viên Vương gian nan di chuyển thân thể, hướng về một bên tránh đi. Phốc phốc một tiếng, một cột máu bắn về phía hư không, lại là Lôi Viên Vương một cánh tay bỗng bị một kiếm chém xuống, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Trốn, ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lại là một kiếm chạm ra. Cho bản đế dừng tay. Huyết phụ thân ảnh điên cuồng, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Hắn phiền muộn đến cực điểm, làm sao tới chỗ này đều gặp gỡ cái này tiểu tử. Chẳng lẽ tiểu tử này là bản thân mệnh kiếp hay sao? Ý nghĩ này từ trong đầu hắn chợt lóe lên, hiện tại hắn nhưng không có đầy đủ thời gian đến nghĩ mệnh kiếp sự tình, hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể sống sót. Bỏ qua cỗ này thân thể, hắn ngược lại là muốn, nhưng mấu chốt là, bản thân đã cùng cỗ này thân thể dung hợp một nửa, một khi từ bỏ, tự thân linh hồn cũng sẽ thụ sáng tạo. Không bỏ qua, bản thân thật vất vả chờ đến cái này cơ hội, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ,
lần tiếp theo muốn đụng tới thần vương cường giả nhục thân, có thể liền không biết năm nào tháng nào. Mặc dù cỗ này nhục thân nát một chút, nhưng hắn có tự tin, rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong. Phốc, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lôi Viên Vương một cánh tay khác cũng bị một kiện chém xuống, hắn thân thể không khỏi co quắp đến mấy lần. Danh con, bản đế không tha ngươi. Huyết phụ hư ảnh gầm thét không thôi, loại thống khổ này, tăng thêm toàn thân da chóc thịt bong đau đớn, nhường hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ còn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm lại chạm ra hai kiếm, gãy mất Lôi Viên Vương hai chân. Tiểu vương bát đản, người không phải nói không cho bản đế khinh nhờn hắn thân thể a, người bản thân làm cái gì? Huyết phụ hư ảnh tê hống, hiện tại, ta chỉ muốn giết chết ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Lôi Viên Vương nhục thân, mặc dù bị hắn chém đứt tứ chi, nhưng hắn có là năng lực đem cái này tứ chi tiếp cùng một chỗ, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết cái kia cái gọi là loạn cổ đại đế. Người giết không chết bản đế tuyên cổ trường tồn, bản đế chính là đường đường loạn cổ đại đế. Huyết phụ thân ảnh thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá thanh âm cũng đã suy yếu rất nhiều. Trong lòng của hắn phiền muộn đến cực điểm, thầm mắng không thôi, bản đế làm sao xui xẻo như vậy, tới chỗ nào đều gặp gỡ tên sát tinh này. Công tử, cũng liền ở lúc này, đột nhiên cách đó không xa phế tích bên trong truyền đến một đạo suy yếu thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt cỗ kia băng lãnh nháy mắt biến mất, chiếm lấy là kinh hỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.